Âm phủ thần thám chương 393, Phú Nhị Đại cuồng Loạn. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cốc Tây Nam trong chuồng có mấy con chó đã chết, dáng to lớn hơn Alaska, lông vàng xám, có vẻ là mấy con ngao Tây Tạng. Hoàng tiểu đào định đi qua xem xét, tôi níu vai nàng lại, chờ chút nữa hãy qua. Tôi đẩy cửa căn phòng thứ hai, trên đất có một dấu vết người nằm rõ ràng, tư thế giống như bị trói chặt hai tay, trên thi thể nạn nhân không có vết trói rõ lắm, có thể chỉ trói bằng loại vải mềm nào đó. Quan sát bốn phía, trong góc có mấy hạt thức ăn chó, tôi cầm lên nhìn, tiểu đào còn đưa hẳn một viên vào miệng nhai. Tôi há hốc mồm nhìn nàng, nàng nhai mấy cái thì nhổ ra, lúc còn bé em nhà em cũng có nuôi chó, thức ăn cho chó chất lượng tương đối khá, không có tinh bột, hình như toàn là thịt, gần như không có mảnh xương vụn luôn. Thứ hung thủ cho nạn nhân ăn là thức ăn chó nhập khẩu. Tôi nói, em đúng là không câu nệ gì. Tiểu đào cười, gần đèn thì sáng mà, mang đi xét nghiệm mất thời gian lắm, thứ chúng ta thiếu nhất lại là thời gian. Trong góc phòng có một ít lông chó, tôi cầm lên so sánh, màu sắc, chiều dài hoàn toàn trùng khớp với vật chứng, đây chính là nơi nhốt nạn nhân nam. Sau khi ra khỏi cửa, tôi thổi ít cho ro rong biển lên chốt cửa, cũng không tìm được vân tay. Tiểu đào nói, những tên khốn này cũng thật cẩn thận, một ngón tay cũng không lưu lại. Tôi cười thần bí nói, vừa cẩn thận vừa bất cẩn. Tiểu đào hỏi, là sao? Bọn chúng khá cẩn thận trong những chi tiết nhỏ, ví dụ như vân tay, hay biết rằng sợi dây trói sẽ bị nhìn thấy. Nhưng lại có nhiều chỗ rất bất cẩn, ví như dấu giày ở hiện trường, hay đồ ăn bón cho nạn nhân. Tôi thử phát họa bức tranh tâm lý học, bốn tên này tuổi tác trung bình không vượt quá 26, có tiền, tự do phóng khoáng, là bốn tên phú nhị đại. Chúng thích tìm kiếm sự kích thích, nội tâm vô cảm, coi mạng người như cỏ rác. Trong bọn chúng ít nhất có một kẻ tuổi khá lớn, khá cẩn thận, còn ba tên kia không được như vậy, cho nên mới có sự tương phản này. Tôi đẩy cửa những căn phòng khác, không có thêm manh mối gì, xuống dưới lầu tôi đi vòng một vòng xung quanh, Tiểu Đào hỏi, tìm gì vậy? Tôi nói, tìm toilet. Anh có gấp lắm không? Nếu không đợi lát nữa tìm trạm xăng dầu nào rồi đi. Tiểu Đào nói. Tôi cười, không phải anh muốn đi toilet? mà bọn chúng ở đây hai ngày kiểu gì cũng phải đi toilet chứ. Tiểu đào cao mày, anh muốn khám nghiệm thứ đó. Tôi nói, phân và nước tiểu là manh mối vô cùng quan trọng, có thể phân tích ra rất nhiều đặc điểm thân thể, đôi khi còn có ADN, năm đó quân đội Mỹ tìm ra Bin Laden cũng nhờ phân và nước tiểu ở cống thoát nước. Tôi ngửi thấy một mùi thối thoang thoảng, đi về phía trước một bước, quẹo phải quả nhiên thấy ở góc đông nam có một nhà cầu đơn giản lợp ngói xi măng tôi ngó vào trong phát hiện phân và nước tiểu đã bị xúc đi chỉ còn lại một chút xíu hoàng tiểu đào kinh ngạc nói thật là cẩn trọng còn biết xử lý phân và nước tiểu theo anh thì họ xử lý bằng cách nào tôi nói ở đây là trại chó chẳng phải là có một cách vô cùng tiện sao tiểu đào méo mặt đối với một người yêu chó như nàng mà nói việc này hơi mâu thuẫn tôi nói đây là bản năng của chó cuộc sống hoang dã của chúng tương đối khan hiếm thức ăn ruột của động vật thì khá ngắn thức ăn tồn tại bên trong không lâu, lại không thể nhai lại giống như động vật móng quất. Cho nên cách để hấp thu tối đa dinh dưỡng chính là ăn phân. Tiểu Đào cười khổ, anh đừng nói nữa, trưa nay có muốn ăn cơm không đây? Chúng tôi tới mấy chuồng chó gốc Tây Nam, có 7 con ngao tây tạng bị chết, tôi sắp lại gần quan sát, phát hiện trên mép và lông ngực của chúng có dính phân người, mũi và khóe miệng của chúng sùi bọc, có mùi thuốc chuột. Hung thủ làm như vậy quả là ngu hết nói cho chó ăn chính phân của mình, sau đó đầu độc, chứng cứ chẳng phải vẫn còn nguyên trong bụng sao. Chỉ có thể nói bọn chúng tự cho là mình thông minh. Tôi đẩy mắt chó nhìn độ giãn đồng tử, kiểm tra độ cứng của xác, do không am hiểu về chó lắm nên chỉ có thể bước đầu kết luận là bị chết khoảng 12 tiếng trước. Ơ, ờ, mà 12 tiếng trước chẳng phải là lúc chúng vừa mới giết người xong sao? Nói cách khác sau khi giết người, bọn chúng quay lại giết mấy con chó mà có thể khiến mình bại lộ thân phận, bởi vì ngao tây tạng là loài rất trung thành cả đời chỉ nhận một chủ hành động này có thể dùng bốn chữ dấu đầu hở đuôi để hình dung cứ như cắm một tấm bảng ở đây nói cho tôi biết bọn chúng là chủ của mấy con chó này vậy tôi bảo tiểu đào gọi cảnh sát hình sự tới đây gọi cả băng tâm đến giải phẫu xác chó và kiểm tra chủ nhân của chiếc chuồng này khả năng sẽ là manh mối khá quan trọng Cảnh sát tới đây phải mất chút thời gian tôi với tiểu đào nhảy tường ra ngoài, đi xung quanh một vòng xem có đầu mối nào thất lạc không. Đối diện hơn 100 mét với trại chó là một con đường, phía sau là ngọn núi nhỏ. Chúng tôi đi một đoạn về phía ngọn núi, đột nhiên ngửi thấy mùi xăng, tiến tới nhìn thì thấy một cái hố trên đất, bên trong là những thứ bị đốt, đã được tưới nước. Đó là vài hộp cơm, vỏ chai rượu, quần áo. Tôi phát hiện thấy một thẻ căn cước bị cháy, nói, khả năng đây là do hung thủ tiêu hủy chứng cứ trong đó có quần áo của hai nạn nhân tôi quay đầu bất chợt trông thấy trên cúc áo của tiểu đào có phản chiếu ánh sáng lóa mắt giật mình nhìn về hướng đối diện xa xa có một bóng người tay cầm một vật phản quan hình như là ống nhòm tiểu đào cũng trông thấy người này đứng ở đó rình chúng tôi rõ ràng là không có ý tốt nàng rút súng ra định bắn uy hiếp tôi đè cánh tay nàng xuống đừng khoảng cách quá xa người kia ý thức được đã bị lộ liền đi xuống chân núi hắn mặc một bộ áo khoác với thời tiết này thì khá khác thường lúc bước đi đùi phải có hơi thập khiển hoàng tiểu đào liền gọi điện về cục phái người đi xung quanh thăm dò một chút lát sau xe cảnh sát đã tới băng tâm xách một túi đồ nghề hào hứng hỏi lại phát hiện thi thể ư tôi nói đúng có bảy cái xác đấy băng tâm rất kinh sợ đến khi thấy xác chó trong chùng nàng cau mày tàn nhẫn quá tôi nói giải phẫu đi. Nhưng muội không hiểu về cấu tạo cơ thể chó đâu." Băng Tâm nói, "Tôi nói, ta cũng không hiểu, chỉ xem một chút thức ăn bên trong dạ dày thôi." Có điều báo trước cho muội một câu, những thứ này có thể sẽ rất kinh tởm. Chúng tôi kéo một con chó chết ra, ngửa bụng lên, Băng Tâm dùng cồn sát trùng phần bụng, cẩn thận cạo lông, tôi để ý bụng nó có vú, chắc là chó mẹ." Băng Tâm nói, "Phải rồi, tiểu đào tỷ tỷ trong túi muội có báo cáo xét nghiệm, là vỏ viên nén trong trực tràng nạn nhân. Hoàng Tiểu Đào rút tờ báo cáo ra đọc, những thứ trong báo cáo nàng không hiểu, đưa cho tôi xem. Toàn là thuật ngữ chuyên môn, tôi cũng không hiểu lắm, Băng Tâm giải thích, chỉ có thể xét nghiệm ra các thành phần của thuốc, không biết được tên thuốc, thuốc này muội chưa từng thấy qua không biết nó là thứ gì. Tôi gật đầu, để đó đi, lát nữa ta mang về tìm hiểu. Băng Tâm mổ bụng con chó ra, trạch dạ dày những thứ bên trong đều lộ ra. Nàng cao mày nói, đây là thứ gì? Tôi đáp, phân và nước tiểu của người, thức ăn cho chó, còn có một miếng thịt tươi. Phân và nước tiểu sau khi bị tiêu hóa thì thải ra lượng khí amin lớn, chua tơi mức mắt tôi cay xè không thể chịu được. Cũng may là đã ngậm trước ít quế đang nên chúng tôi không tới mức ngất xỉu. Việc ghê tẩm thì tùy mỗi người, nếu trong lòng không cảm thấy có gì về sinh lý thì cũng sẽ không quá ghê tẩm tâm lý băng tâm giống tôi tương đối vững chẳng qua là thấy hôi thối mà thôi còn tiểu đào thì có vẻ không chịu nổi bịt mũi lùi ra mấy bước tôi xua tay em đi làm việc khác trước đi không cần để mắt tới chỗ này tiểu đào dặn dò các anh làm xong nhớ dọn thật sạch nhé tôi nói được chúng ta cùng nghiệm phân nào băng tâm cười đừng nói mấy lời khó nghe như vậy miếng thịt trong dạ dày con chó gần như không bị tiêu hóa răng chó không có chức năng nhai chủ yếu là cắt thịt bị nuốt chửng cả miếng vào bụng trên đó có ít bột màu trắng có lẽ là thuốc chuột tôi bỏ miếng thịt vào túi vật chứng mang về cho tổ kỹ thuật xử lý sau đó trọng điểm chính là phân và nước tiểu tôi dùng bông tâm thấm một chút nói màu hơi thâm tương đối sốt không có hạt gì có vẻ người này nội hỏa yếu gan kém do hút thuốc và uống rượu lâu ngày băng tâm xúc một ít lên nói theo trong này còn có tôm chưa tiêu hóa gạo và ớt xanh Tôi nói, người này bị táo bón, hẳn là thức đêm thời gian dài, dạ dày hoạt động không giờ giấc, thức ăn này hình như là tôm chiên. Băng tâm gật đầu, tôm khá lớn. Chúng tôi lấy thêm mấy con chó ra mổ xẻ, toàn bộ quá trình tôi để ý băng tâm chẳng hề động lòng, có chút ngạc nhiên, tư chất tâm lý của mũi tốt vậy à. Tập luyện sao? Băng tâm cười, chẳng phải tống dương ca ca cũng vậy sao? Tôi cười, động vật chết trong mắt ta chỉ là đồ vật, đồ vật thì có gì ghê tởm đâu. Băng tâm nói, lớp giải phẫu của muội thường phải thực hành chung với các khóa trên, đám học tỷ thất đức kia thường mang khói hôi, đủ các loại trò đùa ghê tởm đến lớp. Ban đầu muội cũng ghê lắm, ói nhiều, sau đó thì quen dần. Tôi hỏi, trò đùa ghê tởm kiểu gì? Băng tâm kể ra một loạt, tôi chỉ cười cười, nàng thấy tôi không bị ảnh hưởng liền sử dụng tới pháp bảo, tống dương ca ca, huynh có biết phân chữa được bệnh không? tôi suy nghĩ nói trong cuốn bản thảo cương mục có viết phân của vài loài động vật và nước tiểu có thể làm thuốc băng tâm lắc đầu nói không phải là ý đó có vài người trong ruột không có men vi sinh nên không thể tiêu hóa thức ăn cho nên có một phương pháp chữa bệnh đó là nghiền nát phân của người khỏe mạnh sau đó cho bệnh nhân uống không phải uống bằng đường miệng mà là dùng ống dẫn cắm từ mũi xuống cổ họng thông tới tận ruột sau đó rót mấy kg phân vào có thể bảo đảm men vi sinh sẽ sống sót hơn nữa còn âm ấm, ấm nói tới đây băng tâm cười ha hả cười tới chảy nước mắt tôi xua xua tay đừng nói nữa nói nữa ta chịu không nổi đâu sau đó chúng tôi phát hiện trên một đống phân có chất lỏng màu đỏ sẫm băng tâm liền sáng mắt lên là máu sau đó lập tức lấy bông tâm thấm lên bỏ vào túi vật chứng cuối cùng chúng tôi cũng có adn của một trong số những hung thủ công việc này chẳng đòi hỏi kỹ thuật cao siêu gì chủ yếu là tỉ mỉ sau khi đứng dậy, chúng tôi đều mỏi rã rời, băng tâm nũng nịu nói, tống dương ca ca, bóc vai giúp muội đi. Tôi nói, lát nữa đã, trước tiên xử lý đống xác chó này, muội không để ý thấy người xung quanh tản hết đi rồi à. Xác chó ngao khá nặng, tôi bỏ vào túi, gọi mấy cảnh sát tới kéo ra bên ngoài, cứ đào hố chôn ở nơi nào đó cũng được. Sau đó lấy ra cái lư hương nhỏ, đốt hương hương lượng một vòng để khử mùi thối. Tôi lấy điện thoại ra lướt lướt, Băng Tâm xoay lưng về phía tôi, giúp mũi bóp vai đi. Tôi đáp, chờ chút đã, ta đang tìm xem quanh đây có hàng ăn nào không. Băng Tâm kinh ngạc la lên, huynh định gọi đồ ăn ở đây. Tôi cười, hung thủ có ăn tôm chiên, khả năng là đồ bán bên ngoài, có điều ở cái nơi khỉ ho cò gáy này tiệm nào mà giao hàng chứ. Tôi chọn toàn bộ những tiệm có tôm chiên, bấm xác nhận thanh toán, sau đó cất điện thoại đi, la lên, xoay ra đây băng tâm như con thỏ bật tới cạnh tôi tôi đưa tay ra xoa bóp vai cho nàng băng tâm nhắm mắt lại trên khe khẽ đúng lúc này thì tiểu đào đi tới trông thấy liền ra hiệu cho tôi chớ lên tiếng bảo tôi tránh ra còn nàng thay tôi xoa bóp bóp được hai cái băng tâm cảm thấy sai sai liền quay đầu nhìn sao lại đổi người thế tiểu đào hờ lạnh có ý kiến gì không cô cũng rất biết hưởng thụ đấy trong lúc làm việc mà lại như vậy băng tâm nói bọn muội nghiệm thi xong rồi, còn tìm được ADN của hung thủ. Lúc này điện thoại tôi rung lên, có mười mấy quán ăn báo vị trí quá heo hút không ship được, hủy đơn. Chỉ có duy nhất một quán chịu nhận đơn, là quán ăn kiểu Pháp, có shipper của chính quán mình. Tôi nói, ngại quá, anh chỉ gọi một suất. Tiểu đào thì nhăn mặt, anh tự ăn đi, giờ em không thấy đói. Điện thoại lại rung, là quán ăn gọi tới, nói với tôi vị trí xa quá khó tìm, bảo tôi tới một trạm nghỉ chân gần đó đợi shipper, 20p nữa sẽ tới. Chúng tôi cùng đi, tiểu đào sắp xếp những người khác thu dọn hiện trường, mang vật chứng về xét nghiệm, sau đó ba người lên xe. Tới trạm dừng chân kia, lát sau thì có một shipper chạy xe điện đến hỏi, ai gọi cơm tôm chiên. Tôi nói là tôi, tiểu đào dơ thẻ cảnh sát ra nói, chúng tôi là cảnh sát, đang điều tra vụ án, muốn hỏi có phải anh đã từng giao cơm tới địa chỉ này không? Shipper gật đầu, đã từng. Tôi hỏi, có thể tả một chút đặc điểm của người nhận không? Shipper nhớ lại, nói người kia biệt mặt rất kín, trời thì tối nên không có nhìn rõ, nhưng qua bàn tay và đôi mắt có thể đoán được tuổi tác khá lớn, chừng 40. Nghe câu này tôi hơi giật mình, điều đó không quá giống so với suy đoán lúc trước của tôi. Tôi hỏi, người ấy gọi mấy suất? Shipper lấy điện thoại ra lướt một cái, đưa chúng tôi xem, người kia gọi 6 suất, có cơm chiên ốc sên, bia và sáu phần chén đĩa. Xem ra lấy đồ ăn là một người khác ngoài bốn hung thủ. Shipper cầu nhau nói lúc đó trời đã rất tối, lại phải giao đồ đến nơi khỉ ho cò gáy này, cả đường đi đều lo lắng đề phòng. Bắt anh ta giao một phần cơm mà chạy xa như vậy, tôi cũng thấy ấy nấy, lấy ra một trăm tệ đưa cho anh ấy, anh vất vả rồi, đây là chút phí tình báo. Shipper vui vẻ nói, còn có phí tình báo sao? Cảm ơn, tôi đi trước anh ta vừa nhảy lên xe điện, Tiểu Đào chợt nhận được một tin nhắn, đưa lên đọc, đột nhiên gọi shipper lại. Hoàng Tiểu Đào đưa bức ảnh trên điện thoại cho shipper xem rồi hỏi, có nhận ra không? Shipper nhìn một hồi, lắc đầu, Tiểu Đào liền dùng ngón tay che mũi miệng và trán người kia, chỉ lộ ra đôi mắt bảo anh ta xem lại. Shipper đột nhiên hai mắt sáng lên, đúng rồi, chính là ông ta, người nhận cơm hôm đó. Cảm ơn. Tiểu Đào gật đầu shipper liền chạy xe quay về tôi hỏi tiểu đào người trong ảnh là ai nàng trả lời vương nguyên thạch vừa tới sở công thương điều tra đây chính là chủ nhân trại chó này tên là hoàng húc thăng tôi nói xem ra hoàng húc thăng có quen biết với hung thủ hơn nữa còn khá thân không ngờ manh mối lại tới sớm như vậy tiểu đào vung tay còn chờ gì nữa tìm ông ta thôi kết quả là chúng tôi đã vui mừng quá sớm tới nơi ở của hoàng húc thăng lại tốn công vô ích ông ta đã sớm bán nhà qua bên tiểu khu công nghiệp cùng hội dân phố hỏi thăm thì được biết địa chỉ mới của ông ta chúng tôi lại chạy tới đó đến cửa nhà phát hiện trên cửa và tường sơn đỏ mấy chữ lớn thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đền mạng công băng tâm biểu môi mùi thật không hiểu những tên đòi nợ này chỉ cần viết thiếu nợ thì trả tiền không đủ ư sao còn phải vẽ rắn thêm chân cái câu giết người thì đền mạng tôi cười như vậy sẽ tạo sự thu hút thị giác chỉ có bốn chữ thì đơn giản quá tôi gõ cửa quả nhiên không có ai trả lời bèn lấy dụng cụ ra mở khóa đẩy cửa nhìn một cái trong phòng bừa bộn đệm kê dưới đất ngoại trừ không gian đủ cho một người nằm còn lại xung quanh chất đầy rác rưởi sinh hoạt hoàng tiểu đào biệt mũi người này thật bừa bộn quá đi trên bàn có laptop tôi bảo băng tâm mở ra xem một chút còn mình thì đi vào trong bếp trông thấy trên bếp có một ấm nhôm đầy nước trên nắp động hơi, cho thấy là vừa mới đun nước. Rõ ràng Hoàng Húc Thăng đã vội vã rời đi. Đi ra phòng khách, băng tâm nói, laptop của ông ta toàn là phim khiêu dâm, chẳng có manh mối gì, trên quy quy cũng toàn là những nội dung phản cảm. Tôi đi qua kiểm tra một chút, quả thật là chẳng có manh mối gì quan trọng, mà cái này là tài sản công dân, không được tự ý lấy đi. Tiểu đào ra ngoài, gõ cửa hàng xóm hỏi thăm về gia đình này hàng xóm nói đó là một người đàn ông độc thân hình như vay nợ rất nhiều thường có chủ nợ đến đòi gây ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh chúng tôi đi ra tiểu đào thở dài nói xem ra manh mối lại đứt đoạn tôi quan sát trên bức tường trên này có mấy quảng cáo nhỏ cho vay lãi gọi điện hỏi chút xem tôi lấy điện thoại ra gọi số quảng cáo nghe máy là một giọng nữ khá nhẹ nhàng tôi không tiết lộ thân phận chỉ nói là kinh tế tương đối eo hẹp muốn vay tiền hỏi có thể gặp mặt trực tiếp không. Đối phương liền cho tôi một địa chỉ. Ba người chúng tôi đi bộ qua, tới một căn có treo tấm biển, tín dụng chính hưng, cô gái lễ tân bảo chúng tôi chờ một chút, cô ta sắp xếp cho vào gặp giám đốc. Giám đốc là một người đàn ông thô kệch, đeo dây chuyền vàng, cổ lộ ra hình xăm, vừa bước vào trông thấy tiểu đào thì huyết sáo. Tiểu đào lườm hắn một cái, gã đàn ông chễm chệ ngồi xuống ghế giám đốc, tay vuốt vuốt điếu xì gà, hỏi, tiểu ca, định vay bao nhiêu tiền nhỉ? Tôi nói, có thể vay tối đa bao nhiêu? Gã cười hền hệt, chỉ cần cậu trả được, thì vay bao nhiêu không thành vấn đề. Tôi nói, vậy vay 100 ngàn trước đi. Gã gật đầu, được, đưa căn cước ta xem nào, ra ngoài dẫn theo hai mỹ nữ, xem ra cậu là làm ăn lớn, ai là bạn gái của cậu thế? Lúc này tiểu đào lôi thẻ cảnh sát ra ném lên bàn, gã đàn ông cúi đầu nhìn, hét lên một tiếng, chạy, rồi đứng lên định bỏ chạy, đột nhiên lại ngồi về chỗ cũ, gãi đầu nói, khiến các vị chê cười rồi, tôi là phản xạ có điều kiện. Hai năm trước nhà nước đã hợp pháp hóa việc tư nhân cho vay, có vẻ gã này trước đó đã phải chạy cảnh sát nhiều lần. Gã đàn ông thu hồi bộ mặt nham nhở, cười nói, đồng chí cảnh sát, tôi kinh doanh hợp pháp, tuyệt đối không có vi phạm pháp luật, có thể dùng danh dự bảo đảm. Tiểu đào khoanh tay nói, chúng tôi đến không phải để điều tra việc kinh doanh của anh, mà muốn hỏi thăm một người, Hoàng Húc Thăng. Gã không chút suy nghĩ đáp, hắn à, đúng là hắn có vay tiền chỗ tôi. Không ngờ tới lại thuận lợi như vậy, gã đàn ông nói Hoàng Húc Thăng đã vay hắn một số tiền lớn để kinh doanh trại chó, ông Mộng làm ông chủ ngao Tây Tạng ở Nam Giang, kết quả không có đầu ra, liền phá sản. Lãi suất cao giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, Hoàng Húc Thăng bán nhà cũng chỉ trả được một phần, người của công ty thường đến thúc nợ, nhưng ông ta luôn tránh né, cứ như đánh du kích. Hoàng Húc Thăng là một kẻ độc thân, vợ và con đã sớm bỏ đi đâu mất, người đứng ra bảo lãnh cũng sợ phiền phức mà bỏ trốn. Bọn họ chỉ có thể tới nhà ông ta ném sơn, đổ dầu, mà chẳng biết có phải ông ta trúng số hay không, đột nhiên lại có tiền, nhắm cái chi ra một khoản lớn để thanh toán nợ. Gã đàn ông nói, xem ra khoản tiền này của hắn là bất minh, nếu sớm biết từ đầu chúng tôi tuyệt đối không nhận. Tiểu đào cười lạnh, thôi đừng giả mù sa mưa, các anh là người như thế nào tôi còn không rõ ư chúng tôi cáo từ ra khỏi cửa tôi nói tiền mà hoàng hút thăng trả nợ hẳn là của bốn tên phú nhị đại cho có lẽ trại chó đã âm thầm đổi chủ chỉ là không chính thức sang tên tiểu đào hừ một tiếng trại chó đó hoang vu heo hút gây án quả thật khó bị phát hiện cố ý mua địa điểm để giết người đám phú nhị đại này cũng thật biết chơi hoàng hút thăng đột nhiên biến mất chuyện này có thể thấy hung thủ khả năng đã ý thức được mình bị lộ bảo ông ta chạy trốn. Trên tay chúng tôi hiện giờ có một ít manh mối, còn cần thời gian để điều tra, nhưng trên tổng thể mà nói tiến triển của vụ án coi như thuận lợi, chỉ cần có một manh mối đột phá lập tức sẽ bắt được hung thủ. Hoàng Tiểu Đào và băng tâm về thị cục còn tôi về cửa hàng, có gì mới sẽ liên lạc sau. Trở về, tôi tìm ra một cuốn bách khoa dược họ dày cộng, tìm công thức viên thuốc trong dạ dày nạn nhân nam, mất 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm được thì ra đây không phải là thuốc mà là thực phẩm chức năng có tên Rodiola Essen. Người bán loại thực phẩm chức năng này không nhiều, nạn nhân hoặc là mua ở hiệu thuốc, hoặc là mua trên mạng. Vụ án lần này, do tính chất có thể là giết người ngẫu nhiên, nên danh tính nạn nhân cũng không quan trọng, tôi định một mình điều tra manh mối về viên thuốc này. Tôi tìm kiếm trên mạng các gian hàng bán Rodiola Essen, đọc đánh giá phía dưới, ghi lại những đánh giá từ Nam Giang, sau đó chuyển danh sách này qua quy quy cho lão yêu, bổ sung thêm bức ảnh nạn nhân, bảo hắn tìm kiếm tin tức. Tôi ngồi trong phòng nghỉ ngơi một lát, lão yêu nhắn qua uy chát, tiểu tống tống, ta tra được thứ ngươi muốn rồi, cảm ơn ta đi chứ, một phong bao lì xì 520 tệ nhé. Phía sau còn kèm theo một ai con cười ha ha. Nếu không nhân cơ hội kiếm tiền của tôi thì không phải là lão yêu, tôi gửi cho hắn bao lì xì, kèm theo mật mã mở bao là đọc ba lần, tôi là gay. Xem tài liệu lão yêu tra được, có địa chỉ cụ thể nhà nạn nhân, tôi lập tức gọi điện cho Tiểu Đào, anh bảo lão yêu tra ra được địa chỉ nạn nhân rồi, bây giờ anh qua đó điều tra. Tiểu Đào hỏi, có cần em qua không? Tôi đáp, nếu em bận thì mình anh qua cũng được. Tiểu Đào nói, để em cử người đi cùng anh. Tôi ra cửa hàng ngồi chờ, còn tưởng rằng Tiểu Đào phái Vương thúc đến, ai ngờ lại là Băng Tâm, nàng còn nhắn một tin, có phải tỷ rất xông xênh không? Tôi với băng tâm đón xe tới nhà nạn nhân, gõ cửa, xác nhận là không có ai. Kiểm tra ổ khóa không có dấu vết cậy phá, tôi liền lấy dụng cụ ra mở. Đẩy cửa vào, bên trong lộn xộn, hiển nhiên là bị người xông vào bắt cóc, nhìn kệ giày bên cạnh cửa có thể đoán ở đây là một nam một nữ, chính là nhà của hai nạn nhân. Rút hai đôi giày ni lông trên máy tự động của kệ giày, tôi với băng tâm đi vào trong phòng. Băng tâm chỉ vách tường bên cạnh cửa phòng, nói, ở đây có vết gì đó phun lên. Tôi nhìn một chút, Băng Tâm định dùng thuốc thử để kiểm tra, tôi ngửi ngửi nói, là ete, người đứng ở chỗ này hắt lên. Băng Tâm có chiều cao tương đương với nạn nhân nữ, vết tích trên tường ngang với mặt nàng, tôi suy đoán là hung thủ đứng ở cửa dùng bình xịt phun ete, bắn lên tường. Hung thủ đột ngột xông vào, dưới kệ giày còn có một cái dép bị hất văng, bên trên có dấu chân rõ ràng, tôi bèn chụp ảnh lại xung quanh vị trí nạn nhân đứng không có dấu vết bị ngã xuống hiển nhiên là lúc nạn nhân nữ hôn mê hung thủ đã dùng tay đỡ lấy tôi quan sát trong phòng có dấu vết vật lộn rất rõ ràng dưới đất có ít mảnh kính vỡ một mảng cà phê trên tường nằm ngang cửa ra vào và mảnh cốc vỡ ở góc tường tôi suy đoán lúc đó nạn nhân trông thấy hung thủ xông vào liền ném ly cà phê trong tay tới đập vào tường vị trí đứng đầu tiên của nạn nhân nam là bên cạnh bàn máy tính có khả năng anh ta đang sử dụng máy, hoàn toàn không ngờ tới đám hung thủ lại đột nhiên xông vào. Tôi tới bên cạnh bàn, trông thấy một hộp Rodiola Essen, máy tính thì đang ở trạng thái chờ, đèn đỏ nhấp nháy. Băng tâm nói, thời gian tập kích hẳn là ban ngày, máy tính không tắt, đèn trong phòng không bật. Đi một vòng trong phòng, tôi lắc đầu, không đúng, là chạng vạn tối, lúc mới tan việc. Băng tâm nhìn xung quanh, hỏi, ý huynh nói là có áo ngực ném trên sofa sao? việc đầu tiên phụ nữ về nhà là ném áo ngực tôi giải thích đây chỉ là một nguyên nhân trên bàn có nửa cốc nước thực phẩm chức năng của nạn nhân nam đặt bên cạnh trên đó viết uống một viên vào sáng sớm và bữa tối trong phòng tắm bật nước nóng thùng rác có hộp cơm dính đầy dầu mỡ sáng sớm người ta ít khi ăn đồ dầu mỡ băng tâm liền vỗ tay huynh quan sát thật tỉ mỉ tôi để ý trên sofa có vết bị ép gối tựa rơi dưới đất hình như có hai người nằm trên đó Chẳng lẽ hung thủ cưỡng hiếp nạn nhân ngay tại đây? Tôi nghĩ không hẳn là như vậy. Phòng này ở tầng tương đối cao, đối diện không có lầu, tại sao hung thủ phải tắt đèn mà không quan tâm tới các thiết bị điện khác? Câu trả lời hẳn là lúc đó có người đi ngoài hành lang, hung thủ sợ lộ vội tắt đèn, đè nạn nhân xuống ghế sofa bịt miệng, người bị đè hẳn là nạn nhân nữ. Nạn nhân nam thì bị đè xuống đất từ trên lưng, bởi dưới bàn trà có một cái kính bị vỡ cái đệm nhỏ ở bàn trà cũng rơi xuống, có vẻ là do nạn nhân dãy dụ. Điều tôi tương đối quan tâm là, hung thủ làm cách nào xông vào nhà nạn nhân. Trên giá có một số sách hướng dẫn cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học cùng một số tài liệu giải trí. Kẹp trong sách là biên lai thuê nhà, tôi đoán nạn nhân hẳn là người từ nơi khác đến, cô gái đi học còn người đàn ông đi làm. Họ vốn dĩ là một đôi tình nhân rất hạnh phúc, lại bị bốn tên cầm thú để mắt tới. Tôi mở máy tính ra, Băng Tâm cũng kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Quy Quy vẫn còn mở, nạn nhân nam gửi tin cuối cùng lúc 7 giờ tối, anh ta khoe trong một nhóm là mình mới trúng giải. Mở trình duyệt web lên xem lịch sử truy cập của nạn nhân, trên đó có một diễn đàn mà nạn nhân thường truy cập, comment cuối cùng nạn nhân đăng là ảnh chụp chung với bạn gái, kèm trích dẫn phía dưới, đây là vợ tôi, vẫn đang đi học, đẹp không? Bên dưới rất nhiều người khen cô gái xinh đẹp, khen anh ta có diễn phúc. Băng Tâm nói, Hẳn là hung thủ biết anh ta từ diễn đàn này Bảo lão yêu điều tra thử Tôi xua tay Đừng nóng vội Để kiểm tra thêm chút đã Tôi mở hộp thư trên diễn đàn Có một cái tên gọi là trung tâm rút thăm diễn đàn Gửi đường link cho anh ta Mở ra xem thì là một vòng quay may mắn Tôi thử một chút thì lần nào cũng trúng giải nhất Ai có chút kiến thức lập trình cơ bản Cũng biết là bất thường Nạn nhân nam bị mắc lừa Hỏi cách thức nhận thưởng, đối phương bảo anh ta để lại địa chỉ nhà và phương thức liên lạc xem tới đây tôi thở dài dĩ nhiên là nạn nhân không hề ngờ được đưa tới cửa là một tai họa một người sinh sống bên ngoài tuyệt đối không nên tiết lộ địa chỉ nhà cho người xa lạ tôi nhìn qua diễn đàn ở đây căn bản đều là những người dân bản địa nam giang hung thủ hẳn là thấy ảnh hai người họ nảy sinh ý đồ xấu tạo ra một cái cớ để hỏi thăm địa chỉ tôi gọi điện cho lão yêu Bảo hắn tra địa chỉ của ai đi kia, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Băng Tâm nói, "Muội gọi người tới lấy bằng chứng nhé." "Được." Tôi gật đầu. Sau đó tôi xuống dưới, đi thẳng tới phòng bảo vệ, xin trích xuất camera hôm vụ án xảy ra. Trong video xuất hiện một chiếc SUV màu đen, đổ ở tiểu khu khoảng nửa canh giờ rồi đi. Tôi copy đoạn video này rồi cảm ơn bảo vệ. Công việc điều tra sau đó không có gì để kể. Lão yêu tra được địa chỉ IP của trung tâm trao thưởng là một nhà hàng thức ăn nhanh, hung thủ dùng wifi ở đó, không thể biết được danh tính thực sự. Chiếc SUV đổ ở tiểu khu thì đã bị tráo biển số, loại xe cũng rất phổ thông, nhất thời chưa tìm ra được. Cảnh sát điều tra quan hệ xã hội của Hoàng Húc Thăng cũng không tìm thấy người có đặc điểm của hung thủ, trong danh sách liên lạc của ông ta cũng không có manh mối gì. Vụ án đang lúc lâm vào bế tắc thì vụ án thứ hai lại xảy ra vụ án xảy ra vào đêm ngày thứ năm tính từ hôm vụ án trước phát sinh tiểu đào gọi điện cho tôi giọng nghiêm trọng tống dương đám súc vật này lại gây án tôi hỏi địa chỉ đón xe tới lần này vụ án xảy ra trong nội thành là một tòa cao ốc mới xây bảo vệ phát hiện trong lúc tuần tra do tuổi tác đã lớn ông ta suýt nữa thì sợ đến vỡ tim đi tới hiện trường tôi trông thấy hai cái xác đặt dưới đất lại là một nam một nữ lúc nhìn rõ mặt nạn nhân tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh gương mặt của họ giống như sáp nến bị nóng chảy đã ăn mòn tới biến dạng không chỉ có mặt tay cũng bị ăn mòn hết chẳng còn lại dù chỉ một dấu vân tay tiểu đào nói không giống bị tạt axit tác dụng ăn mòn lớn hơn axit nhiều khiến bách thịt bên trong cũng bị tan ra tôi lấy tăm bông thấm dịch trên người nạn nhân quan sát một hồi đột nhiên bôi lên gan bàn tay mình tiểu đào hoảng sợ la lên anh làm gì vậy Tôi xuề bàn tay ra, không có phản ứng đối với người sống, chỉ phản ứng với xác chết. Thực ra đây là một loại vi khuẩn gọi là nấm ăn xác, khi phân hủy protein, chúng thải ra nhiệt lượng, khiến cho da thịt sẽ như bị ăn mòn. Tiểu Đào trách móc, tự tiện lấy thân mình làm thí nghiệm, nhỡ anh xảy ra chuyện thì làm sao? Tôi trầm mặt, nấm ăn xác hay còn gọi hóa thi khuẩn là một bí dược được lưu truyền từ thời cổ đại, người thường ít biết tới. Hóa thi phấn trong truyện kiếm hiệp chính là dựa trên cái này mà ra, rốt cuộc hung thủ kiếm được nó từ đâu. Tư thế chết của hai nạn nhân có vẻ quá dị, nạn nhân nam mặc áo sơ mi, trên áo dính đầy máu, hai chân co về phía trước như đang ngồi. Nạn nhân nữ thì hai chân dạng ra, trên cổ và tứ chi có dấu dây rõ ràng, cũng giống như lần trước, bị hãm hiếp tàn bạo, vùng kính đầy máu và chất thải, vô cùng thê thảm. Hai nạn nhân nằm chồng lên nhau, Tôi bảo người đặt thi thể nam lên một tấm ni lông, bắt đầu khám nghiệm. Nạn nhân khoảng 25 tuổi, hơi đậm người, thời gian chết tầm 24h trước. Nguyên nhân cái chết hết sức rõ ràng, là bị đập vào hai bên thái dương khiến vỡ sọ, một vệt máu dài chảy xuống hai bên má. Trên tay chân anh ta đều có dấu vết bị trói, trong túi chẳng có thứ gì, liền dùng kéo cắt quần áo ra, dùng thính cốt một nghe ngóng. Nội tạng gần như nguyên vẹn, ngoại trừ phổi bị đâm thủng. Tôi dùng tay sờ thì thấy nạn nhân bị gãy ba xương sườn. Tôi cẩn thận nghe vị trí bị thương, trong phổi không có máu tụ, cậy miệng ra nhìn cũng không có dấu hiệu ho ra máu. Điều này cho thấy xương sườn gãy và phổi bị đâm là tạo thành sau khi chết. Tôi xoay xoay cổ tay nạn nhân, cả hai cổ tay đều bị trật khớp, vị trí trật khớp lệch 30 độ so với cánh tay, nhất thời tôi chưa biết là vì sao bị như vậy. Chân nạn nhân thì không bị thương, nhưng bên đùi trái có một vết hằn ngay ngắn giống như bị lực tác động lớn đập vào cũng được tạo thành sau khi chết tôi đứng dậy suy tư tiểu đào hỏi có tra ra được chết thế nào chưa tôi gật đầu bị người ta dùng gậy bóng chày đập nhiều lần vào hai bên thái dương đến chết tiểu đào cắn chặt môi thật độc ác tôi nói lấy cái ghế tới đây sau đó lấy thính cốt một đặt lên khớp chân tay nạn nhân từ từ điều chỉnh một lát sau cảnh sát mang ghế tới tôi ngẩng đầu nhìn lên tiểu đào hỏi nhìn gì tôi nói mang đèn pin tới đây tôi chiếu đèn pin lên trần nhà tập trung vào một chỗ trên xà nói ở đây từng buộc một sợi dây tiểu đào cau mày sao em không thấy tôi đặt cái ghế ở ngay dưới xà nhà tựa lưng vào đó bắt chước dáng vẻ của nạn nhân phân tích nạn nhân ngồi trên ghế chân tay bị trói nhưng dáng ngồi không thẳng sau đó tôi đứng dậy giơ cái ghế lên điều chỉnh một góc độ nói hung thủ dòng một sợi dây từ trên xà nhà một đầu buộc vào lưng ghế, một đầu thắt ở tay nạn nhân, khiến cho thân thể anh ta bị treo một góc 30 độ so với mặt đất. Nghe tới đó, đám cảnh sát cau mày. Tôi điều chỉnh độ cao của cái ghế, nói tiếp, căn cứ vào vị trí mà hung thủ đập, lúc đó nạn nhân bị treo ở khoảng này. Tôi buông cái ghế xuống, nhìn ra phía bên cạnh, quả nhiên có một dấu chân, lúc đó hai tên hung thủ cầm gậy bóng chày, phân biệt đứng ở hai bên trái phải đập vào thái dương nạn nhân khiến đầu anh ta quay sang, rồi đối phương bên kia lại đập cho quay trở lại. Đây quả thực là trần truồng treo lên đánh. Nạn nhân tổng cộng bị đập khoảng 14 cái, khiến vỡ sọ mà chết. Sau đó hung thủ cởi dây, nạn nhân rơi thẳng xuống đất tạo nên vết hằn và gãy xương sườn, cắm vào phổi. Tiểu đào càng nhíu chặt lông mày, thật quá vô nhân tính. Tất cả mọi người đều chỉ mắng hung thủ, tôi không muốn bầu không khí trở nên quá nặng nề, liền nói, tôi khám nghiệm thi thể tiếp. Lần này không sử dụng ô đỏ, bởi trên cơ thể nạn nhân cũng không bị đánh. Tôi thổi bột trong biển lên người anh ta, không có vân tay, ngửi trên mặt, không có mùi thuốc mê. Tìm đi tìm lại, cuối cùng tôi tìm thấy một vết kim ở ngang hông. Vết kim có chút sưng tấy, hơi đỏ lên, giả xung quanh hơi hồng, mạch máu gồ lên như con dung, có vẻ là dị ứng thuốc. Tôi suy đoán thời gian tiêm thuốc vào khoảng 36 tiếng trước, Cụ thể thì còn phải xét nghiệm, nên lấy một ít mẫu bỏ vào túi vật chứng, tiếp theo kiểm tra đến nạn nhân nữ. Nạn nhân tuổi cũng chừng 25, hơi gầy, thời gian chết gần như đồng thời với nạn nhân nam, nguyên nhân tử vong không quá rõ ràng bởi vì trên người không có ngoại thương. Cô ta trần trùng, tay chân đều có vết trói, dấu vết dưới cổ tay phải khá chặt, ở trên thì lỏng, có vẻ như cũng bị treo lơ lửng, tay chân đỏ tím, mạch máu gồ lên cho thấy đã bị treo một thời gian khá dài. Tôi để ý vết trói trên cổ cô ta, từ hình dáng hình như là một nút thắt, siết tương đối chặt khiến máu tụ lại. Tiểu đào hỏi, cô ấy bị thắt cổ chết. Tôi lắc đầu, chưa xác định được. Tôi dùng thính cốt một nghe nội tạng nạn nhân, tất cả nguyên vẹn, chỉ có tim hơi khác thường, có vẻ như ở trạng thái hoạt động mạnh dài, nhưng trên người lại không có nhiều mồ hôi. Phổi nạn nhân không bị ứ máu, nhưng xương cổ gãy, cuộc sống có dấu hiệu bị kéo giãn và trực khớp đẩy miệng nạn nhân ra quan sát thì trong khí quản không có máu, chứng tỏ nạn nhân không chết vì ngạt thở, xương sống và xương cổ gãy là tạo thành sau khi chết. Da dẻ nạn nhân không bị trầy xước nghiêm trọng lắm, tôi không khỏi nghi hoặc nạn nhân nam sau khi bị hành hạ, thì hung thủ thả thô bạo xuống, tại sao nạn nhân nữ lại đặt xuống một cách nhẹ nhàng. Tôi không khỏi có một cảm giác bốn tên cầm thú này tương đối nhẹ nhàng với nữ giới. Tôi nhìn chầm chầm vào thi thể ngẩn người, tiểu đào hít tay tôi, nói em phát hiện mấy vết kim nàng chỉ cho tôi thì ra trên tay nạn nhân có mấy vết kim chỉ một vết đâm trúng mạch máu những vết còn lại đâm trượt khiến da bị sưng tấy xem ra đám người này không quen tim tĩnh mạch làm đi làm lại mới xong tiểu đào hỏi anh nghĩ đây là nguyên nhân cái chết không theo bản năng tôi liếc mắt nhìn lên mặt nạn nhân đáng tiếc hai mắt đã bị ăn mòn chẳng nhìn ra được gì chẳng nói câu nào tôi đặt thính cuốc một lên ngực nạn nhân nghe cẩn thận sau đó nhấc cánh tay bị tim lên quan sát mạch máu nói đúng nó là nguyên nhân chết hung thủ chích cho nạn nhân một liều ma túy lớn khiến nạn nhân ở trạng thái phấn khích quá mức cuối cùng tim không chịu nổi áp lực mà ngưng đập lúc đó chưa chết hẳn còn mấy phút để cấp cứu có điều đương nhiên lũ hung thủ chả thèm quan tâm lần này tiểu đào không còn mắng hung thủ nữa chỉ nói bằng giọng vô lực ít nhất cũng chết không quá khổ sở Tiếp đến kiểm tra vùng kín của nạn nhân, không nghi ngờ chút nào cô ấy cũng bị hãm hiếp bạo lực, hung thủ cũng không để lại tinh dịch, giữa hai má đùi nạn nhân có dấu tay rất rõ, tôi đại khái có thể suy đoán được tư thế của nạn nhân và hung thủ lúc đó. Tôi dùng thính cốt một nghe khớp xương nạn nhân, vừa hoạt động tứ chi vừa lắng nghe cẩn thận, sau đó lấy đèn pin chiếu lên trần nhà nói, nạn nhân bị treo ở đây. Tiểu đào nghiêng đầu quan sát, em còn chưa nhìn ra, không, chỗ này cách nạn nhân nam chỉ hai bước chân. Tôi giải thích, đúng, hai nạn nhân có thể là một đôi tình nhân, hung thủ treo cô gái ở đây rồi hãm hiếp, ép buộc nạn nhân nam chứng kiến. Nạn nhân nữ chết trước mặt nạn nhân nam, sau đó chúng mới giết người đàn ông đó. Tiểu Đào lắc đầu, hiện giờ từ sâu tâm khảm em chỉ có một cảm giác có tội, chính mình không bắt được hung thủ sớm hại tiếp hai mạng người. Tôi an ủi, đó không phải lỗi của em, án giết người ngẫu nhiên vốn là án khó phá nhất. Tôi tiếp tục tái hiện hiện trường. Nạn nhân nữ bị treo tứ chi lên, hai tay giang lên đầu, hai chân dạng ra, sợi dây trên cổ thắt rất chặt, nếu như không có người đỡ ở dưới thì nạn nhân sẽ chết vì ngạt thở. Để tăng phần kích thích, bốn tên hung thủ tiêm ma túy cho nạn nhân, có lẽ kế hoạch ban đầu của chúng là để nạn nhân bị treo cổ chết, nhưng không ngờ ma túy lại trở thành nguyên nhân trước. Bốn tên thay phiên nhau đỡ, dùng hai tay nâng chân nạn nhân nữ mà hãm hiếp, nạn nhân nam bị treo ở phía trước, miệng chắc là bị bịt lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu ư ư, nhìn bạn gái bị làm nhục mà tim như bị dao cắt. Tôi đứng dậy, ra cửa sổ nhìn vào quanh không gian rộng rãi, cảnh sát trước mặt như biến mất, thay vào đó là cảnh bốn tên hung thủ đang tiến hành hành vi thú tính. Tôi chấp phá những mảnh ghép trong đầu, muốn tái hiện đặc điểm của chúng, đi đi lại lại, nói, kẻ cầm đầu gần 30 tuổi, cao khoảng 1m75, dáng gầy gò, tính cách lầm lì, nói năng cẩn trọng, khá có uy trong đám này, nói một là một, có khả năng hắn bị tổn thương về mặt tình cảm cho nên rất căm ghét những tình yêu đẹp. Kẻ tiếp theo cao khoảng 1m80, dáng người cường tráng, tràn đầy sức lực, gặp ai cũng hùng hùng hổ hổ, đầy vẻ uy hiếp. Hắn là tên điên cuồng nhất trong bọn, làm việc không suy tính. Kẻ thứ ba cao khoảng 1m70, tuổi tác tương đương với tên thứ hai, cẩn thận dè dặt, luôn cảm thấy bất an, có những ý kiến bàn lùi, nhưng trong lòng lại sùng bái hai tên kia. Tên thứ tư cao dưới 1m70, khả năng chưa tới 20 tuổi, tính cách ngỗ ngược, thay đổi thất thường, không giỏi giao tiếp, thích tìm sự kích thích. Tôi bổ sung thêm một câu, bốn tên này có một đặc điểm chung, đó là chúng không phải con cả trong gia đình, không có địa vị trong gia tộc. Tuy là phú nhị đại nhưng nội tâm vừa kiêu ngạo lại vừa tự ti, chúng không giỏi giao tiếp với người khác, tự khép kín bản thân, nội tâm trống rỗng, cho nên phải dùng hành vi cực đoan này để bù đắp sự thiếu sót trong nội tâm đó, tìm tới một cảm giác áp đảo người khác tiểu đào nói thực ra em cũng đang điều tra những người có tiền tầm tuổi này ở nam giang ngoài ý muốn phát hiện phú nhị đại trong nam giang quả thật không ít tôi hỏi bao nhiêu chừng vài trăm người còn chưa kể tới con riêng và du học sinh nước ngoài tiểu đào đáp lúc này có một cảnh sát đi tới nói có phát hiện hai chúng tôi qua đó nhìn trong góc tường có dấu vết cháy dưới đám tro có một chân ghế và một ít mảnh thủy tinh tôi ngửi ngửi hung thủ dùng xăng đốt lửa rất lớn khói ám cả vào trần nhà nói hung thủ lại nghĩ ra cách tập trung tiêu hủy vật chứng điều này không logic tiểu đào hỏi thế nào là không logic bởi vì điều này không phù hợp với bức họa về bọn chúng tính cách của chúng đều là nông nổi làm việc không quan tâm tới hậu quả hơn nữa lúc gây án rất có thể chúng đang phê thuốc đầu óc không tỉnh táo tôi không nghĩ chúng sẽ cẩn thận tới mức tiêu hủy chứng cứ tôi bới đám tro phát hiện bao cao su bị cháy, chân ghế, găng tay, dây thừng, ống tim. Tiểu đào hỏi, tinh dịch trong bao cao su còn lấy được không? Tôi lắc đầu, sợ rằng không, nếu em muốn yên tâm thì cứ xét nghiệm. Thứ tôi quan tâm nhất không phải bao cao su, mà là chai rượu bị vỡ. Tìm nửa ngày thì được hai mảnh có thể ghép lại, quan sát cẩn thận mặt cắt, còn ghé mũi vào ngửi, hình như là whisky khá tinh khiết. Cuối cùng tìm được toàn bộ mảnh vỡ của chai rượu, bày trên mặt đất quan sát. Hoàng Tiểu Đào hỏi, anh đang nhìn gì vậy? Tôi đáp, những mảnh vỡ này rất lớn, không giống như bị đập, cũng không phải nổ do nhiệt độ cao, mà giống như rơi từ độ cao khoảng 2 mét xuống. Hơn nửa lúc rơi, phần đáy chạm đất đầu tiên nên đáy vỡ gần như hoàn toàn. Hoàng Tiểu Đào nhăn mặt, chai rượu này có huyền cơ gì ư? Tôi cười, có huyền cơ rất lớn. Sau đó quay lại hiện trường, nằm rạp xuống đất ra sức ngửi. Tiểu đào không biết tôi đang tìm cái gì, nói, bảo tổ kỹ thuật đến tìm đi. Tôi không trả lời, vẫn cố gắng ngửi, ngửi đến mức hít cả bụi vào mũi, làm tôi ho sặc sụa. Rốt cuộc thì tôi cũng ngửi được một vị trí có mùi rượu, chỗ này cách không xa vị trí của cô gái, bên cạnh là một cái cột. Tôi đứng dậy chỉ cái cột và nói, một đầu của sợi dây buộc vào đây, lúc đó có một người đứng đây, không biết có chuyện gì mà chai rượu trong tay rơi xuống đất. Hoàng tiểu đào nhún vai, có lẽ là quá say hoặc là quá vui vẻ tôi đứng ở đó nhìn ra cửa lắc đầu nói không là đúng lúc đó thì có người đi tới hoàng tiểu đào có vẻ rất kinh ngạc nhưng tôi chưa giải thích cặn kẽ ngay mà cầm ô nghiệm thi lên bảo nàng soi đèn tử ngoại tuy nhiên lối vào đã bị cảnh sát dẫm đạp dấu chân đã bị chồng lên nhau chẳng thấy được gì tôi nói hãy giả sử lúc đó bọn chúng đang trong cảnh hoang lạc thì có người bước vào bốn tên phú nhị đại đều hoảng hốt. Tiểu đào hỏi, chẳng lẽ bọn chúng không giết người này bịt miệng sao? Tôi lắc đầu, chúng không hề dữ tợn như chúng ta tưởng tượng, thậm chí còn có thể nói là yếu đuối, hơn nữa lúc đang hãm hiếp nạn nhân, quần áo sọc sệt mà đột nhiên bị phát hiện nhất định sẽ hoảng sợ. Tiểu đào hỏi tiếp, người này cũng không báo cảnh sát, chẳng lẽ bị bọn chúng mua chuộc? Không, hắn là đồng phạm. Tôi đáp. Tiểu đào không khỏi trợn tròn mắt, đồng lõa vụ án có một chút phương hướng khác thường nạn nhân nữ thì được từ từ đỡ xuống nạn nhân nam lại bị thả thô bạo xuống một hành vi cá nhân trong thời gian ngắn ngủi sao lại bất đồng như vậy câu trả lời chính là người đỡ nạn nhân nữ xuống là một người khác đó là người mới bước vào không biết hắn đã nói gì với bốn hung thủ nhưng tóm lại là chúng tin hắn vì vậy mới để cho hắn xử lý hiện trường kẻ đồng phạm này là một tay lão luyện Đầu tiên hắn hủy dung nhan nạn nhân khiến danh tính khó xác nhận, sau đó thiêu hủy toàn bộ vật chứng. Tiểu đào thở dài, sau vụ án thoáng cái lại thêm phức tạp, từ đâu nhảy ra một người trợ giúp bọn chúng. Tôi chợt nghĩ tới lúc ở trại chó, la lên, phải rồi, người lạ mặt dùng ống nhòm theo dõi chúng ta, tìm ra chưa? Tiểu đào nói, tìm được thì gặp quỷ, em phái cấp dưới chạy tới đó chẳng tìm thấy cái gì, ngay cả dấu chân cũng không, bọn họ còn tưởng chúng ta nhìn lầm, tôi im lặng một hồi tiểu đào lại nói chúng ta có cần quay lại ngọn núi kia điều tra không tôi xua tay tạm thời không cần dù sao người này không phải hung thủ không nên đặt trọng tâm có lẽ hắn là cha chú của bốn tên phú nhị đại cho nên chúng mới tin hắn chúng ta còn phải tiếp tục điều tra hung thủ tiểu đào cương nghị nói đúng tuyệt đối không thể để xảy ra vụ án thứ ba tôi hỏi chung cư này có camera không tiểu đào đáp không có cũng chỉ có một bảo vệ do đội xây dựng thuê, chủ yếu đề phòng trộm cắp vật liệu hoặc người lang thang vào ngủ. Tôi đề nghị xuống hỏi một chút. Dưới lầu là hiện trường xây dựng được quay bằng tôn, phòng an ninh ở ngay lối ra vào. Tiểu Đào nhìn một cái lắc đầu nói, tường tôn này thì vào dễ lắm. Tôi nói, không, chúng mang theo ý định giết người, căn bản sẽ không nhảy tường. Chúng ta đi dọc theo xem sao. Nhưng đi hết một vòng cũng không phát hiện chỗ nào có lỗ hổng, sau đó chúng tôi tới phòng bảo vệ, người bảo vệ khá lớn tuổi, hỏi: "Đồng chí cảnh sát, hiện trường án mạng điều tra xong rồi à?" Tôi đáp: "Vẫn chưa, à chúng tôi muốn hỏi thăm giờ làm việc của ông." Bảo vệ nói thẳng là ban ngày không cần tới, 6 giờ tối mới đi làm, trực đến 8 giờ sáng hôm sau. Cứ 12 giờ đêm sẽ đi tuần tra mọi nơi, Tiểu Đào hỏi: "Ông nhiều tuổi như vậy, thức đêm cũng chịu được sao?" bảo vệ cười khổ cũng chẳng có cách nào tôi phải kiếm tiền đóng học phí cho con mà thực ra công việc này của tôi cũng tương đối nhàn nhã không vất vả như bảo vệ các khu dân cư tôi hỏi vậy hôm nay không thi công sao bảo vệ đáp hôm nay nghỉ nhân viên tạp vụ cũng không đi làm chứ không sao tận hôm nay mới phát hiện trên lầu có án mạng tôi hỏi vậy tối qua ông có thấy ai khả nghi đi vào không bảo vệ nói nếu trông thấy tôi đã báo án từ sáng sớm rồi cả đêm qua ngồi trực nếu có ai đi vào thì không thể qua mắt tôi được đột nhiên tôi đổi giọng nghiêm nghị đại thúc ông nói thật cũng không trừ tiền của ông tối qua ông ngủ đúng không bảo vệ hốt hoảng lắc đầu không không có tôi chẳng cần dùng động u chi đồng chỉ một thứ trên ghế nói đó là một cái túi ngủ ông tối nào cũng ngủ hết dù sao nơi này chẳng có ai quản ông cả đúng không bảo vệ ngượng ngùng thừa nhận ông ta nói ban đêm sẽ khóa cổng chính lại dù sao cũng chẳng có ai tới trộm đồ, còn mình thì ngủ, chứ với tuổi tác này làm sao đêm nào cũng thức nổi. Tôi bảo ông ta khóa cổng lại, muốn thử nhìn một chút. Bảo vệ kéo hai cánh cổng vào, chốt một cái khóa dài, tôi quan sát ổ khóa, không có dấu vết bị cậy. Tôi kéo thanh then sắt, một đường liền kéo luôn cả ổ khóa ra, bảo vệ sợ hãi vô cùng, tôi nhắc, đổi một cái khóa ngắn hơn đi, loại khóa dài này vô dụng lắm, ông ngủ trong phòng bảo vệ cũng chả khác nào ngủ ngoài đường, như vậy rất mất an toàn bảo vệ gật đầu lia lịa tối nay tôi sẽ thức mai đổi khóa khác tôi đi sang bên đường đối diện quan sát bốn phía tiểu đào hỏi tôi đang nhìn gì tôi nói anh đang nghĩ làm sao hung thủ biết nơi này nghiên cứu địa hình từ trước tiểu đào nói tôi lắc đầu bốn tên này mặc dù gây chuyện không bằng cầm thú nhưng thủ đoạn không hề tinh vi chuyện nghiên cứu địa hình theo anh chúng không làm được chắc hẳn chúng thường qua lại khu vực này Tôi quay đầu nhìn lại, cuối đường có một cơ sở mát xa, có khả năng chúng từng tới đó, ta đi hỏi thăm xem sao. Chúng tôi tới cơ sở mát xa, giờ đang là thời điểm làm ăn, tiểu đào dơ thẻ cảnh sát, bảo lễ tân gọi quản lý xuống. Quản lý là một phụ nữ, vừa bước xuống đã oán giận nói, ai da, cảnh sát các người làm cái gì vậy, điều tra manh mối mà dẫn người của chúng tôi đi, đến giờ vẫn chưa liên lạc được. Tôi với tiểu đào sửng người, tiểu đào hỏi, cô nói gì cơ? Quản lý nói sáng nay có một cảnh sát tới hỏi giám đốc mấy chuyện, còn gọi hai kỹ thuật viên tới, bốn người vừa nói vừa đi ra ngoài, tới giờ vẫn chưa liên lạc được. Tiểu Đào hỏi, cô gọi điện cho bên cảnh sát chưa? Quản lý đáp, chưa, chẳng phải là mất tích hơn 48 tiếng mới được báo án sao? Tiểu Đào nghiêm túc, phải chăng cơ sở này có gì mờ ám, cho nên không dám báo án? Quản lý liều mạng xua tay, không có không có, chúng tôi tuyệt đối là làm ăn đàng hoàng trong người cảnh sát kia như thế nào? Tiểu đào hỏi. Cô ta tả lại, là đàn ông, mặt đầy râu quai nón, gương mặt bình thường, cao khoảng 1m8, chừng 4, 50 tuổi. Tôi đột nhiên xen vào một câu, có phải lúc đi, chân hơi khập khiển. Hai mắt cô ta sáng lên, đúng đúng, hai người biết ông ta à, có thể bảo giám đốc mau trở về không? Tôi với tiểu đào nhìn nhau, tên này thật quá to gan, lại dám giả mạo cảnh sát, bắt cóc giám đốc. Không nghi ngờ gì nữa, kẻ đưa giám đốc cơ sở mát xa cũng hai kỹ thuật viên đi chính là người theo dõi chúng tôi ở trại chó. Hoàng Tiểu Đào gõ bàn nói, chúng tôi còn muốn hỏi một việc. Quản lý gật đầu, hỏi thì được, nhưng đừng mang người đi nữa. Tôi miêu tả một chút đặc điểm bên ngoài của bốn hung thủ, quản lý có chút ấn tượng nhưng không biết tên, bởi vì mỗi ngày có quá nhiều khách lui tới. Tôi bảo cô ta gọi hết kỹ thuật viên tới, tất cả đều nói chưa từng gặp qua. Tôi nhỏ giọng nói với tiểu đào, hai kỹ thuật viên biết manh mối cùng với giám đốc đã bị tên kia mang đi, hắn lại đang xử lý thay hung thủ. Tiểu đào cắn chặt môi dưới không nói nên lời. Chúng tôi bèn cáo từ, lúc đi quản lý vẫn cố hỏi thăm tung tích của giám đốc, chúng tôi không thể nói thật chỉ dặn là sẽ sớm tìm người về. Ra khỏi cửa, tiểu đào nhăn mặt nói, chúng ta đã đánh giá thấp người này, chủ trại chó mất tích khả năng cũng liên quan tới hắn, cố gắng chặt đứt đầu mối từ sau khi vụ án đầu tiên xảy ra, hắn đã bắt đầu thay hung thủ chùi đít, theo anh thì hắn có mưu đồ gì? Tôi mơ hồ có cảm giác lai lịch của người này không nhỏ, có thể liên quan tới gian bắt tàn đao, bao che tội phạm chẳng phải là sở trường của tổ chức này sao? Nhưng trước mắt vẫn còn một suy đoán khác nên tôi không nói với tiểu đào. Cả đường về, hai chúng tôi tâm trạng rất xấu nên chẳng ai nói với ai câu nào. Hung thủ lưu lại nhiều dấu vết như vậy, tôi thậm chí đã có cảm giác gần chúng trong gan tất nhưng từ đâu lại nhảy ra một kẻ khiến chúng tôi không thể bắt được tôi hỏi có thể dùng biện pháp đần độn nhất đó là điều tra từng phú nhị đại ở nam giang không hoàng tiểu đào nói điều này sợ rằng rất khó anh cũng biết tính khí của người lắm tiền rồi đấy bọn họ nhất định không chịu hợp tác tôi cố gắng suy nghĩ xem có đầu mối nào thất lạc khổ sở hồi lâu bỗng la lên phải rồi hắn che giấu sự việc bằng cách không cho chúng ta biết danh tính người chết nếu như có thể xác định được thân phận của nạn nhân, nhất định sẽ có đột phá. Tiểu đào nói, khám nghiệm cũng khám nghiệm rồi, còn phải tra xét thế nào đây? Trừ khi chờ được báo cáo mất tích của từng quận, nhưng như vậy phải mất đến 2 ngày. Tôi nói, hai ngày thì lâu quá, sợ rằng sẽ có thêm người chết mới, dùng chân cốt tam nghiệm đi. Em gọi băng tâm tới, nếu cách này không hữu dụng thì sẽ giải phẫu. Tiểu đào gật đầu, em đi đón cô ấy liền chúng tôi lên xe tiểu đào sai người mang thi thể về lều khám cốt sau đó tôi gọi điện cho băng tâm nghe giọng nàng có vẻ khó nghe hình như đang nằm trong chăn nói chuyện tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng ngáy như sấm của lão hổ bên cạnh băng tâm nhỏ giọng nói cha đang ở nhà muội không tiện ra ngoài tôi nói vậy thôi đi băng tâm vội đáp không không để muội thử lẻn ra xem muội đừng kết quả còn chưa nói hết câu băng tâm đã cúp máy năm phút sau thì gọi lại hì hì muội trốn ra được rồi tự do muôn năm muội chờ hai người dưới lầu nhé tiểu đào bật cười cái con bé này chúng tôi đón băng tâm rồi trở về cục trông thấy thi thể băng tâm a một tiếng hỏi chúng tôi vụ án như thế nào tôi nói sơ qua cho nàng lực bớt những chi tiết tàn nhẫn trong lều khám cốt có đủ dụng cụ tôi lót một lớp than xuống hố đốt chờ cho cháy hết thì tưới giấm trắng lên băng tâm bị sặc hắt hơi liên tục tôi bảo nàng tới giúp khiên xác nạn nhân nam xuống rồi phủ một cái chiếu lên lần đầu tiên nghiệm chỉ ra một ít vết thương nhỏ không có ý nghĩa lắm lần thứ hai dùng nước kìm phát hiện sườn nạn nhân có vết thương cũ miệng vết thương tương đối bằng phẳng có vẻ như là vết dao tôi nói vị trí này hình như là từng giải phẫu băng tâm tiếp lời vết cắt tương đối hẹp hẳn chỉ là giải phẫu cắt thịt thừa hoặc khối u nhỏ tôi phấn chấn tinh thần cuối cùng cũng có chút tiến triển tiếp theo tới nạn nhân nữ mũi của cô ta cũng từng bị đụng dao kéo hình như là nâng mũi hoàng tiểu đào búng tay quá tốt hai manh mối đủ để xác định danh tính nạn nhân băng tâm xấu hổ nói kết quả muội đến chẳng giúp được gì có cần giải phẫu không tôi nói khỏi cần để ta đưa muội về nhà về tới nhà băng tâm lén lút chui vào phòng tôi thầm nghĩ nếu tôn lão hổ mà biết có khi mắng chết con bé bên kia tiểu đào tạm dừng hết công việc tập trung điều tra danh tính nạn nhân chiều hôm sau nàng gọi điện nói cho tôi cảnh sát điều tra các trung tâm phẫu thuật chỉnh hình trong thành phố đã tìm được danh tính nạn nhân tôi bắt một chiếc xe tới hiện trường đầu tiên có không ít cảnh sát đang ở đó thu thập bằng chứng thủ đoạn của hung thủ cũng giống lần trước xịt thuốc mê vào nạn nhân rồi bắt đi hiện trường lần này có phần nguyên vẹn hơn dựa vào đồ dùng cá nhân chúng tôi biết được thân phận nạn nhân người nam đi làm ở một công ty nhà nước người nữ thì bán trang sức trong siêu thị cả hai đã qua lại rất lâu dự định sẽ tổ chức lễ cưới hoàng tiểu đào nói cô gái đi làm ở siêu thị thịnh thế hàng ngày tiếp xúc với không ít người liệu có phải hung thủ vô tình nhìn thấy bám theo về đây tôi hỏi hiện trường có mất thứ gì không tiểu đào gọi một cảnh sát tới hỏi không tìm thấy điện thoại di động ở hiện trường tôi gật đầu siêu thị thịnh thế cách đây khá xa giữa chừng còn phải đổi xe hung thủ là bốn tên tội phạm non nớt một đường theo dõi tới đây là không làm được rất có thể chúng tìm tới bằng internet lần trước hung thủ dùng phương thức giả báo tin trúng thưởng thủ đoạn này vừa hiệu quả vừa an toàn bọn chúng ắt sẽ dùng nhiều lần theo tôi đoán thì chúng gửi tin trúng thưởng qua điện thoại rồi hỏi thăm địa chỉ hơn nữa vi chắc trên điện thoại có thể kiểm tra người xung quanh cũng có thể thấy được vị trí của bạn bè trong clip, có lẽ chúng tìm con mồi chính bằng con đường này. Tôi hỏi số điện thoại của nạn nhân nữ, mở uy chắc ra xem, quả nhiên có rất nhiều ảnh tình tứ của cô và bạn trai đăng trên tường. Tiểu đào hơi giật mình, vậy mà anh đoán được. Tôi nói, mục đích che giấu thân phận nạn nhân là đây, hung thủ đang ở gần nơi này, em có điều tra được những phú nhị đại quanh đây không? Tiểu đào suy nghĩ một chút, nói, việc này phải nhờ cha em. Nàng gọi điện cho Hoàng lão gia, vừa bắt máy ông ta liền hỏi sao không dẫn bạn trai về ăn cơm, Tiểu Đào liếc tôi một cái rồi đưa điện thoại tới. Tôi đầy lúng túng, nói: "Hoàng bá bá, chờ vụ án này kết thúc con nhất định tới thăm nhà." Hoàng lão gia ngạc nhiên, "Hai người đang làm việc à, thôi ta không quấy rầy, ngày khác nhất định phải tới đấy. Bây giờ ta rất đồng ý với quan điểm người trẻ tuổi tự do yêu đương." Bây giờ Tiểu Đào mới nói về vấn đề chính nói xong hoàng lão gia liền đồng ý mạng lưới giao thiệp của hoàng lão gia quả nhiên không thể coi thường chỉ vài cú điện thoại là tìm được những phú nhị đại khu vực này thế nhưng như thế nào mới thực sự là phú nhị đại đây tiêu chuẩn này thật quá mơ hồ có vài người ăn mặc sang trọng đi xe đắt tiền ở nhà đẹp nhưng lại đang mắc nợ cả mấy trăm triệu hoàng lão gia dựa vào kinh nghiệm của mình nói ra những hậu nhân của mấy người tương đối thành công sau khi có được danh sách Tiểu đào liền thông qua hệ thống hộ tịch điều tra cặn kẽ, trong vòng bán kính 5 km có tới hơn 100 phú nhị đại. Tôi xem xét từng tài liệu, đem một vài người về chiều cao và tuổi tác loại đi, sau đó loại trừ tiếp con trưởng và những người đã có sự nghiệp riêng, cuối cùng còn sót lại một nhóm người, trong đó có một người tên là Triệu Đại Bằng cho tôi một cảm giác giống như đã từng quen. Trực giác mách bảo tôi, người này là một trong bốn hung thủ. Tôi nói, không cần để ý những người khác, Chúng ta đi điều tra Triệu Đại Bằng này trước. Tiểu Đào đang nghe chuyện trên TV Audio CV hỏi, trực tiếp tìm hắn hay là tới nhà? Tôi suy nghĩ một hồi, nói, gặp cha hắn một lát, nhưng tiện giải thích qua tình hình, tốt nhất là gặp hắn một cách bất ngờ. Cha của Triệu Đại Bằng kinh doanh mảng ăn uống, nắm giữ mười mấy quán ăn trong thành phố, số điện thoại có thể tìm thấy dễ dàng. Hoàng Tiểu Đào gọi cho ông ta bằng số của cục, đối phương cương quyết cự tuyệt, nói mình đang công tác nước ngoài hoàng tiểu đào cướp máy cười lạnh một tiếng rồi lấy điện thoại của mình ra gọi giọng rất ngọt chào triệu thúc thúc ai đó đầu dây bên kia tò mò tiểu đào nói chắc thúc không nhớ con con là hoàng tiểu đào con gái của hoàng vận hồng con có việc muốn gặp thúc một lát không biết thúc có thời gian không chờ một chút ta đang có khách lát nữa gọi lại ông chủ triệu gác máy tôi cau mày hai thân phận đều vô dụng tiểu đào cười đừng nóng cứ chờ đã Năm phút sau, ông chủ triệu gọi lại, nhiệt tình nói, Hoàng Tiểu Thư, ta đang ở tầng 10 khách sạn hưu tầng, cô qua đây đi. Thứ cho ta hỏi một câu, lão gia cũng đi cùng chứ. Tiểu Đào đáp, hôm nay ông ấy chưa tới, con đi cùng một người bạn. Tôi để ý cách chọn lời của Tiểu Đào rất tinh vi, dùng từ chưa tới thay vì không tới. Ngụ ý chính là Hoàng Lão Gia ngày khác có thể sẽ tới, giao cho đối phương hy vọng hảo huyền. Ông chủ triệu cười nói, thật tốt, ta cung kính chờ. Cúp máy, tiểu đào đắc ý nhìn tôi, nháy mắt, anh có biết tại sao vừa rồi ông ta phải cúp máy không? Tôi suy đoán, nói, ông ta hỏi thử xem hoàng lão gia có người con là em không? Tiểu đào cười nói, không sai. Loại người như ông ta giảo hoạt tự quỷ, rất sợ bị lừa đảo, sau khi điều tra được thân phận của em, thái độ liền thay đổi. Theo tôi được biết, trong bản nhà giàu ở Nam Giang, cha của Tiểu Đào nằm ở top 3, có thể nói là cá mập trong giới thương nhân con gái ông ta muốn đích thân tới thăm một thương nhân dưới màu như ông ta dĩ nhiên là vô cùng vinh hạnh nếu như phú nhị đại cũng phân chia đẳng cấp tiểu đào ắt là bạch phú mỹ trong đám bạch phú mỹ nhưng mấy từ này dùng để gọi nàng có lẽ lại là một lời chê cười vị trí hiện tại của nàng đều hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân trong mắt người khác nàng chỉ là hoàng cảnh quan hay hoàng đội trưởng chứ không phải hoàng đại tiểu thư của hoàng vận hồng Chúng tôi tới khách sạn Hilton gặp ông chủ triệu, vừa gặp tiểu đào, không thể thiếu một phen nịnh nọt tân bốt của ông ta. Còn thuận tiện hỏi sau này có được diện kiến hoàng lão gia hay không? Tiểu đào vào thẳng vấn đề, thật không dám giấu giếm, tôi là cảnh sát, chúng tôi tới đây là muốn hỏi thăm về công tử nhà ông. Ông chủ triệu như bị dội gáo nước lạnh, ấp úng, các người tới không phải bàn chuyện hợp tác. Tiểu đào cười, đây cũng coi như là hợp tác, xin ông hợp tác điều tra với cảnh sát ông chủ triệu bối rối ngồi xuống lấy giấy lao tráng nói có phải triệu đại bằng lại ở bên ngoài gây chuyện hoàng tiểu đào nói không có triệu thúc cứ yên tâm triệu công tử không làm gì phạm pháp chỉ là có liên quan tới một vụ án mạng tôi ngồi bên cạnh thầm cười lạnh triệu đại bằng đúng là không làm gì phạm pháp mà hắn là trực tiếp xúc phạm hình pháp của nước cộng hòa nhân dân trung hoa ông chủ triệu uống một viên thuốc an thần rồi mới bắt đầu kể về triệu đại bằng Ông ta nói cha mẹ ly dị từ khi Đại Bằng còn nhỏ, bản thân ông ta không có thời gian chăm sóc con, chỉ có thể bù đắp bằng cách cho tiền. Từ nhỏ quan hệ của ông ta với con mình rất không tốt, một tiếng cha Triệu Đại Bằng cũng không hề gọi, nói chuyện với nhau chỉ vài câu là cãi vã. Lớn lên Triệu Đại Bằng cả ngày lêu lổng bên ngoài với đám bạn xấu, 20 tuổi cũng chưa có công việc đàng hoàng, ngoại trừ những lần xin tiền thì hai cha con rất ít khi gặp nhau. Tôi hỏi, ông có gặp đám bạn của anh ta chưa? Ông chủ triệu lắc đầu, ta với đại bằng còn ít gặp nhau, nói chi đến đám bạn của nó. Có người nói với ta, đám bạn xấu dẫn nó đi đủ nơi xấu xa chơi bời, hay, đáng thương tấm lòng cha mẹ, ta buồn tới bạc cả tóc mà có cách nào đâu. Trong lòng tôi khinh thường, rõ ràng tự tay đẩy con mình vào bước đường như vậy, rồi lại tỏ ra đáng thương, tất cả những tên tội phạm tôi từng gặp đều chẳng ai có một gia đình hoàn hảo cả. Hoàng Tiểu Đào hỏi, có thể gặp cậu ta được không? ông chủ triệu gật đầu có thì có nhưng ta phải hỏi rõ có đúng là hai người không tới để bắt nó chứ nếu nó làm chuyện gì phạm pháp ta sẽ liên hệ luật sư giải quyết tiểu đào vén áo khoác lên ông xem hiện giờ tôi không mang cả súng lẫn còng tay lại viếng thăm với tư cách cá nhân tuyệt đối không phải tới để bắt người tôi thầm bật cười lúc lên thang máy tiểu đào đã giấu hết súng và còng tay ra sau lưng đúng là một diễn viên nhà nghề ông chủ triệu thở phào vậy thì được để ta gọi điện cho nó. Ông chủ Triệu gọi điện thoại, quả nhiên hai cha con chỉ một hai câu liền nổi nóng, Triệu Đại bằng la lên trong điện thoại, cái gì mà khách quan trọng, tôi không gặp. Tôi không muốn thừa kế mấy tiệm cơm của ông, việc riêng của ông đừng tìm tới tôi. Ông chủ Triệu trả lời, không gặp thì không gặp, con qua đây, ta cho con tiền tiêu vặt tháng sau. Triệu Đại bằng nói, ông đừng có gạt tôi, ông gửi vào thẻ của tôi là được mà cái lão bất tử cả ngày chẳng biết tính toán cái gì tôi với tiểu đào ngán ngẩm nhìn nhau tiểu tử này đúng là hỗn hào ông chủ triệu nổi giận hết thằng nhóc con hôm nay ngươi không tới ta đóng băng thẻ tín dụng ngươi tự suy nghĩ đi sau đó cúp máy thay đổi thái độ nói với tiểu đào để cho hai vị chê cười rồi chúng tôi uống mấy ly trà tiểu đào nói chuyện với ông chủ triệu về mấy vấn đề làm ăn mặc dù nàng không kinh doanh nhưng được nghe thấy hàng ngày nên đối với phương diện này cũng biết nhiều ông chủ triệu vừa nghe vừa gật đầu khen đúng có cơ hội muốn được hợp tác với hoàng gia một tiếng sau cửa bị đẩy mạnh một nam thanh niên khôi ngô bước vào hắn mặc một chiếc quần dinh rách áo phông theo phong cách nổi loạn vừa nhìn thấy hắn chúng tôi chắc chắn hắn là người cần tìm triệu đại bằng lạnh lùng quét qua chúng tôi không thèm chào hỏi mà nói với ông chủ triệu lão bất tử ông thử động vào thẻ tín dụng xem lòng tôi nói tiểu tử này không những không lễ phép mà căn bản là sự giáo dục tối thiểu cũng không có ông chủ triệu quát lên đại bằng ngồi xuống có chuyện muốn nói với ngươi triệu đại bằng chẳng để ý nói ngồi cái con mẹ nhà ông ông gọi tôi tới thì tôi tới rồi mau đưa tiền tôi còn đi có việc ông chủ triệu đập bàn hét có việc cái rắm còn chẳng phải là đi lêu lỏng với đám bạn chó triệu đại bằng hét trả ông không được sỉ nhục bạn bè của tôi Quan hệ của hai cha con này đã đến mức ngoại trừ quát tháo thì không có cách nói chuyện khác. Tôi để ý thấy tiểu đào khẽ cởi cúc áo trên cùng, hé lộ vì ngực, sau đó đứng dậy cười, đại bằng, tỷ đây muốn tìm cậu hỏi chút chuyện. Một hung thần ác sát như triệu đại bằng lại bất chợt ủ rũ như con mèo, đỏ mặt không dám nhìn thẳng tiểu đào, ấp úng hỏi, cô là ai? Mặc dù gia cảnh hắn giàu có, nhưng theo tôi thì giao tiếp với con gái, nhất là người kiều diễm như tiểu đào thì hắn còn không bằng vương đại lý, không, Nói đúng ra thì Vương đại lý còn bỏ xa hắn cả mấy con phố. Hoàng Tiểu Đào dịu giọng nói, "Triệu Đại Bằng, ngồi xuống đã, tỷ từ từ nói với cậu. Một lát thôi nhé, tôi có việc thật, xe còn đang chờ dưới lầu." Triệu Đại Bằng e thẹn chỉ bên cạnh, ngồi xuống. Tiểu Đào nói với tôi, "Tống Dương, đi rót nước đi." Vừa nói vừa nháy mắt. Tôi hiểu ý nàng, đứng dậy đi rót nước, thuận tay khóa cửa lại. Sau khi ngồi xuống, Giọng điệu của tiểu đào trở lại bình thường Ném thẻ cảnh sát xuống bàn Lạnh lùng nói Thấy rõ rồi chứ Chúng ta là cảnh sát Triệu công tử Gặp anh cũng thật khó khăn Đột nhiên đồng tử của triệu đại bằng co rúng lại Ít hầu di chuyển lên xuống Hai tay theo bản năng túng chặt lấy ghế Cố tỏ ra bình tĩnh nói Tìm, tìm tôi có việc gì Tiểu đào nói Buổi tối ngày 12 tháng 7 anh ở đâu Ông chủ triệu cả kinh Hoàng tiểu thư Chẳng phải cô nói không có chuyện gì quan trọng ư Tiểu đào lạnh lùng, ông chủ triệu, đừng nên xen vào, chúng tôi hiện tại nghi ngờ con của ông dính líu tới một vụ án mạng hình sự. Ông chủ triệu trợn mắt ôm ngực, tiểu đào lại dùng hoa chiêu, giơ hai ngón tay lên, nhìn chầm chầm vào triệu đại bằng, gằn giọng, không, là hai vụ, tôi nói đúng chứ. Dưới sự đe dọa của tiểu đào, triệu đại bằng vô cùng hốt hoảng, ngay cả những tên tội phạm thông thường nhất tôi gặp cũng có tư chất hơn hắn. Nhưng nghĩ tới sự việc tán tận lương tâm mà hắn làm, tôi không hề cảm thông chút nào. Đột nhiên triệu đại bằng cứng giọng, các người dựa vào cái gì mà điều tra tôi, có lệnh khám xét của tòa án không? Ông chủ triệu cũng hồ theo, đúng, trình lệnh khám xét ra. Tôi cười lạnh, lời này là ai dạy cho cậu? Triệu đại bằng vừa mới gồng lên được một chút liền đã xẹp như quả bóng bay bị thủng, lắp bắp, không, không ai dạy ta. Hoàng tiểu đào phẫn nộ hét, trả lời câu hỏi, tối ngày 12 tháng 7 và tối ngày 15 tháng 7 ngươi ở đâu, làm gì, cùng với ai? Triệu đại bằng bật khóc nức nở, ta không biết. Ngươi nghĩ bây giờ nói láo còn có ý nghĩa sao? Tiểu đào rút còng tay sau lưng ra đặt lên bàn. Ta, ta thật không biết. Triệu đại bằng run rẩy. Ngươi mất trí nhớ. Có cần ta nhắc một chút không, khuya ngày hôm kia ngươi đang làm gì? Tiểu đào hỏi tiếp. Uống, uống rượu. Triệu đại bằng nói. Ở đâu, cùng ai, mấy giờ cho đến mấy giờ. Con mắt của tiểu đào giống như đinh đóng chặt triệu đại bằng lên sofa, lòng hắn đã rối như tơ vò. Bỗng tôi để ý thấy bắp thịt bả vai hắn hơi động một cái, hình như có ý định lật bàn chạy trốn, liền phát động minh vương chi đồng, triệu đại bằng hét lên một tiếng ôm mặt, ngay cả ghế cũng lật đổ. Thu hồi minh vương chi đồng lại, trước mắt tối sầm, tôi lấy ra bịch sữa tươi đã chuẩn bị trước tu một hơi, xua tay, bắt hắn trước đi mục đích tới đây lần này của chúng tôi là bắt triệu đại bằng về cho dù lạm quyền cũng chấp nhận trước hết phải khống chế một trong bốn tên cầm thú lại để ba tên kia không gây chuyện nữa hoàng tiểu đào cầm còng tay lên ông chủ triệu liền đứng ra ngăn cản lời nói không mạch lạc các người không có quyền bắt con của ta rốt cuộc nó phạm tội gì giết người hay phóng hỏa sao bây giờ ta gọi cho luật sư ngay tiểu đào nói ông có thể tìm cấp trên để kiện tôi mặc kệ thế nào tôi cũng phải mang người đi cô, cô đây là phạm pháp, ông chủ triệu trợn to hai mắt. Hoàng tiểu đào hừ lạnh, nếu ông biết những chuyện con mình làm, ông sẽ cảm thấy có bắn chết tại chỗ cũng không quá đáng. Ông chủ triệu sững sờ nhìn hoàng tiểu đào, đột nhiên bật khóc lao tới ôm triệu đại bằng, đại bằng, rốt cuộc con đã làm chuyện ngốc nghếch gì. Con cứ sống đàng hoàng không được à, sao phải chơi với đám bạn giang hồ chó má, ta biết con vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, chỉ là bị người ta dụ dỗ. Đột nhiên triệu đại bằng vùng dậy Rút sau lưng ra một con dao gấp Kề vào cổ ông chủ triệu Sắc mặt hoàn toàn thay đổi Hung hăng quát Các ngươi tiến lên một bước ta giết chết ông ta Tiểu đào cao mày Triệu đại bằng Ngươi còn là con người sao Không ngờ ông chủ triệu lại còn hồ đồ giúp hắn Các người đi nhanh đi Nếu không ta chết Các người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Hoàng tiểu đào nhếch miệng cười Tôi cũng cười Vốn dĩ chúng tôi không có cớ bắt hắn hợp pháp Giờ lại đưa cớ tới trước miệng Tôi thở dài nói Hai, sữa bò uống hết mất rồi Tiểu đào nói Đợi lát xuống lầu em mua nữa cho Tôi nhìn chầm chầm vào triệu đại bằng Ba người bạn kia của ngươi đâu Triệu đại bằng đáp theo bản năng Cái gì mà ba người bạn Tất cả đều do mình ta làm Tôi cười lạnh Nói như vậy là ngươi thừa nhận Triệu đại bằng trợn to hai mắt Thừa nhận cái con mẹ nhà ngươi Ta không làm gì Các ngươi đừng hù dọa ta A a a Tôi phát động minh vương chi đồng, triệu đại bằng buông con dao gấp, ông đầu hét ầm lên. Tiểu đào rất nhanh nhảy tới còn tay hắn lại, triệu đại bằng vẫn còn run rẩy chỉ vào tôi, người kia thật đáng sợ, không phải là người, hắn không phải là người. Trong lòng tôi thầm nói, chúng ta cũng giống nhau thôi. Lúc giải triệu đại bằng ra ngoài, ông chủ triệu lao theo cầu khẩn, đồng chí cảnh sát, chuyện vừa rồi là ta tự nguyện, không liên quan gì tới nó. Ta chỉ có nó là con trai, mong các người nương tay cho. Tôi thở dài, cha không dạy con đàng hoàng, tốt hơn ông nên tỉnh táo lại đi. Triệu đại bằng về tuổi tác, vóc dáng, tính cách đều cơ bản trùng khớp với suy đoán của tôi về tên thứ hai trong bọn, kẻ hữu dũng vô mưu nhất hội, chính là điểm đột phá tốt nhất. Minh Vương Chi Đồng phản vệ quả là khổ sở, ra khỏi cửa tôi cứ như kẻ nghiện ma túy, lao vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua sữa tươi, chưa thanh toán đã uống hết. Lên xe tiểu đào hỏi, sao gần đây anh nghiện sữa tươi ghê thế? Bắt được một hung thủ, tâm trạng tôi khá tốt, đáp, đại khái là đang dậy thì. Tiểu đào đẩy nhẹ tôi một cái, anh không phải đang dậy thì, anh là thiếu protein. Chúng tôi áp giải triệu đại bằng về cục cảnh sát, các cảnh sát viên đều rất bất ngờ. Tiểu đào bảo người làm thủ tục tạm giữ, lý do là sử dụng hung khí và cố ý gây thương tích. Trong bộ luật hình sự, bắt giữ con tin thuộc về tội bắt cóc, nhưng ông chủ triệu chắc chắn không đâm đơn kiện cho nên sẽ không tính tiếp đó tiểu đào phái hai cảnh sát lão luyện vào thẩm vấn triệu đại bằng toàn bộ quá trình thẩm vấn tôi và tiểu đào đều đứng ngoài quan sát mặc dù nhân cách yếu đuối nhưng miệng triệu đại bằng vẫn còn rất cứng sống chết không chịu thừa nhận việc giết người tên tiểu tử này dù là kẻ hồ đồ thì cũng biết một khi thừa nhận sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng một cảnh sát đi ra nói hoàng đội trưởng chuyện này e là không dễ. Trên tay chúng ta không có chứng cứ, hắn thì một mực không chịu mở miệng, cứ dằn co cũng chẳng ít gì. Tôi mới dùng hai lần minh vương chi đồng, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, tốt nhất là hôm nay không nên dùng tới nữa, liền nói, hay là chúng ta tới chỗ ở của hắn lục soát một chút. Tiểu đào nói, được, hai anh tiếp tục cùng hắn uống trà đi, tôi với Tống Dương đi tìm chứng cứ. Vừa ra cửa thì đụng mặt một gã mặt âu phục, tay sách cặp táp đi vào, tôi vội lôi tiểu đào sang một bên nàng hỏi sao vậy tôi cười nói trông thấy người kia không nhất định là luật sư do ông chủ triệu gọi tới chớ dây dưa với hắn hiện giờ trên hành động thì chúng tôi là chủ động nhưng trên danh nghĩa pháp lý thì là bị động một khi có sự tham gia của luật sư chỉ sợ quyền chủ động sẽ mất như phó cục trưởng đã từng nói phá án có lúc giống như đánh trận phải hư hư thực thực mới thành công tiểu đào cười nói tiểu tử nhà anh ngày càng giảo hoạt để em tắt luôn điện thoại đỡ bị quấy rầy triệu đại bằng có khai ra chỗ ở của mình chúng tôi tới đó là một khu nhà ở hạng sang triệu đại bằng mua nhà trên tầng cao nhất tôi dùng dây kẻ mở khóa cửa trong phòng đồ gia dụng rất đắt tiền nhưng bày biện thì lại bừa bãi trên ghế có một chiếc quần lót nữ khả nghi màu hồng tiểu đào bị mùi rượu và thuốc lá làm cho khó chịu tôi bước tới mở cửa sổ ra nàng bịt mũi nói em ghét nhất là loại người thế này tuổi còn trẻ mà sinh hoạt như sâu mọt. tôi đáp, có phải ý em là thứ người như vậy phải bị bắt rồi bắn chết? bắn chết thì uổng quá, ném tới nông thôn ven biên giới cho chúng lao động cưỡng chế, trải nghiệm cuộc sống vất vả khổ cực. tiểu đào nói, chúng tôi đeo găng tay, bắt đầu lục phát, nhưng chẳng có bất cứ manh mối gì. mở máy tính của hắn lên, quy quy tự động đăng nhập trong một nhóm có lịch sử nói chuyện của triệu đại bằng và mấy người khác. tôi nhìn phần ngày tháng trong hai lần xảy ra vụ án chúng đều bàn nhau ra ngoài chơi tôi vốn định gọi lão yêu hỗ trợ suy nghĩ thế nào lại tắt máy chủ động cầm đi hành động này của tôi về bản chất là trộm cắp tiểu đào hắn giọng một cái quay đi em không nhìn thấy gì cả nhé sau đó tôi tiếp tục kiểm tra trong ngoài căn phòng một lượt tìm manh mối thất lạc nhìn tới nhìn lui tôi chợt nói quái lạ sao thế tiểu đào hỏi em không thấy có gì khác thường sao tiểu đào ngắm nhìn bốn phía sau đó lắc đầu tôi nói trên bàn có một chai rượu đã mở nắp nhưng ly lại rất sạch sẽ cất trong ngăn kéo dưới đất rõ ràng vứt đầy quà vặt nhưng gạt tàn thuốc lại đặc biệt trống trơn trên giá bám đầy bụi nhưng chốt cửa bàn ghế lại được lau chùi tới sạch bóng tiểu đào giật mình có người đã tới đây xử lý vân tay và adn tôi đáp đúng hẳn là một tên tội phạm lão luyện làm việc tới giọt nước không lọt nếu không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện nhưng có câu dấu đầu thì hở đuôi những dấu hiệu này nói rõ triệu đại bằng cùng ba kẻ đồng phạm đã từng ở đây khá lâu tiểu đào cao mày suy tư một hồi đột nhiên chân mày giãn ra còn có một manh mối nàng cầm cái quần lót trên ghế lên có một cô gái đã từng tới đây chúng ta có thể tìm manh mối từ chiếc quần lót này đối với lần này tôi chẳng có chút hy vọng nào đối phương cẩn trọng như vậy làm sao lại xem nhẹ cái này nhưng cũng không đành làm nhục chí tiểu đào nói vậy thì thử một chút hoàng tiểu đào bật máy lên chuẩn bị gọi điện thì phát hiện có mấy cuộc gọi nhở nàng gọi lại hỏi tình hình một cảnh sát viên nói rằng vừa có luật sư tới làm thủ tục bảo lãnh triệu đại bằng nhưng không gọi được cho nàng nên thủ tục chưa xong tiểu đào kiên quyết nói không cho bảo lãnh nhưng hoàng đội trưởng thái độ của luật sư kia rất cứng rắn luôn miệng nói phải tìm cô cảnh sát viên khổ sở nói có gì tôi chịu trách nhiệm nói tóm lại là không thể thả triệu đại bằng ra bắt hắn lại đâu phải dễ dàng tiểu đào nói tôi ra hiệu cho tiểu đào đừng lên tiếng sau đó gọi điện cho tống tinh thần hỏi cánh tay của ngươi sao rồi tạ tiểu thiếu gia quan tâm không còn phải đeo nẹp nữa có gì giao phó hắn lạnh như băng trả lời trình độ theo dõi của ngươi thế nào tôi hỏi cũng bình thường câu này lại đồng thời vang lên trong điện thoại lẫn sau lưng tôi tống tinh thần cứ như u linh đi vào trong phòng chẳng hề phát ra tiếng động thì ra hắn luôn ở ngay gần mà tôi không hề hay biết cười một tiếng tôi ngắt điện thoại chẳng phải đã bảo ngươi nghỉ ngơi ít bữa sau tống tinh thần nhàn nhạt nói đi đâu là quyền tự do của ta tới cũng tới rồi tôi trực tiếp vào vấn đề vụ án hiện tại khá là phiền toái đối phương tử thủ nghiêm ngặt không lộ ra chút sơ hở nào giờ luật sư lại bảo lãnh nghi phạm ta muốn ngươi đi theo dõi hắn nhiệm vụ thiết yếu của ta chỉ là tôi ngắt lời người giám sát hung thủ chặt chẽ chẳng phải ta sẽ an toàn sao có vẻ cảm thấy tôi nói có lý tống tinh thần không nói gì thêm tôi bảo hắn lát nữa tới bên ngoài thị cục mô tả sơ qua về triệu đại bằng đặc biệt căn dặn hắn phải chú ý an toàn gặp tình huống bất thường phải chủ động tự vệ tống tinh thần trả lời câu nói chẳng hề mang theo chút cảm xúc nào ngươi yên tâm hắn không cảm giác được sự tồn tại của ta tôi dùng mắt ra hiệu cho tiểu đào nàng gọi về cục giao phó mọi người tìm cách kéo dài thời gian chờ tôi về cục thì hoàn thành thủ tục bảo lãnh xuống lầu chúng tôi chia nhau ra hành động tôi đi tìm lão yêu nhờ kiểm tra máy tính còn tiểu đào và tống tinh thần quay về cục trước khi triệu đại bằng được bảo lãnh tôi phải trả cái máy tính về nếu không sẽ để lại điểm yếu trong lòng tôi thầm cầu nguyện chỉ mong một chiêu dục cầm cố túng này thành công tống tinh thần cũng đừng xảy ra chuyện gì tôi bắt xe quay về trường trình thẻ sinh viên đã quá hạn cho bảo vệ xem, nói mình vừa tốt nghiệp, về tìm thầy giáo để làm nốt thủ tục. Trở lại trường sau một thời gian dài, trong lòng tôi vẫn trào dân cảm xúc, sự việc quyết đấu với đặng siêu cứ như mới xảy ra, tự hồ còn có thể trông thấy vết máu và thi thể. Đặng siêu thì đã phải trả giá, tháng trước bị tử hình, nghe nói trước khi chết vẫn còn gọi tên tôi. Tôi tới phòng ký túc của lão yêu, bình thường cửa vẫn luôn mở nay lại thấy đóng tôi định gõ cửa thì nghe thấy tiếng hắn thở dốc bên trong trong lòng chột dạ mẹ ơi đến không đúng lúc rồi nhưng trước khi trời tối tôi phải trả cái máy tính lại cho nên quả thực không có thời gian bèn nhắm mắt gõ cửa không ngờ rất nhanh thì lão yêu ra mở cửa vừa trông thấy tôi liền hề hề nhướng mày hỏi tiểu tống tống ngọn gió nào đưa ngươi tới đây trong quần áo hắn chỉnh tề có vẻ như không phải làm chuyện gì mờ ám thì ra là hiểu lầm tôi thuận miệng nói ngươi mới làm gì ở trong vậy chơi game ấy mà ta mới xin việc nhận làm tester cho một công ty game lão yêu trả lời trong lòng tôi thầm nói điều này chẳng đúng với tính cách của hắn gì cả cái công việc chẳng yêu cầu kỹ thuật này mà hắn cũng nhận tôi vào trong phòng trông thấy trên bàn có một cái kính vr còn có một hộp đĩa in hình anh trai tập diêm lực lưỡng nháy mắt tôi thoáng liền hiểu ra đây là trò chơi gì lão yêu hỏi tiểu tống tống muốn trải nghiệm một chút cảm giác bị anh trai cơ bắp đẩy ngã không tôi vội vàng xua tay không không ta không có nhiều thời gian tìm ngươi là vì muốn giúp ta ra cái cây này nhận cái ổ cứng từ tay tôi lão yêu trợn mắt mẹ ơi tôi cho rằng hắn phát hiện ra cái gì đang định hỏi thì lão yêu bỏ cái cây lên bàn động tác như muốn cậy vỏ bên ngoài tôi vội ngăn cản này này đừng cậy ra lão yêu cứ như nhìn thấy bảo bối tham lam nói cái máy này hay quá cpu cạc đồ họa bo mạnh chủ đều là loại thượng hạng Chơi PUBG bằng cái này thì đúng là đỉnh cao. Tôi hỏi, đắt lắm à? Không có 100 ngàn tệ thì đừng hồng sờ vào. Vừa nói lão yêu vừa cắm điện vào, kết nối với màn hình bắt đầu kiểm tra. Liếc một cái hiển thị của hệ thống, lão yêu nói, hệ điều hành mới được cài lại hôm qua. Lòng tôi trùng xuống một chút, khả năng chẳng có manh mối gì. Trong máy gần như sạch sẽ, chỉ có vài hình nền phong cảnh như vậy xem ra đoạn hội thoại lưu giữ trên qq có vẻ khả nghi tôi hỏi lịch sử hội thoại trên qq có giả mạo được không được chứ lão yêu thờ ơ đáp đổi thời gian hệ thống một chút là được hacker nhập môn cũng biết làm tra xem có cái gì bị xóa khôi phục được không tôi cau mày nói lão yêu kiểm tra một hồi lắc đầu nói trống không cái máy này mới được ráp gần đây lại bị hắn đi trước một bước tôi thầm cắn răng Tiếp đó cảm ơn lão yêu rồi mang cái case về trước triệu đại bằng, trên đường đi gọi điện cho tiểu đào biết để nàng tùy cơ hành động. Về tới khu nhà ở, cô trông thấy ba tên đứng dưới cổng, tuổi cao nhất là khoảng 30, tên thứ nhất mặc áo phông trắng quần dinh, phờ phạt một tay đút túi quần, tay còn lại chơi điện thoại, tên thứ hai vẻ ngoài có chút hầm hố, tóc nhụm hai lai, môi xỏ mấy cái khuyên, mặc quần dinh rộng thùng thình, tạo cho người ta cảm giác khó gần. Tên thứ ba thì đeo kính, Ăn mặc lịch sự nhưng có vẻ bất an cứ lấm la lấm lét nhìn bên này bên kia mặc dù tôi chưa từng gặp mấy người này nhưng lại có một cảm giác giống như từng quen biết trực giác mách bảo tôi chúng chính là ba tên đồng phạm của triệu đại bằng tự nhiên tới hỏi sẽ chỉ đánh trắng động cỏ bởi vậy tôi tạm nấp sau một cái bồn hoa dùng điện thoại chụp mấy bức hình tên lớn tuổi nhất nhận một cú điện thoại sau đó nói mấy câu với hai tên còn lại rồi cả ba rời đi Tôi gọi điện cho Tiểu Đào nói cho nàng phát hiện ngoài ý muốn của mình, hỏi, có phải Triệu Đại Bằng vừa rời đi? Đúng vậy, mới đi khỏi cục 10P trước. Tiểu Đào đáp. Xem ra tên kia nghe điện thoại có thể là của Triệu Đại Bằng, tôi nói, thử tra xem lịch sử cuộc gọi cuối cùng của hắn là ai. Được, cũng không còn sớm nữa, anh về cửa hàng đi, tra được em nhắn tin cho. Tiểu Đào trả lời. Kết quả tối đó Tiểu Đào nhắn tin báo cho tôi triệu đại bằng có một thời gian không dùng điện thoại trên thực tế một tháng gần đây những người có liên lạc với hắn cũng không quá đáng chú ý chắc hắn phải có một cái sim khác vụ án thoáng cái bước vào giai đoạn giằng co những manh mối chúng tôi có chỉ là hiện trường và một vài vật chứng cùng với cái quần lót nhưng cả hai đều không đi tới đâu tống tinh thần thì vẫn báo cáo phương hướng của triệu đại bằng hàng ngày tiểu tử này rất cảnh giác từ sau khi ra khỏi cục hắn gần như không gặp gỡ bất kỳ ai nhưng nghĩ theo cách tích cực thì ít nhất hành động của tôi và tiểu đào đã khiến bọn triệu đại bằng cảnh giác không tiếp tục gây án khoảng thời gian này nam giang không có án lớn xảy ra cho thấy bốn người bọn chúng đúng là hung thủ một buổi chiều mấy ngày sau tống tinh thần gọi điện về báo có tình huống mới mục tiêu vừa gặp gỡ một người đàn ông trung niên tôi liền hưng phấn chắc chắn chứ tống tinh thần nói triệu đại bằng vào một cửa hàng đồ ăn nhanh ngồi đối diện xéo một người đàn ông trung niên cả hai mặc dù có vẻ như chẳng quen biết nhưng không qua mặt được tống tinh thần hắn trông thấy triệu đại bằng đưa đồ ăn lên miệng để che việc nói chuyện phương thức gặp mặt này thật vô cùng cẩn thận tống tinh thần còn gửi cho tôi một bức ảnh do chụp lén qua tấm kính cho nên không rõ nét lắm tôi gửi cho tiểu đào nhờ xem tổ kỹ thuật có chỉnh sửa được không sốt ruột chờ đợi cả buổi chiều tiểu đào gọi điện tới giọng khá hưng phấn tống dương anh biết người trung niên kia là ai không tôi nói đừng vòng vo Nói thẳng đi. Tiểu Đào cười hì hì, em nhờ tổ kỹ thuật làm rõ bức ảnh, sau đó cho người đi tới cơ sở mát xa kia hỏi thăm, quản lý cho biết người này chính là kẻ đã giả mạo cảnh sát hôm đó. Tôi nhất thời hiểu ra, người này chính là kẻ âm thầm trợ giúp bốn tên phú nhị đại. Không sai. Hoàng Tiểu Đào không giấu được vui mừng. Tôi thì suy tư, có thể lựa chọn hành động không? Tiểu Đào nói, chỉ riêng tội mạo danh cảnh sát đã đủ cho hắn uống một bình anh bảo tống tinh thần báo địa chỉ cho em chúng ta khống chế người này lại trước tôi bảo tống tinh thần trực tiếp liên lạc với tiểu đào một lát sau nàng lái xe tới cửa hàng vẫy vẫy tay mau lên xe chúng tôi lập tức chạy tới nơi cuối cùng mà tống tinh thần nhìn thấy triệu đại bằng đó là một khu dân cư cũ tống tinh thần tận mắt thấy hai người một trước một sau bước vào một tòa nhà chúng tôi lên lầu tôi và tống tinh thần cùng dùng động u chi đồng kiểm tra dấu chân cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa Gõ gõ mấy cái, không có ai trả lời, tôi liền lấy dây kẽm ra mở khóa. Đẩy cửa ra, mùi thuốc lá nồng nặc sọc vào mũi, mùi bay ra từ một phòng ngủ. Bước vào trong, chúng tôi không khỏi giật mình. Bốn tên phú nhị đại cùng với hai cô gái quần áo sọc sệt nằm ngủ ngang trên giường và sàn nhà, trên bàn có một túi đồ, hình như là ma túy. Triệu đại bằng tay cầm điếu thuốc, ngồi ở mép giường đang phì phèo đốt, trông thấy chúng tôi, hắn phản ứng chậm chạp nói, ai cho ngươi vào đây? Hắn muốn đứng dậy nhưng loạn choạng không được, suýt nữa ngã cả ra đất. Trên giường, tên tuổi tác lớn nhất đang ôm một cô gái, nói không nhanh không chậm, "Láo toét, cút ra ngoài cho ta, biết lão tử là ai không?" Tôi với Tiểu Đào trố mắt nhìn nhau, hôm nay là đại lễ trao thưởng sao, lại chẳng tốn công sức một mẻ bắt hết tứ đại ác nhân. Đúng lúc này đột nhiên Tống Tinh Thần không nói không rằng chạy ra ngoài, tôi đuổi theo hỏi, "Làm gì?" Trúng kế tống tinh thần chỉ giấu chân trên cầu thang, nói, lúc chúng ta vừa vào trong phòng, gã trung niên kia đã đi. Chỉ nghe phía dưới có tiếng xe chạy, muốn đuổi theo là bất khả thi. Nhưng tôi không hiểu, việc thí tốt giữ xe này có ý nghĩa gì. Chẳng phải bốn tên phú nhị đại là mục tiêu bảo vệ của hắn ư. Liệu trong này có âm mưu gì không? Trở vào phòng, tiểu đào đang quát tháo đám nam nữ kia, bảo bọn chúng đàng hoàng một chút, ngồi dậy. Mấy tên đang phê thuốc này cơ thể không được lanh lợi, tên tuổi tác lớn nhất còn đang nói, đám cảnh sát thối, biết cha ta là ai không, nói ra tên ông ấy các ngươi sẽ sợ mất mực đấy. Hoàng tiểu đào bất đắc dĩ buông tay, ngươi nói ra thử xem. Nghe cho kỹ. Cha ta là người giàu nhất Nam Giang. Hắn ngóc đầu lên. Hoàng tiểu đào kinh thường nói, vậy ngươi chính là anh em ruột thất lạc nhiều năm của ta. Hắn chỉ tay vào mũi mình nói, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ, cha ta chính là tần quốc trụ, người ra ngoài hỏi thử có ai là không biết ông ấy. Hình như cái tên này tôi đã từng nghe qua, là một chủ tịch có danh tiếng, tôi nhỏ giọng hỏi Tiểu Đào, ông ta là người giàu nhất Nam Giang. Tiểu Đào nói, trước kia là vậy, nhưng ba năm trở lại đây, giàu nhất là Hoàng Lão Gia. Tôi cười nói, ai Gia, nếu như tôi được làm quen với con gái ông ấy thì tốt biết mấy. Lát sau, cảnh sát chi viện tới, giải toàn bộ đám người đi. Chúng tôi theo xe trở về cục, hỏi tên một chút. Người lớn nhất tên là Tần Ngạo Nam, cha là chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Tần Quốc Trụ, tên đeo kính tên Hoành Siêu, cha là ông chủ chuỗi cửa hàng Auto Repair, tiếp theo là Triệu Đại Bằng, cuối cùng tên nhỏ tuổi nhất là Bạch Tiểu Uy. Cha là giám đốc ngân hàng. Hai cô gái là gái phục vụ quán bar. Bốn tên này, giá trị của cha họ gộp lại có thể mua được nửa thành phố Nam Giang, Bốn phú nhị đại nước tiếng. Bởi bốn người có họ lần lượt là Tần, Hoành, Triệu, Bạch nên cảnh sát gọi đùa chúng là Thanh Hồng Tạo Bạch tứ thiếu. Sử dụng ma túy không phải tội hình sự, chỉ là cái cớ tạm giữ bọn chúng. Bốn tên vào phòng thẩm vấn với thái độ khác nhau, Tần Ngạo Nam thì gây rối ầm ĩ, còn dọa tìm người tính sổ với chúng tôi, Hoành Siêu thì rụt rè e sợ, nói ma túy mình hút là do bọn chúng dụ dỗ, trước giờ chưa từng dính qua, Triệu Đại Bằng không nói câu nào, đá bàn đá ghế. Ném vỡ mấy cái ly, Bạch Tiểu Uy thì lại một mực nhìn điều tra viên bằng ánh mắt âm trầm. Tôi và Tiểu Đào ở bên ngoài quan sát, có cảm giác hôm nay bắt người thuận lợi tới mức bất ngờ, ác bên trong có cạm bẫy. Bốn tên đều không thừa nhận việc gây án, chúng tôi cũng không có chứng cứ, chẳng thể đột phá, chỉ có thể dùng dằn như vậy. 7 giờ tối, băng tâm chạy tới, trên tay là một tờ kết quả xét nghiệm, hào hứng nói, Tống Dương ca ca, muội có phát hiện quan trọng. Tôi hỏi, cái gì? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thì ra Băng Tâm lấy từng ly nước bốn tên uống mang đi xét nghiệm, một trong số đó có ADN trùng khớp với ADN tìm được ở trại chó, chính là Tần Ngạo Nam. Chuyện này nhìn qua đã biết không phải một mình Băng Tâm làm, mà do Tiểu Đào bày mưu, tôi hỏi, sao em không nói với anh? Tiểu Đào cười, ha ha, nói ra mất linh. Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm mừng. Đợi lát nữa về thẩm vấn thật tốt Tần Ngạo Nam, xem hắn còn gì để nói. Ba người chúng tôi ra ngoài, bỗng nghe thấy tiếng huyên náo ngoài hành lang, mấy cảnh sát đang ngăn một ông già, ông ta không ngừng la hét, tôi muốn gặp con gái tôi. Để tôi vào. Ông già khoảng chừng 60 tuổi, cơ thể vẫn còn rất cường tráng, nét mặt lạnh lùng như lưỡi dao, cặp lông mày trắng sắc như kiếm. Hoàng Tiểu Đào hỏi có chuyện gì, ông ta tự xưng là cha của nạn nhân nữ trong vụ thứ hai lúc chưa xác định được danh tính, cảnh sát phát một thông báo nhận xác trên mạng, ông ta vừa trông thấy liền chạy tới, cảnh sát bảo báo danh cũng không chịu hợp tác. Tiểu Đào hỏi: "Ông tên gì?" Ông già đáp: "Tôi tên Vương Học Binh, nạn nhân các người đăng trên mạng là con gái tôi, Vương Lộ Lộ, năm nay nó mới 24 tuổi, vừa mới đi làm, tại sao lại?" Vừa nói, hai mắt ông ta đỏ hoe, rơi lệ. Hoàng Tiểu Đào dẫn ông ta vào phòng giữ xác cũng may thi thể không bị giải phẫu người cha vẫn được nhìn con mình lần cuối sau khi trông thấy thi thể bao nhiêu cảm xúc liền bộc phát ông già ngồi bên cạnh con mình khóc hồi lâu chúng tôi cố nói mấy câu an ủi nhưng thật ra cũng vô ích sau khi ra ngoài ông già nói với tiểu đào đồng chí cảnh quan cô có thể nói cho tôi biết tên cầm thú nào đã sát hại con gái tôi không tiểu đào nói ông ngàn vạn lần chớ kích động vụ án này chúng tôi đang toàn lực điều tra nhất định sẽ minh oan cho con gái ông. Ông già mắt đỏ hoe nói, tôi không muốn nghe những thứ này, cô mau nói cho tôi biết hung thủ là ai. Tiểu đào bất đắc dĩ cúi đầu, xin lỗi, chi tiết vụ án không thể tiết lộ. Đột nhiên ông già cởi áo khoác ra, tôi cho là ông ta định làm gì, chỉ thấy bên trong ông ta mặc một bộ quân phục lục quân cũ, ngực treo đầy huy chương, nói, tôi là cựu chiến binh tiêm đao doanh thuộc quân khu Ba Vân Nam, đã từng tham gia bảo vệ tổ quốc, chiến đấu đều xông lên phía trước vì quốc gia mà không tiếc máu cũng như sinh mạng lộ lộ là giọt máu duy nhất của tôi là đứa con tôi nhìn thấy lớn lên hàng ngày cũng là tất cả của lão già này đồng chí cảnh quan đặt cô vào hoàn cảnh của tôi nếu con gái cô cũng bị như vậy cô có nguyện ý nghe những lời nói qua loa lấy lệ vừa rồi không hoàng tiểu đào thở dài một tiếng nắm lấy tay ông ta nói tôi hiểu tâm trạng của ông nhưng băng tâm nhanh nhảu chen một câu lão anh hùng ông yên tâm đi thực ra hung thủ chúng tôi đã bắt được giờ đang thẩm vấn tiểu đào trừng mắt lường băng tâm ông già hỏi có thể cho tôi biết mặt hung thủ được không ông ta cứ nhất quyết đòi xem mặt hung thủ còn quỳ xuống cầu xin chúng tôi tiểu đào làm mọi cách xoa dịu thậm chí phải dùng đến tội danh gây rối trụ sở cảnh sát mới đưa được ông ta đi tôi biết với lập trường của nàng việc tình cảm cá nhân và công việc tuyệt đối không thể dây dưa với nhau sau khi vương học binh đi tiểu đào lập tức nổi giận hét lên với băng tâm tôn đại tiểu thư cục cảnh sát là nhà của cô à sao cô dám tùy tiện tiết lộ tin tức quan trọng như vậy cho người ngoài ngộ nhỡ ông ta làm ra chuyện gì quá khích gây hậu quả nghiêm trọng trách nhiệm này cô gánh nổi sao băng tâm oan ức nói muội thấy vị lão anh hùng kia rất đáng thương mà tiểu đào nói cô có còn chút lập trường của nhân viên thực thi pháp luật không tư pháp và tư tình không thể nhập nhằng tối về viết một bản kiểm điểm cho ta nếu còn tái phạm đừng mong ở lại đội hình sự về phòng thí nghiệm mà giải phẫu khỉ nói xong tiểu đào sải bước quay đi băng tâm ấm ức cúi đầu khóc tôi cũng chẳng biết nói gì vỗ vỗ vai nàng đừng buồn ai cũng có lúc sai lầm mà băng tâm càng khóc lớn hơn ông lấy vai tôi mà khóc tôi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi tiểu đào vừa ra tới cửa đột nhiên quay đầu có chút mềm lòng nói làm gì vậy cút nhanh lên ra ăn cơm ăn xong còn phải làm việc. Băng tâm lau nước mắt nói, muội không ăn, muội phải tự kiểm điểm bản thân. Tôi cười, không ăn mà cũng tính à, hay là đổi một cách kiểm điểm khác đi, bữa này muội mời. Băng tâm ngúng ngoảy đuôi tóc nói, vậy muội mời hai người một bữa, biểu đạt sự ấy nấy của mình. Tiểu đào cũng cười, cô yên tâm, tối nay ta còn phải làm thịt cô một bữa mới hả tâm trạng bực tức của ta. Cơm nước xong chúng tôi quay về cục, giờ đã là hơn 20 giờ, Tần Ngạo Nam cả tối bị bỏ đói, đang mắng chửi trong phòng thẩm vấn, đồ chết tiệt, thả ta ra, nếu không hậu quả các ngươi tự gánh lấy. Tôi với tiểu đào đi vào, trên tay cầm một hộp cơm, Tần Ngạo Nam nhìn thấy không nhịn không nổi, nuốt nước bọt. Tôi nói, thành khẩn khai báo liền có cơm ăn, cứ cứng đầu thì nhịn đói tiếp. Khai báo cái con mẹ nhà ngươi. Tần Ngạo Nam hét, ta cũng chả biết các ngươi đang nói gì, việc hít ma túy lão tử nhận còn chuyện khác đừng hòng đổ lên đầu lão tử. Tôi dùng mắt ra hiệu cho tiểu đào, nàng mở một bức ảnh trong điện thoại ra, đó là ông chủ trại chó, hỏi, ngươi có quen người này không? Đồng tử của tần ngạo nam tức thì co lại, ta không biết đại thúc này. Tiểu đào nói, ngươi không biết ông ta, vậy mà ông ta lại biết ngươi. Có phải ngươi trả nợ giúp ông ta không? Tần ngạo nam hừ một tiếng, ta không ăn no dưỡng mỡ. Tôi nói, tối ngày 12 tháng 7, Nam Giang có một vụ án giết người mang rợ xảy ra, chúng ta tìm hiểu được nó bắt nguồn từ trại chó này. Trong ảnh là ông chủ trại chó, nơi này cũng đã được xác minh là hiện trường phạm tội. Tôi nói là hiện trường phạm tội, thực ra chỉ là hai tội danh bắt cóc và hãm hiếp, nói lấp lửng như vậy sẽ tương đối có tính uy hiếp hơn. Tôi nói tiếp, ngoài ra ta tìm được ở hiện trường ADN của ngươi, chuyện này phải giải thích thế nào? Tần ngạo nam trả kinh, không thể nào, các ngươi đang lừa ta. Tiểu đào vỗ bàn một cái khiến cốc nước văn tung tóe. Tần ngạo nam, tốt nhất là ngươi nên khai thật, ADN của ngươi có ở hiện trường, việc này đã được chứng thực, trừ khi ngươi có anh em sinh đôi, nếu không thì mau giải thích rõ ràng cho ta. Tần ngạo nam cúi đầu, con ngươi không ngừng chuyển động, rõ ràng đang tìm cách nói dối, hắn chậm rãi, người trong bức ảnh vừa rồi ta biết. Tiểu đào cười lạnh, sao lại thay đổi lời nói? Ta cũng chỉ là vừa mới nhớ ra, vốn ta định mua ngao Tây Tạng về nuôi chơi, nên có gặp một lần. Hôm đó khả năng ăn uống linh tinh nên đau bụng đi ngoài, điều này thì có gì? Tần Ngạo Nam nói. Tiểu đào hất hàm, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Bất kể ngươi có tin hay không thì đây vẫn là sự thật. Tần Ngạo Nam quay mặt đi hướng khác. Tôi nhếch mép, ta cũng không nói ADN của ngươi tìm thấy trong phân, sao ngươi lại khẳng định như vậy? Tráng Tần Ngạo Nam lấm tấm mồ hôi hột, trân trân nhìn tôi. Tôi nói, Khai thật đi, tối ngày 12 tháng 7, ngươi và đồng bọn làm gì? Cũng như thường ngày, uống rượu với nhau. Lời giải thích rất giống với Triệu Đại Bằng, hiển nhiên là bọn chúng ngầm mặc định với nhau từ trước. Trong ánh mắt của Tần Ngạo Nam lóe lên một tia tự tin, hắn biết chúng tôi không có bằng chứng, ADN tìm được trong bụng chó chỉ là chứng cứ gián tiếp, không đủ để định tội. Tôi mở chức năng ghi âm trên điện thoại, quyết định dùng chút thủ đoạn, hít sâu một hơi rồi đột ngột phát động Minh Vương chi đồng quát lên, khai báo thành khẩn. Tần ngạo nam hét lên một tiếng, dựa về phía sau, quán tính khiến cái ghế bị đẩy đi một đoạn. Hành hạ hắn chừng 30 giây, tôi thu hồi minh vương chi đồng lại, vội cắn một túi sữa tươi để uống. Tần ngạo nam như vừa trải qua quá trình vận động dữ dội, lồng ngực phập phồng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trung lẫy bẫy nói, đêm đó chúng ta uống rượu ở quán hỏa tinh tửu. Tôi lạnh lùng, ai có thể chứng minh? Bồi bàn, chủ quán đều có thể chứng minh. Tần ngạo nam đáp. Uống rượu gì? Tôi tăng tốt. Cốc tai. Tần ngạo nam trả lời. Mấy loại? Ta uống lớp ốc Hiroshima, bốn mắt uống Blue, lão triệu uống đếp chắc, tiểu bạch uống tiếp. Tôi hét lớn một tiếng, lặp lại lần nữa, triệu đại bằng uống cái gì? Hắn trả lời không chút nghĩ ngợi, đếp chắc. Bạch tiểu uy uống gì? uống từ mấy giờ tới mấy giờ. Tốc độ của tôi càng dồn dập, không cho hắn thời gian suy nghĩ. Bảy rưỡi tới 11 giờ, sau đó về nhà. Tần ngạo nam trả lời. Chỉ một ly rượu uống 3 tiếng rưỡi. Tôi mỉa mai. Sau đó ta còn uống whisky, gọi một đĩa hoa quả, tiểu bạch say tới ói. Tần ngạo nam đáp trôi chảy. Tôi thầm nghiến răng, những lời nói của hắn rõ ràng là bịa đặt, chuyện này đã được huấn luyện từ trước phần lớn người ta hôm qua ăn sáng với gì còn không nhớ kỹ làm sao có thể nhớ chi tiết buổi tối tận nhiều ngày như vậy tôi có chút bất lực tiểu đào hỏi tại sao ông chủ trại chó mất tích điều này làm sao ta biết có thể là trốn nợ tần ngạo nam tự cho rằng mình đã vượt qua bài tra khảo tỏ ra thoải mái hơn nhiều tôi lạnh lùng hỏi ai dạy ngươi nói như vậy tần ngạo nam xua tay không ai dạy ta cả ai dạy ngươi nói như vậy không ai dạy ta ai dạy ngươi nói như vậy tôi đập bàn một cái phát động minh vương chi đồng một tiếng thét chói tai vang lên lần này tôi hành hạ hắn hẳn một phút nghe tiếng hét của hắn mà hả lòng hả dạ cho đến khi tiểu đào giật tay áo tôi đủ rồi tống dương hắn sắp bị anh làm cho phát điên rồi tôi mới thu hồi minh vương chi đồng tần ngạo nam ôm đầu run lẩy bẩy đũng quần ướt sũng chất lỏng chảy cả ra ghế tôi không bỏ lỡ cơ hội quát hắn tên gì Ta không biết, hắn tự xưng là Thuần. Biết mình lỡ lời, Tần Ngạo Nam đột nhiên miếm môi không nói nữa, tôi nhớ tới lời khai của Khổng Huy, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, Thuần Cẩu Sư. Ít hầu Tần Ngạo Nam di chuyển lên xuống một cái, xem ra tôi đã đoán đúng. Theo như Khổng Huy nói, Thuần Cẩu Sư là lãnh đạo trung cấp của Giang Bắc Tàng Đao ở Nam Giang, cũng là người liên lạc duy nhất của hắn. Người này xuất quỷ nhập thần, việc thành thạo nhất chính là khiến người ta biến mất vô tung vô tích. Càng không bao giờ để lại vân tay, DNA hay đầu mối gì. Tôi chẳng bao giờ nghĩ tổ chức này lại phái một lãnh đạo tới để giúp bốn tên phú nhị đại ngu dốt thoát tội, chẳng trách lần nào chúng tôi cũng bị đi trước một bước. Nghĩ tới đây, tôi chợt có một linh cảm chẳng lành, liền gõ gõ bàn mấy cái ra hiệu cho tiểu đào ra ngoài. Tàn ngạo nam có vẻ đã đói muốn chết, đưa tay định với hộp cơm trên bàn. Thấy vậy, tôi khoát tay hất văng xuống đất, hắn trợn tròn mắt nhưng không dám đối mặt trực diện với tôi. Ra ngoài, Tiểu Đào trấn an, anh cũng đừng kích động quá. Tôi lắc đầu, cứ nghĩ tới những chuyện hắn gây ra là anh lại thấy căm ghét. Nói thật, từ trước tới giờ anh chưa gặp tên tội phạm nào đáng ghét như hắn. Tiểu Đào nói, chuyện này có thể hiểu được. Tôi hỏi, hỏi em chuyện này, sau khi bốn tên này bị tạm giữ, chúng có nói muốn gọi điện về nhà hay cho luật sư không? Tiểu Đào đáp, không hề. Quả nhiên như tôi dự đoán, bốn tên này bị bắt vốn dĩ có chút quá khéo tôi nhíu chặt lông mày hét lên chúng muốn giữ chân chúng ta tối nay khẳng định sẽ có án mạng hoàng tiểu đào hỏi sao vậy tôi nói giải thích không kịp gọi điện cho các quận phái cảnh sát tuần tra các ngõ ngách nhất là những nơi ít người qua lại những tòa nhà vắng vẻ nếu như vận khí tốt có thể chúng ta sẽ ngăn được án mạng xảy ra tiểu đào gật đầu em sẽ đi thông báo ngay trong lúc cảnh sát các chi cục đi tuần tra ngõ ngách chúng tôi chỉ biết chờ đợi trong sự nôn nóng, mỗi lần có chuông điện thoại vang lên đều vô cùng căng thẳng. Chớp mắt đã tới 11 giờ đêm, tiểu đào tò mò hỏi, Tống Dương, sao anh lại khẳng định tối nay có vụ án xảy ra, chẳng phải bốn nghi phạm đã đang bị tạm giữ sao? Tôi cười khổ nói, chính bởi vì chúng đang bị tạm giữ, cho nên nếu án mạng xảy ra vào lúc này sẽ đồng nghĩa với tuyên cáo chúng vô tội. Riêng việc bốn tên đại ác này bị bắt đã rất kỳ lạ, anh thử đặt mình vào vai thuần cẩu sư, liền đoán được âm mưu của hắn. Đúng lúc này thì điện thoại reo, tiểu đào nghe máy rồi đứng bật dậy, mắt trợn tròn hỏi, ở đâu? Cúp máy, nàng ảo não nói, anh đoán đúng rồi, dưới một cây cầu lớn ở chi cục đào nguyên mới phát hiện hai thi thể. Tôi thở dài một tiếng, cảm giác bất lực của tới, nói, đi thôi. Chúng tôi vội vàng chạy tới nơi phát hiện thi thể, đó là chân cầu bê tông tiếp giáp với mặt nước, có hai thi thể nữ bê bết máu nằm sỏng xoài, Cảnh sát khu vực phát hiện thi thể đang trông coi. Chúng tôi không lập tức tới bên cạnh thi thể, mà bật thiết bị chiếu sáng lên, tổ kỹ thuật thu thập từng dấu chân, vết máu, chụp hình lại lấy chứng. Tôi liếc mắt liền nhận ra, dấu chân ở đây so với hai vụ trước giống y hệt nhau. Chưa dùng mận thay đào này là thuần cẩu sư đã dắt mũi chúng tôi, biến tất cả cảnh sát thành nhân chứng chứng minh bốn tên phú nhị đại vô tội. Tôi đeo găng tay bắt đầu khám nghiệm, hai cô gái nạn nhân tuổi tác tương đương nhau chừng 25 tuổi. Cả hai đều mặc áo sơ mi mỏng manh, thân dưới trần truồng, mặt và chân tay nhiều vết bầm, cũng có dấu hiệu bị xâm hại. Một nạn nhân bị ném ở gần bờ nước, tóc dài xỏa xuống nước phiêu động như lá bèo, nạn nhân còn lại thì ở gần trụ cầu. Thời gian tử vong bước đầu xác định là 4 tiếng trước, tôi nhấc tay nạn nhân lên kiểm tra, một nạn nhân cắt móng tay rất gọn gàng, sơn đủ loại màu sắc, người còn lại thì tay có mùi nước hoa, hơn nữa không chỉ có một loại. Tôi để ý trên eo nạn nhân có vết lằn của dây đai, đoán rằng họ là những chuyên viên tư vấn bán đồ trang điểm. Cả hai cô gái đều có vết trói ở chân tay, có vẻ như đã bị bắt giữ một thời gian, là bao lâu thì phải chờ xem xét bên trong dạ dày mới biết. Dùng kéo cắt áo hai nạn nhân, tôi phát hiện ở xương quai xanh nạn nhân thứ nhất và thắt lưng nạn nhân thứ hai có vết kim, nguyên nhân chết có lẽ giống lần trước, đều là bị tiêm quá liều ma túy, sau đó bị hãm hiếp dẫn tới đột tử. Để xác nhận Tôi dùng thính cốt một nghe một chút, phát hiện trong phổi nạn nhân nằm sát mép nước có ứ lượng chất lỏng lớn. Quan sát kỹ một chút thì cổ cô ta có dấu vết bị bóp, có vẻ thể lực cô tương đối khá, sau khi bị hãm hiếp vẫn không chết, hung thủ liền ấn đầu cô xuống nước khiến cho ngạt thở. Tiểu Đào đứng bên cạnh hỏi, phát hiện được gì không? Tôi ủ rũ đáp, phát hiện thì rất nhiều nhưng đều không quan trọng, nhiệm vụ thiết yếu trước mắt là phải chứng minh được vụ án này do kẻ khác bắt chước Bốn Tên Phú Nhị đại làm tôi lấy một cái bông tăm cắm vào vùng kính nạn nhân rút ra được một ít dịch nhân cùng máu chưa đông ngửi ngửi một chút quả nhiên hung thủ dùng bao cao su tôi nhìn kỹ thân thể nạn nhân lần nữa nói những vết thương gây ra này rõ ràng không giống với phong cách của tứ đại ác kia hoàng tiểu đào hỏi khác nhau ở chỗ nào tôi nói ấn tượng đầu tiên của em với hai thi thể này là gì thương tích đầy mình tiểu đào trả lời tôi gật đầu đúng chấn thương rất đều hơn nữa cũng không hạ thủ quá nặng tay không phải là ngược đãi nạn nhân mà muốn biến họ thành bộ dạng này mới đúng lần này là hung thủ cố tình bắt chước cho giống tôi nói tiếp hung thủ cũng là bốn tên mặc dù chúng đi giày giống hệt bốn phú nhị đại nhưng độ nông sâu của bước chân lại không giống thậm chí một trong số đó là phụ nữ phụ nữ tiểu đào giật mình ngay cả nam hay nữ mà anh cũng biết tôi mở ô nghiệm thi ra Bảo tiểu đào soi đèn tử ngoại, trên thi thể xuất hiện một đám dấu tay, chủ yếu ở vùng chân và xương chậu, mặc dù rất lộn xộn nhưng có thể nhận ra, hãm hiếp nạn nhân chỉ có 3 người. Tại sao người còn lại không tham gia cưỡng hiếp? Hoặc là không được tham gia hoặc là không thể tham gia? Tôi di chuyển bóng ô, khi tới một mặt ô, vết thương trên thi thể hiện ra màu sắc bất đồng, dĩ nhiên không phải màu sắc đủ loại, mà chỉ là độ đậm nhạt mà thôi. Tiểu đào kinh ngạc hỏi cái ô của anh còn có chức năng này tôi nói màu sắc vết thương càng đậm cho thấy thời gian lưu lại càng dài ngược lại thì là thời gian ngắn có thể thấy có bốn loại hung khí gây ra vết thương hoàng tiểu đào gật đầu tôi chỉ những vết thương kia phân tích trong đó ba loại tạo nên bề mặt vết thương khá lớn chỉ có một loại là vết thương nhỏ có thể lý giải do hắn sức yếu hoặc không nở xuống tay hơn nữa ở đây có một chi tiết người yếu nhất này không đánh vào mặt nạn nhân Chuyển qua thi thể thứ hai, việc tương tự vẫn xảy ra, một trong số hung thủ không đánh vào mặt nạn nhân, cho nên tôi suy đoán trong số chúng có một phụ nữ. Bọn họ được thuần cẩu sư hạ lệnh tạo ra án mạng, bản thân không có ác ý với nạn nhân, chỉ là đang thi hành nhiệm vụ. Đối với phụ nữ mà nói, gương mặt là quan trọng nhất, từ sự đồng cảm này mà hung thủ nữ không đánh vào mặt người bị hại. Tiểu Đào chợt thấy vui, có chứng cứ này thì dễ rồi, đủ để chứng minh đây là một vụ án sao chép tôi lắc đầu nói những điều này chỉ là căn cứ vào suy luận gián tiếp trên tòa án có đứng vững được không tiểu đào nói luận cứ đầy đủ là có thể quyết định chiều hướng vụ án tôi lắc đầu bốn hung thủ đều là phú nhị đại bọn chúng sẽ tìm luật sư giỏi nhất trong cả nước tới bào chữa nếu chúng tôi không đưa ra được bằng chứng đanh thép chỉ e sẽ phải trơ mắt nhìn bọn chúng rời tòa huống hồ tôi nói trong bốn người này có một phụ nữ chỉ là sự suy luận có lẽ hắn chỉ là một kẻ sai lệch giới tính dạng như bán nam bán nữ tôi cẩn thận quan sát kỹ lưỡng chăm chú nhìn một dấu tay khá rõ nét phát hiện có gì đó không ổn định tôi nhặt cái áo mới cắt lên đặt xuống một tấm ni lông rồi chiếu bóng ô nghiệm thi vào cũng xuất hiện dấu tay tiểu đào kinh ngạc ô của anh soi được cả vết dương trên vải tôi hưng phấn dĩ nhiên là soi không ra đây không phải vết dương mà là dấu tay hoàn chỉnh tôi thu ô lại dùng tro trong biển thổi lên cái áo, quả nhiên có một dấu bàn tay hoàn chỉnh hiện ra, đường chỉ tay rất rõ ràng, duy chỉ năm đầu ngón tay là không có vân. Hoàng tiểu đào giật mình nói, tại sao lại như vậy, hung thủ không có vân tay. Tôi nhìn cái dấu bàn tay kia, năm ngón tay khá mờ, có hai khả năng, một là dùng keo 502 phủ lên ngón tay, hai là dùng chất hóa học ăn mòn, cần phải xét nghiệm dầu mồ hôi mới có thể biết được. Chuyện đó giao cho tổ kỹ thuật làm, tiểu đào mang tới một cái máy tính bản cho tôi xem những dấu chân mới chụp nói kích cỡ và loại giày giống hệt của bốn tên phú nhị đại tôi nói đúng vậy gần như không đoán được chiều cao và trọng lượng cơ thể của chúng nhưng vẫn có một ít bất đồng dù sao đi giày người khác không thể vừa vặn hoàn toàn được tôi chỉ một vết dấu chân nói em xem dấu chân này rõ ràng chân lớn hơn giày khiến hai bên mép bè ra còn cái này chân lại nhỏ hơn giày cho nên chân trước có lực chân sau lại nhẹ tên Nói xong tôi thở dài, nhưng những thứ này đều chẳng thể là chứng cứ quyết định. Muốn chứng minh đây là mô phỏng gây án, ít nhất chúng tôi phải đưa ra được ADN và vân tay, nhưng hung thủ vô cùng cẩn thận, chẳng lưu lại bất cứ chút ít nào. Hoàng Tiểu Đào cười khổ, đôi khi luật pháp cứng nhắc ở chỗ đó, rõ ràng biết đích xác hung thủ là ai, nhưng không chứng minh được cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thật sự trong lòng em bây giờ chỉ muốn chạy về bắn chết từng tên cạn bã trong đám phú nhị đại kia. Chợt điện thoại reo, tiểu đào nghe máy rồi quay qua nói, luật sư của bốn tên ác thú đã tới, hiện đang làm ầm ĩ trong cục, đòi bảo lãnh người ra ngoài. Tôi mắng một tiếng, khốn kiếp. Thời gian lại chuẩn xác như vậy. Hiện trường để cho tổ kỹ thuật xử lý, tôi với tiểu đào tức tốc chạy về cục, bốn người mặc âu phục đang chờ sẵn trong hành lang, một người trong số đó đứng ra giới thiệu rồi không khách khí nói, hiện giờ chúng tôi toàn quyền đại diện cho thân chủ, căn cứ vào luật pháp nước nhà, các người tạm giữ thân chủ chúng tôi lại không hề thông báo cho người nhà là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cân nhắc gửi đơn kiện. Giờ chúng tôi phải mang thân chủ của mình đi. Hoàng Tiểu Đào nghiến răng kèn kẹt, nhận tiền của người, trừ tai họa cho người. Bất kể loại người cặn bã nào, chỉ cần trả đủ tiền, các người cũng sẽ đứng ra bảo vệ, đúng không? Luật sư kia chỉ Tiểu Đào nói, đồng chí cảnh sát, tôi cảnh báo cô, lời cô vừa nói có thể cấu thành tội vĩ bán, vu khống hãm hại tôi vỗ vai tiểu đào bảo nàng đừng kích động nàng vẫn còn rất tức giận hất tay một cái mang theo thân chủ của mấy người cút đi luật sư lạnh lùng trừng mắt lường tiểu đào quay đi làm thủ tục tôi cảm thấy toàn thân vô lực so với những tên tội phạm từng đối đầu thuần cẩu sư quả là tẩn mật đến đáng sợ tôi cố vắt óc suy nghĩ tìm ra sơ hở chỉ cần là tội phạm không thể nào không để lại sơ hở cả một lát sau Bốn tên ác nhân được luật sư đưa ra ngoài, tần ngạo nam vênh váo đi lướt qua tôi, ngẹo đầu cười khẩy, cảnh quan tiên sinh, ta về trước nhé, lần sau có rảnh rỗi lại cùng nhau uống trà. Triệu đại bằng cũng ý thế huyết sáo với tiểu đào, mỹ nữ, dung mạo cô xinh đẹp như vậy, đừng có làm cảnh sát nữa, tới phục vụ chúng ta đi, bảo đảm một đêm còn kiếm được hơn lương một năm. Hoàng tiểu đào siết chặt nắm đấm nổi giận, tôi ngăn lại, nhìn chằm chầm vào mắt tần ngạo nam nói, ngươi nghĩ rằng thuần cẩu sư có thể bảo vệ ngươi cả đời tần ngạo nam có chút sợ hãi ánh mắt của tôi lui về phía sau một bước can hệ gì tới ngươi tôi lộ ra một tia thâm hiểm ngươi đã từng thấy đập nước nào ngăn được đại hồng thủy chưa ngươi đang nói gì ta hoàn toàn nghe không hiểu hắn cố ra vẻ trấn tĩnh cười với đồng bọn tên này đầu óc có vấn đề rồi tôi chẳng để ý tiếp tục nói dùng một đập nước yếu ớt để ngăn đại hồng thủy ngút trời các ngươi đứng ở dưới tự cho là không có chút sơ hở nào. Nhưng ta nói cho ngươi biết, chỉ cần cái đập nước nói dối này xuất hiện lỗ hổng, dù là một lỗ hổng nhỏ nhất, nó cũng sẽ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Tần Ngạo Nam cười lạnh một tiếng, nói, loại quỷ nghèo mặt hạng như ngươi không hiểu được thế giới của lão tử đâu. Lão tử chẳng có gì ngoài tiền, mà có tiền lại có tất cả, muốn làm gì được nấy. Một tên luật sư hắn giọng, nhắc nhở Tần Ngạo Nam không nên nói lung tung. Tần ngạo nam huyết vai tôi đi ra, bốn tên ác nhân vừa đi vừa cười nói, phách lối ra bên ngoài trụ sở. Tiểu đào tức giận cực độ, tay đè vào bán súng, hét lên, làm một cảnh sát, lại trơ mắt nhìn hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, liệu còn ý nghĩa gì nữa? Tôi giữ tay nàng lại, lắc đầu tỏ ý đừng kích động. Tiểu đào ấm ức như muốn khóc, em không cam lòng, thật không cam lòng. Tôi khuyên nhủ, chúng ta chưa có thua, hắn vừa nãy đã nhắc chúng ta một manh mối trọng yếu hoàng tiểu đào sửng sốt ý anh là thuê thuần cẩu sư giúp chúng hóa giải mọi chuyện chắc chắn cần số tiền rất lớn đi điều tra tài khoản chi tiêu của chúng gần đây xem tôi nói hai mắt tiểu đào sáng lên cứ như nhìn thấy ánh sáng trong đường hầm đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào tầng ngạo nam hét to đánh người cảnh sát chết đâu hết rồi chúng tôi chạy ra bên ngoài xem xét thì ra là cựu chiến binh vương học binh chẳng biết từ đâu xông tới đang dùng hai tay túm chặt cổ áo tần ngạo nam, có phải ngươi giết con gái ta không? Có phải ngươi giết con gái ta không? Bàn tay ông ta như hai gọng kìm, mấy tên phú nhị đại bên cạnh gỡ thế nào cũng không ra. Hoàng tiểu đào bước tới trấn an, lão nhân gia, ông bình tĩnh một chút. Vương Học binh hét lớn, cô bảo tôi làm sao bình tĩnh? Lúc trước nói với tôi đã bắt được người, bây giờ tại sao bọn chúng lại bình an vô sự đi ra, cảnh sát các người có phải là vô năng không? năm đó ta ở chiến trường sông pha tới giọt máu cuối cùng đổi lại quốc gia đối xử với ta như thế này đây luật sư của tần ngạo nam lạnh lùng nói lão già này đang bạo hành thân chủ của ta chẳng lẽ các người để mặc sao hoàng tiểu đào đáp xin anh tôn trọng anh hùng đã từng chiến đấu vì tổ quốc anh có biết tại sao ông ta nổi giận không bởi vì con gái ông ấy bị bốn tên cầm thú sát hại tàn nhẫn sau đó nàng từ từ đọc tên bốn nạn nhân nói mong các ngươi nhớ kỹ bốn cái tên này bọn họ nhất định sẽ bám dai như đĩa, tìm các ngươi tính sổ. Có tật giật mình, nghe tên bốn nạn nhân, những tên cầm thú ánh mắt hơi hốt hoảng, tần ngạo nam gượng cười một tiếng, ta hoàn toàn chưa nghe qua bốn người này. Bốp! Một cái bạc tay dữ dội văng lên mặt tần ngạo nam, một bên má của hắn tức thì sưng lên. Hai mắt của vương học binh như phát ra lửa, kích động hét, là ngươi giết lộ lộ, ta muốn ngươi đền mạng, ta muốn ngươi đền mạng. Luật sư nghiêm giọng quát lên, đồng chí cảnh sát xin cô lập tức bắt gã côn đồ này lại hoàng tiểu đào rút còng tay ra tôi giật lấy để anh làm người xấu bước tới còng tay vương học binh tôi nhỏ giọng lão nhân gia xin lỗi tần ngạo nam ăn một cái tát tức không nhịn nổi thừa dịp tôi lôi vương học binh ra định nhất chân đá hắn bị luật sư cản lại luật sư nhìn hắn lắc đầu sau đó nói với chúng tôi việc này xảy ra ở ngay trước cửa trụ sở công an trách nhiệm hoàn toàn thuộc về hành vi dung túng hành hung của các người, ta sẽ cân nhắc viết đơn kiện, các ngươi cứ chờ trách hầu tòa đi. Dứt lời bọn chúng nghênh ngang bỏ đi. Vương học binh ông mặt ngồi sổng dưới đất mà khóc, lộ lộ của tôi chẳng lẽ phải chết vô ích sao? Trên đời này có còn công đạo hay không? Đối mặt với tình cảnh này, tôi và tiểu đào đều khổ tâm, nàng an ủi, lão nhân gia, tôi lấy danh dự đảm bảo, tuyệt đối không để đám nghi phạm tự do, chỉ là tạm thua chúng một kèo nhưng ông yên tâm nhất định chúng tôi sẽ mang chúng ra công lý chính nghĩa có thể tới trễ nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt sáng hôm sau tôi tới cục tìm hoàng tiểu đào thì ra cả đêm nàng không ngủ thức để điều tra sao kê tài khoản ngân hàng của bốn tên phú nhị đại rạng sáng mới ngủ gục trên bàn làm việc tôi ra ngoài mua một ly cà phê và bữa sáng sau đó mới đánh thức tiểu đào dậy nàng dụi mắt nói tống dương anh tới rồi tôi xót xa nói em có cần liều mạng như vậy không? Tiểu đào xé gói sandwich trắng một miếng, cả đêm qua ông lão cứ khóc con gái trong phòng tạm giam, em làm sao yên tâm mà về ngủ. Chuyện hôm qua làm cả tổ chuyên án như sôi sục, tất cả đều làm việc không nghĩ, ai cũng nói nếu không bắt được hung thủ đền tội thì thật có lỗi với huy hiệu trên mũ. Tôi hỏi, ra được không? Tiểu đào liền gọi điện, lát sau một cảnh sát mang tài liệu lên, báo cáo, hoàng đội trưởng, tất cả tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm của bốn tên chúng tôi đã điều tra kỹ, số tiền chi tiêu lớn nhất là 200 ngàn. Tôi lắc đầu, 200 ngàn, anh nghĩ số tiền này không đủ để thuê thuần cẩu sư. Tiểu đào dở tập hồ sơ liếc một cái, đưa cho tôi, trên đó là chi tiết các khoản chi tiêu của chúng. Tiêu pha hàng ngày của phú nhị đại thật khiến người ta chết miệng, khoản chi kia là chuyển cho một cửa hàng rượu vang, bọn chúng bỏ 200 ngàn chỉ để mua một chai. Tổng số tiền bốn tên chi cộng lại ước chừng hơn 2 triệu tệ, là chi trong một tuần, hơn nữa đều là những khoản lặt vặt, có vẻ không phải thứ chúng tôi cần tìm. Đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, những luật sư hôm qua tới đây là do chúng gọi. Tiểu đào đáp, không phải, mà là luật sư tự tới. Tôi cười khổ, chúng ta lại xem nhẹ cái tình tiết này rồi, người thuê thuần cẩu sư chùi đít cho chúng không phải bản thân chúng, mà là cha của bọn chúng. Hoàng tiểu đào lập tức nói với cảnh sát kia, lập tức đi tìm hiểu các khoản chi của bốn người cha. Cảnh sát viên rời đi không lâu thì bên ngoài có tiếng náo loạn, chúng tôi đi ra xem, thì ra là Vương Nguyên Thạch giải bốn người vào. Chuyện là sau vụ án xảy ra hôm qua, tiểu đào phái Vương Nguyên Thạch đi điều tra mấy khu dân cư xung quanh, trích xuất camera lại quay được biển số xe, tìm được nguồn gốc liền bắt bốn người về đây. Bốn người này theo thứ tự là một người đàn ông khỏe mạnh tầm 40 tuổi, một nam trung niên gầy yếu đeo kính, một ông già 60 tuổi và một tên thư sinh điệu đà, da dẻ được chăm sóc rất tốt, có cảm giác giống như một người mẫu hoặc thợ trang điểm. Tôi đi tới nhấc tay từng người lên xem, phát hiện tất cả vân tay của họ đều bị hóa chất ăn mòn hết. Nhìn một lượt bốn người, tôi hỏi, "Bốn người làm nghề gì?" Bọn họ lần lượt trả lời, theo thứ tự là đầu bếp, giáo viên, công chức về hưu và người mẫu. Bốn người làm bốn công việc khác nhau một trời một vực lại tụ tập gây án một chỗ khiến tôi không khỏi giật mình, hỏi, thuần cẩu sư cho các người bao nhiêu tiền để tự nguyện dính vào. Tên ẻo lã nói, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói gì, mấy vụ án kia là do chúng ta làm, giờ đã rơi vào tay các ngươi, chúng ta thừa nhận. Tiểu đào phất tay, được, mang đi thẩm vấn. Cả bốn đều khai rất trôi chảy, điều này không nghi ngờ chút nào lại là do thuần cẩu sư an bài, hắn đã tìm được bốn người cam tâm tình nguyện chết thay. Cả quá trình thẩm vấn tôi chỉ đứng xem, tiểu đào hỏi tôi có phát hiện gì không tôi nói biểu hiện của họ rất kỳ lạ lúc khai nhận tội danh rất bình thản cứ như đang nói về người khác hoàn toàn không để ý tới sinh tử của chính bản thân tiểu đào kinh ngạc chẳng lẽ họ bị thôi miên tôi lắc đầu bọn họ đều tỉnh táo đây không phải là thôi miên mà giống như tự nguyện hy sinh anh có điều khó hiểu làm sao thuần cẩu sư lại thuyết phục được bọn họ cho dù có trả nhiều tiền đến mấy sinh mạng của bản thân vẫn đáng quý hơn chứ hoàng tiểu đào bỗng nói anh có còn nhớ tên giả mạo trong vụ án người heo không tôi a à một tiếng nhớ ra tên khổng huy giả hồi đó cũng có biểu hiện bình thản y như thế này hỏi tên đó hiện giờ đang ở đâu lúc đó bắt giam hắn với tội gây nhiễu loạn tư pháp nhưng dù sao hắn không trực tiếp giết người không lâu lắm đã thả ra nhưng theo hồ sơ lưu trữ thì người này không có vân tay chẳng thể nào xác định được danh tính thật sự thuần cẩu sư tôi lẩm bẩm xem ra đám chó mà hắn dạy này chính là những kẻ chết thay bản lĩnh của hắn thật lớn mặc dù án được kết nhưng tôi với tiểu đào chẳng thể vui nổi lúc chuẩn bị kết thúc thẩm vấn tôi nói chúng ta vào hỏi mấy câu đi tiểu đào gọi điều tra viên bên trong bảo họ đổi người chúng tôi bước vào tên ẻo lã ngồi trước mặt không nhịn được nói còn thẩm vấn cái gì nữa chẳng phải bọn ta đã thú nhận hết rồi sao hiệu suất làm việc của cảnh sát lại kém như vậy Tôi hỏi liền ba vấn đề, ngươi tên gì? Nghề nghiệp. Cả ba vụ án ngươi đều tham gia. Đây là một kỹ xảo thăm dò nói dối, trộn lẫn những vấn đề quan trọng và không quan trọng vào với nhau. Tên ẻo lã trả lời từng vấn đề một, nhưng nét mặt chẳng hề có chút gợn sóng nào, ánh mắt hắn cứ như vô hồn, ảm đạm vô quan, cũng rất ít khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi hỏi tiếp, tại sao phải bán mạng thay thuần tổ sư? Tên ẻo lã cười, ta không biết ngươi đang nói gì. Hoàng Tiểu Đào đặt một túi sữa tươi lên bàn, tôi phát động Minh Vương Chi Đồng, tên ẻo lả chợt hét ầm lên một tiếng chói tai. Sau khi tôi thu hồi đôi mắt, nét mặt hắn đại biến, nói bằng giọng khủng hoảng, chủ nhân, chủ nhân, tôi vĩnh viễn là con chó trung thành nhất, tôi sẽ không phản bội ngài, go go go. Tối với Tiểu Đào nhìn nhau, người này lại phát điên. Tôi định đi qua xác nhận một chút thì tiểu đào ngăn lại nói, đừng động vào hắn, camera vẫn đang mở, anh đụng đến hắn thì khó mà ăn nói. Tôi bất lực vỗ trán, minh vương chi đồng tôi đã dùng qua nhiều lần, mặc dù ánh mắt của tôi khiến người ta cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ, nhưng tâm trí người bình thường hoàn toàn có thể cản lại, làm một người phát điên là lần đầu tôi gặp. Nhìn động tác cứ như con chó của tên ẻo lả, tôi đột nhiên hiểu ra, la lên, hắn bị thuần cẩu sư tẩy não. Cái gì? Tiểu Đào cả kinh. Đây chính là bản lĩnh của thuần cẩu sư, hắn dốt người ta lại, dùng đủ loại thủ đoạn cưỡng ép họ phục tùng thủ đoạn này gọi là huấn luyện. Mỗi con người chúng ta đều có một lớp tường tâm lý bảo vệ, gọi là lực ý chí, lực ý chí này mạnh yếu tùy theo từng người. Kẻ huấn luyện sẽ dùng mọi thủ đoạn để phá vỡ bức tường tâm lý này, khiến họ dần dần mất đi nhân cách, biến thành những con chó nghe lời. Ý thức bản thân được tạo thành thông qua hành vi, người sáng lập nên liệu pháp hành vi là nhà tâm lý học người Mỹ Quát Sơn từng nói, cho tôi một chục đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh, một môi trường theo ý tôi để nuôi dạy chúng tôi đảm bảo có thể tùy ý huấn luyện chúng thành bất cứ một con người nào, bác sĩ, luật sư, nhà nghệ thuật, thương nhân lớn hay thậm chí ăn mày hoặc tướng cướp. Thuần cẩu sư không nghi ngờ gì là một kẻ cao thủ huấn luyện, giờ thì rốt cuộc tôi đã hiểu ra vì sao hắn có thể khiến một người biến mất vô tung vô tích mà không cần giết, đó là biến họ thành chó. Việc này so với thôi miên còn kinh khủng hơn, một người khi đã bị huấn luyện thành công thì coi như là phế bỏ. Hoàng Tiểu Đào đang nghe chuyện trên TV Audio CV che miệng nói, sự việc đáng sợ như vậy thật sao? Tôi gật đầu, em đã nghe hội chứng Stockholm bao giờ chưa? Tiểu Đào cao mày, hình như đã nghe qua đâu đó. Năm 1973, có hai tên cướp xông vào ngân hàng lớn nhất thành phố Stockholm, bắt giữ bốn nhân viên làm con tin, dằn co với cảnh sát hơn 100 tiếng đồng hồ, sau đó chúng đầu hàng. Nhưng bốn con tin lại nảy sinh lòng thương hại với hai tên cướp chẳng những từ chối tố cáo chúng tại tòa án, mà còn bào chữa cho chúng. Một nhân viên nữ trong số đó thậm chí đính hôn với một tên cướp trong khi chờ xét xử. Chuyện này đã gây chấn động với giới tâm lý học, nó được mệnh danh là hội chứng Stockholm, sau đó đã được nghiên cứu tìm ra nguyên nhân. Trong đầu mỗi người đều có một cái vang tâm lý hướng tốt bỏ xấu, một khi gặp trường hợp bị đặt vào hoàn cảnh vượt quá giới hạn chịu đựng của con người, mà kẻ gây án lại ban cho họ một chút ân huệ nhỏ ví dụ như một bát cơm hay một cốc nước, cái vang này sẽ bị mở ra. Người bị bắt giữ sẽ sinh ra cảm kích đối với hung thủ, lệ thuộc hung thủ, tin tưởng và tuân theo răm rắp. Đó là một quy trình đảm bảo an toàn của chính mình, bất cứ ai kể cả tôi, tiểu đào hay người có ý chí kiên cường như Vương Nguyên Thạch một khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, dưới sự huấn luyện kiên trì và lâu dài đều sẽ có ngày bị khuất phục. Các tổ chức MLM trá hình hay tà giáo thường sử dụng thủ đoạn này để tẩy não con người, nhốt người ta lại, bắt họ làm đủ chuyện, hàng ngày ra trả truyền bá một mớ lý thuyết hảo huyền, lâu ngày những người đó sẽ bị sợi chỉ vô hình siết chặt suy nghĩ. MLM, tổ chức kinh doanh đa cấp, cho nên thường có chuyện thành viên đa cấp được giải cứu lại quay về tổ chức, thậm chí còn tự thành lập ra một tổ chức đa cấp để đi hại người khác. Tiểu đào thất kinh, thật đáng sợ nói cách khác người bị thuần tổ sư mang đi thì dù có quay về cũng sẽ không đứng ra làm chứng có điều thật ra vẫn còn biện pháp cứu vãn chính là lấy độc trị độc dùng phương pháp huấn luyện để biến người đó trở lại bình thường nhưng việc này hiển nhiên là phạm pháp nếu quả thật tới lúc vãn bất đắc dĩ tôi mới cân nhắc tới nó lúc đó tôi không ngờ tới tiểu đào giống tôi cũng đang lên một kế hoạch lớn trong đầu hơn nữa cùng là thủ đoạn không hợp pháp bốn kẻ chết thay bị giam tiểu đào tiếp tục dẫn tổ chuyên án đi điều tra phụ huynh của tứ đại ác lúc sắp đi nàng bảo tôi anh yên tâm em sẽ dốc toàn lực điều tra mang tứ đại ác này về quy án tôi nhắc nhở em phải chú ý giữ gìn sức khỏe tận dụng thời gian mà nghỉ ngơi đừng quá liều mạng còn trẻ mà đã chết sớm hàng năm anh lại tốn tiền mua hoa viếng tiểu đào bật cười em biết mà còn phải cố sống để nhận hoa của anh chứ tôi trở về cửa hàng hiện giờ công việc kinh doanh đã khá vững, căn bản không cần quá phí tâm. Vương Đại Lý và Lạc ưu ưu ngày nào cũng cuốn quyết, tôi giao phó qua loa công việc cho nhân viên, tự mình chạy tới siêu thị mua một con gà ác và ít thuốc bắc để tẩm bổ cho tiểu đào. Quay về phòng, bất ngờ phát hiện Vương Đại Lý đang ở trong, nằm trên giường tay cầm cuốn sách nổi tiếng, cố giả vờ ngạc nhiên nói, cô, hôm nay ngươi không phải đi phá án sao? Tôi nhìn xung quanh phòng, nói, ra đây đi, Lạc ưu ưu một cánh cửa tủ quần áo mở ra, lạc ưu ưu đứng bên trong lè lưỡi, tống học trưởng, sao mắt anh cú vọ thế, lại biết em ở đây. Tôi cười, họ vương kia cầm sách còn ngược, bày đặt gì chứ? Vương đại lý lúng túng giải thích, nói hai người chỉ ở trong phòng tán gẫu, tôi cũng chẳng rảnh vạch trần họ, đi vào bếp nấu thuốc. Tài nấu ăn của tôi quả thực không ổn, tất cả quá trình đều dựa trên bay đu, cuối cùng bỏ hết nguyên liệu vào nồi đun lên. Lạc ưu ưu ngửi thấy mùi thơm, đi vào nói tống dương học trưởng thật chu đáo còn hầm canh thuốc bắt cho bạn gái ăn đại lý trước giờ chưa hề nghĩ tới vương đại lý cao mày dương tử ngươi cố tình gây khó dễ cho ta đúng không tôi khoát tay tình cờ mà thôi ta đâu có biết hai người hôm nay lại ở đây vương đại lý nói ưu ưu ta ra ngoài đi dạo đi họ đang định đi tôi gọi lại phải rồi tới đây các ngươi cẩn thận một chút đừng đi một mình ra ngoài Tốt nhất là nên mua dùi cui điện hay bình xịt hơi cay mà phòng thân. Vương Đại Lý hỏi, ngươi lại đụng vào ai à? Tôi không nói cho hắn biết, chỉ mở hồ có một dự cảm thuần cẩu sư tới sẽ là một trận đánh ác liệt. Bốn tên phú nhị đại chỉ là khởi động trận chiến mà thôi, tôi không muốn vì mình lại ảnh hưởng tới người thân xung quanh, như vậy sẽ vô cùng ấy nấy. Bốn giờ chiều, tôi xách một bình giữ nhiệt tới cục cảnh sát, tiểu đào vừa kết thúc một cuộc họp, thấy tôi xách canh gà tới thì vừa mừng vừa lo, che miệng, cố ý làm cho em. Tôi lúng túng gãi đầu, lỡ tay nấu nhiều quá, mang một ít cho em nếm thử. Tiểu Đào cười hì hì, chọc chọc tôi, đàng hoàng thừa nhận cũng được mà. Em lại chẳng biết thừa hàng ngày anh toàn ăn đồ mua sẵn. Nàng quay vào phòng làm việc thưởng thức canh, tôi hỏi mùi vị thế nào, Tiểu Đào xúc một thì đưa tới, tự anh nếm thử thì biết. Tôi rất lo có người đột nhiên đi vào, nhìn trái nhìn phải một hồi mới dám uống một ngụm tôi nói có vẻ hơi nhạt lần sau anh sẽ chú ý hơn tiểu đào cười nói được anh tự tay hầm canh em cảm thấy ngon hơn sơn hào hải vị uống xong tiểu đào nháy mắt phải rồi có tin tốt nói cho anh biết hiện giờ trên tay em đã có một đầu mối có thể trở thành then chốt để vặn ngã tứ đại ác nhân tôi hỏi đầu mối gì vậy nàng tinh nghịch không nói cho anh biết giờ em cũng phải học cách vòng vo của anh mấy ngày tiếp theo tổ chuyên án vẫn dốc sức điều tra tôi thì thi thoảng ghé thăm tiểu đào điều tra chi tiêu là một công việc khá rườm rà nhất là đám người có tiền mỗi người có tới mấy tài khoản thanh toán phải kiểm tra từng cái một cho nên thường thường bên kiểm toán muốn điều tra một tham quan phải tốn mấy tháng trời trong quá trình điều tra ngoài ý muốn còn phát hiện một số khoản hối lộ nhưng để tránh đánh trắng động cỏ những chuyện này tạm thời chưa tung ra sáng hôm sau tiểu đào gọi điện cho tôi hưng phấn nói Tống Dương, chúng ta có nhân chứng rồi. Tôi lập tức chạy tới cục, tiểu đào mang một tập tài liệu cho tôi xem, đây là điều tra của tổ về chi tiêu một tháng nay của tầng quốc trụ. Nàng chỉ vài khoản chi, những khoản này đều chuyển cho một công ty nước ngoài, tổng số lên tới 16 triệu, nhưng qua điều tra, công ty này không hề tồn tại. Tôi nói, là một công ty ma, lấy danh nghĩa đầu tư để nhận tiền, đây chính là thủ đoạn mà tổ chức này hay sử dụng. 16 triệu chia hết cho bốn thì ra giá bảo kê của tổ chức cho một người là 4 triệu, thật đúng là công khai. Quan hệ giữa tứ đại ác nhân là lợi ích tập thể, một kẻ bị bắt thì những kẻ còn lại cũng sẽ xa lưới. Tần Quốc Trụ để bảo vệ con mình mới cắn răng chi ra số tiền lớn như vậy. Tiểu Đào cười nham hiểm, chỉ riêng chi tiêu chưa đủ, tới lúc đó hắn có thể sẽ nói đó là tiền mình nuôi tiểu tam hoặc tiền hối lộ. Chúng ta còn cần có nhân chứng, thư ký của Tần Quốc Trụ đã đồng ý hợp tác tố cáo ông chủ bao che tội phạm, tiêu hủy chứng cứ và thuê sát thủ. Tiểu đào dẫn tôi đi gặp nhân chứng, thư ký của Tần Quốc Trụ là một người đàn ông cao gầy, tóc bóng mượt, hành vi hơi có chút bất thường. Theo anh ta kể, sáng ngày 13 tháng 7 và tối ngày 17 tháng 7, Tần Quốc Trụ đã gặp gỡ một người đàn ông thần bí. Anh ta nghe lén được cuộc nói chuyện giữa họ, đại khái nội dung là con của Tần Quốc Trụ giết người, đối phương là cao thủ chuyên xóa dấu vết, ra giá 4 triệu cho một người. Lần gặp mặt thứ hai, người thần bí nói chuyện khó giải quyết, hắn định tìm mấy người thế tội, tiền thù lao phải tăng, Tần Quốc Trụ lại phải móc ra 10 triệu. Tần Quốc Trụ cho rằng số tiền quá lớn, nổi giận đùng đùng, sau đó người thần bí nói nhỏ gì đó, Tần Quốc Trụ đột nhiên đồng ý. Tôi hỏi, có ghi âm lại không? Thư ký cười khổ, tôi nào dám, chuyện đáng sợ như vậy mà tôi thu âm, bị phát hiện chắc chắn sẽ mất mạng. Tôi tìm bức ảnh tống tinh thần chụp được, đưa cho anh ta xem, hỏi có phải người này không. Thư ký nhìn hồi lâu, nói, tôi không rõ, lần nào ông ta cũng đeo khẩu trang kín mặt. Tôi không khỏi hoài nghi, những lời này liệu có được chấp nhận ở tòa án không? Hoàng Tiểu Đào nói, án này vô cùng mang rợ, em nghĩ phiên tòa sẽ diễn ra rất thận trọng, chứng cứ gián tiếp trên tay chúng ta cộng với lời khai của anh ấy có lẽ là đủ. Tôi hỏi thư ký, tại sao anh tình nguyện đứng ra làm chứng? Lương tâm trỗi dậy à? Thư ký lén liếc Tiểu Đào một cái, động tác nhỏ này đã làm lộ ra một số điều, anh ta chống chế, tố giác tội phạm chẳng phải là bổn phận của công dân sao? Tôi nói, cảm ơn anh. Sau khi ra ngoài, tôi nhỏ giọng nói với Tiểu Đào, em dám dùng tiền thuê người giả làm nhân chứng. Thấy ngữ khí của tôi nghiêm nghị, Tiểu Đào cười, anh hiểu lầm rồi, em có bỏ tiền, nhưng tuyệt đối không phải là làm chứng giả. Thì ra là Tiểu Đào gọi điện cho Hoàng lão gia tiết lộ vụ án cho ông ấy. Tần quốc trụ là đối thủ cạnh tranh của hoàng gia, vừa nghe thấy có cơ hội đánh bật đối thủ liền vui mừng không xiết, dùng quan hệ của bản thân âm thần trợ giúp con gái, cuối cùng bỏ tiền mua chuộc được thư ký của tần quốc trụ. Hoàng tiểu đào cười lạnh, có tiền thì xui khiến được ma quỷ, đây là tần ngạo nam dạy em, em chỉ dùng gậy ông đập ông thôi. Tôi thở dài, việc này mà bại lộ, em đừng hòng làm cảnh sát nữa. Tiểu đào nói, lấy thủ đoạn phi thường đối phó kẻ bất thường, chúng ta cứ bị động như vậy, tiếp tục tới một ngày bốn tên chết thay ra tòa, chúng ta thật chỉ có thể nhìn hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Tôi bất đắc dĩ gật đầu, anh ủng hộ em, cũng sẽ giữ bí mật cho em. Tiến triển sau đó vô cùng thuận lợi, tiểu đào xin được lệnh bắt, bắt bốn tên phú nhị đại và Tần Quốc trụ về, đồng thời còn mở họp báo, công bố vụ án cho toàn xã hội để tạo áp lực dư luận. So với một tiểu đào lúc mới quen, Nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng mặc dù lần này dùng thủ đoạn âm hiểm thì vẫn xuất phát từ trái tim ghét ác như thù, giống y như lúc đầu, khiến tôi vô cùng khâm phục. Dưới sự lên án của xã hội, bốn tên phú nhị đại như chuột chạy qua đường, công ty của cha chúng cũng bị liên lụy, cổ phiếu tụt dốc, nhân viên nghỉ việc, doanh nghiệp cung ứng ngừng hợp tác. Bên cạnh đó, rất nhiều người đã quyên góp từ thiện trên Sina Weibo cho sáu nạn nhân, chỉ mấy ngày đã gom được vài triệu tệ tất cả xã hội đều biểu đạt một phần chính nghĩa. Chúng tôi cũng thấy vui mừng, thế giới này vẫn còn chính nghĩa, cái ác cuối cùng đã bị trừng phạt. Ngày 15 tháng 8, phiên tòa xử vụ án tứ đại ác nhân chính thức diễn ra, tôi và Tiểu Đào tới dự kháng. Đại diện viện kiểm sát là bạn cũ của trịnh cục phó, nổi tiếng cương trực trong giới tư pháp, miệng lưỡi đanh thép bác bỏ từng lời bào chữa của luật sư. Quan tòa gọi nhân chứng tới, nhưng không có phản hồi, đúng lúc này một cảnh sát đi tới nói nhỏ với thẩm phán mấy câu tòa án tuyên bố tạm thời hoãn xét xử không khí vốn đang cao trào bỗng nhiên lắng xuống mọi người bàn tán xôn xao không biết đã xảy ra chuyện gì hoàng tiểu đào gọi mấy cuộc điện thoại cũng không hiểu chuyện gì xảy ra tôi phát hiện tần ngạo nam ngồi chỗ bị cáo nhếch mép cười trong lòng có linh cảm không tốt tiểu đào nhận được một cú điện thoại nghe mấy câu rồi quay qua nói tống dương xảy ra chuyện rồi xe chở nhân chứng trên đường bị xe tải gây tai nạn, nhân chứng và mấy cảnh sát chết tại chỗ. Tôi thật không thể tin vào tai mình, hét, lại là tên chó thuần cẩu sư. Giờ tới hiện trường cũng chẳng có ý nghĩa, hoàng tiểu đào mắng, đáng chết, thất bại trong gan tất. Nhân chứng trong vụ án không thể có mặt, vụ án bị kéo dài vô thời hạn. Bốn tên phú nhị đại và tần quốc trụ phách lối đi ra ngoài, đối mặt với một đám phóng viên, tần ngạo nam còn giơ ngón tay thối. Hoàng tiểu đào nhìn mà ứa gan, siết chặt nắm đấm. Đột nhiên có một thứ ném ra từ đám đông, đập vào mặt tầng quốc trụ, thì ra là một quả trứng thối, một người đàn ông tức giận mắng, các ngươi sớm muộn sẽ gặp quả báo. Tầng quốc trụ hét, cảnh sát đâu rồi, có còn vương pháp không vậy? Quần chúng phẫn nộ liên tục ném đồ vào người bọn chúng, mấy tên bị bức lùi vào trong tòa, chợt tôi phát hiện có một quả bom xăng ném tới. Phần một tiếng, quả bom xăng vỡ ra trên bậc thang, Lửa bốc hừng hực, khiến mọi người sợ hãi né tránh. Giết con gái của ta, ta liều mạng với các ngươi." Một giọng nói oang oang vang lên, chỉ thấy Vương Học Binh lao ra từ trong đám đông, hai tay cầm hai lưỡi lê 63, đằng đằng sát khí nhảy qua ngọn lửa, đâm tới. Tần Quốc Trụ hét lên một tiếng, ông chặt cánh tay chảy máu, gào, "Giết người, giết người." Vương Học Binh giơ chân đạp Tần Quốc Trụ sang một bên, mục tiêu của ông ta là bốn tên phú nhị đại tiểu đào đứng một bên nhìn không có dấu hiệu gọi điện thoại tôi nói mau gọi người chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra ngay trước cửa tòa án đây là sự sỉ nhục với ngành tư pháp đấy tiểu đào cắn răng nói đáng đời bọn chúng tôi nói đổi mạng bốn tên cặn bã lấy mạng một lão anh hùng có xứng đáng không hoàng tiểu đào bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi rút điện thoại ra gọi người tới chi viện đối mặt với người cha một lòng báo thù Bốn tên phú nhị đại như gà con gặp cắt, chạy tán loạn. Cảnh sát của tòa án chạy tới muốn khống chế Vương Học binh, nhưng ông ta như hung thần ác sát, chẳng ai dám lại gần. Tần Ngạo Nam lão đảo lao xuống bậc thang, Vương Học binh một lòng muốn giết hắn, giơ lưỡi lê xông tới, Tần Ngạo Nam hét lên một tiếng chạy xuống đường. Người đi đường hốt hoảng tản ra, tôi với tiểu đào đuổi theo sát nút. Vương Học binh không hổ là cựu chiến binh bảo vệ tổ quốc, chạy rất nhanh khiến tôi không theo kịp chỉ thấy tiểu đào rút súng ra hô, bỏ vũ khí xuống. Ba người biến mất trong một con hẻm nhỏ, đột nhiên vang lên tiếng súng bên tai, tôi chợt có một linh cảm chẳng lành. Khi tôi chạy tới nơi, trông thấy Vương Học binh ngã dưới đất, ông ngực thở dốc, Tần Ngạo Nam thì ngồi dựa vào tường, đầu vẹo sang một bên giữa trán có vết đạn đen ngòm, da thịt xung quanh cháy xém. Hoàng tiểu đào thì cầm súng trong tay, nòng súng vẫn còn bốc khói, kinh hoảng nói: "Tống Dương, người không phải em giết, anh phải tin em." đối mặt với tình cảnh này đầu óc tôi hỗn loạn nói đừng xung động anh hỏi em có phải em nổ súng không hoàng tiểu đào run rẩy nói không em có thể thề phát súng kia là em bắn chỉ thiên hắn lại đột nhiên ngã xuống tôi như bị đấm một cú mạnh vào mặt đây là cái bẫy thuần cẩu sư sắp đặt từ trước hắn đã chính thức tuyên chiến với chúng tôi tôi nhìn thẳng vào mắt tiểu đào nói anh nhất định sẽ minh oan cho em sau khi tiểu đào bị tạm giam tôi và vương học binh cũng phải về cục lấy lời khai điều tra viên lấy khẩu cung khá quen với tôi cười khổ tống ca chẳng ai ngờ lại có chuyện này xảy ra đắc tội rồi tôi thở dài không sao cứ theo chức trách mà làm việc tôi sẽ hết sức phối hợp tôi khai rõ tình huống lúc ấy cảnh sát hỏi lúc anh chạy tới ngoài người chết vương học binh và hoàng tiểu đào không nhìn thấy ai khác tôi gật đầu tôi không nhìn thấy tôi cố nhấn mạnh hai chữ nhìn thấy đây là một vụ giá họa được thiết kế tinh xảo hiện trường nhất định là có người thứ năm điều tra viên hỏi tiếp súng của hoàng tiểu đào lúc đó ở trạng thái vừa khai nòng tôi lại bất đắc dĩ gật đầu đúng thật tốt cảm ơn anh đã hợp tác điều tra viên đóng cuốn sổ ghi chép lại tôi vội hỏi vụ án này vụ này bây giờ do hình đội trưởng tiếp quản hơn nữa tôn cục trưởng còn đặc biệt dặn dò không cho anh tham gia điều tra viên nói tôi cảm thấy mất hết ý chí bày tỏ nguyện vọng được gặp tiểu đào điều tra viên từ chối bởi tôi là nhân chứng quan trọng cộng thêm mối quan hệ thân thiết giữa tôi với nàng trong thời gian nhạy cảm này tuyệt đối không được gặp không chỉ có tôi băng tâm và vương nguyên thạch cũng không được gặp tiểu đào tôi định đi tìm tôn lão hổ tới cửa phòng làm việc thì có người gọi lại quay đầu nhìn thì là hình đội trưởng ông ta nói tống dương hiện giờ cục trưởng không có trong phòng Ông ấy đi đâu, tới hiện trường ư? Hình đội trưởng nhíu mày, xin lỗi, cái này bất tiện tiết lộ, vụ án xảy ra trong hệ thống công an, vụ xét xử bốn phú nhị đại chính là xử trên đầu sóng ngọn gió, cậu không thấy lời khen trên Weibo sao? Càng như vậy chúng ta càng phải công bằng và cởi mở, cho nên lần này xin cậu hãy lánh mặt một chút đi. Tôi hiểu rồi. Hình đội trưởng vỗ vỗ vai tôi, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra được manh mối cáo từ hình đội trưởng tôi gọi điện cho tôn lão hổ thì thấy tắt máy chạy tới phòng thí nghiệm tìm băng tâm thì một pháp y nói nàng vừa mới nghĩ gọi điện cũng không được xem ra là tôn lão hổ đã sắp xếp để loại tôi khỏi vụ án mặc dù có thể thông cảm với dụng ý của họ nhưng bản thân không làm được gì khiến tôi như đưa đám ra khỏi thị cục bên ngoài có một nhóm phóng viên trông thấy có người đi ra liền vây lại hỏi này hỏi kia tôi nói xin lỗi tôi không phải là cảnh sát chỉ tới đây có công chuyện rất may là phóng viên không biết nên mới buông tha cho tôi. Trở về cửa hàng, Lạc Ưu Ưu đang lướt quay bô, do hôm nay là ngày xét xử bốn phú nhị đại, gần như tất cả mọi người đều chú ý theo dõi chiều hướng vụ án, cô bé hỏi tôi, "Tống Dương học trưởng, trên Weibo nói bốn tên phú nhị đại được phán vô tội, thả ra." Có cảnh sát nhất thời kích động bắn chết một tên trong số đó, là thật à?" Tôi không biết trả lời như thế nào, liền xua tay, "Đều là tin đồn nhảm, không có chuyện đó đâu." Cả ngày đầu óc tôi chẳng thể tập trung, cứ ngồi ngẩn ngơ trong cửa hàng, tối cũng không ngủ được, cứ nghĩ tới giờ này tiểu đào đang phải mang còng tay ngồi trong phòng giam lạnh ngắt là không tài nào chợp mắt. Cứ thao thức tới tận 4 giờ sáng, tôi quyết định mặc kệ tất cả, tự mình đơn độc điều tra, liền mặc quần áo đi tới hiện trường. Chạy tới cửa tòa án, trời mới tờ mờ sáng, trên đường không một bóng người, nơi bị ném bom xăng hôm qua vẫn còn lưu lại một mảng cháy đen. Tôi đứng đó nhớ lại tình cảnh hôm qua, đối diện tòa án là một trục đường chính nếu như nói đây là một vụ giá họa có tính toán từ trước hung thủ phải làm sao để thao túng tầng ngạo nam và vương học binh chạy tới địa điểm gây án tôi đi đi lại lại trên đường vẫn không nghĩ thông được vấn đề này đi tới hiện trường vụ án con hẻm đã bị chăn dây cảnh giới nhưng giờ này vẫn chưa có ai tôi bọc giày cẩn thận đeo găng tay rồi chui vào nơi tầng ngạo nam bị bắn chết là cuối hẻm tôi đứng đó nhìn về bốn phía trên lầu 2 có một cửa sổ lồi ra. Đây hẳn là bếp của một hộ dân sinh, cửa sổ đã bị vỡ, dán lại bằng lớp giấy ni lông, khói dầu bám đầy. Lúc đó vị trí của tiểu đào gần như là chính dưới cửa sổ, nếu phải giá họa, cửa sổ lồi ra này là nơi mai phục tốt nhất. Lúc đó tôi chắc chắn chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, cho nên hẳn là hung thủ đã dùng nòng giảm thanh. Nhưng có một điều tôi không nghĩ ra, đó chính là rảnh nòng súng, mỗi cây súng có một rảnh nòng khác nhau, tương tự như vân tay, đạn từ súng nào bắn ra hoàn toàn có thể kiểm tra được. Bây giờ tôi không được xem biên bản giám định của cảnh sát, nhưng theo tôi nghĩ, thuần cẩu sư cao minh như thế, nhất định sẽ không bỏ qua chi tiết này, chắc chắn hắn phải có thủ đoạn nào đó đánh tráo. Hiện trường không có quá nhiều manh mối, tôi định lên lầu 2 xem xét, nếu như đó là điểm mai phục của hung thủ, nhất định là nó sẽ trống. Tôi đi vòng qua khu nhà bên cạnh, tới trước mặt khu dân cư, hết sức nhẹ nhàng cậy mở khóa cửa lẻn vào điều làm tôi thất kinh là căn nhà này lại có người ở trong phòng phát ra tiếng hai người ngáy trên bàn có hộp đồ ăn cùng với trái cây hành vi này của tôi đã cấu thành tội tự tiện xâm nhập gia cư bất hợp pháp liền lôi một cái khăn tay ra che mặt trón rén đóng cửa lại cảm giác làm trộm quả nhiên rất bất an đề phòng mỗi bước chân tôi cũng không dám thở mạnh trong đầu thầm quyết định nếu chủ nhà thức giấc sẽ dùng minh vương chi đồng dọa họ sau đó chạy trốn tôi vô cùng chậm rãi đi xuyên qua phòng khách lúc ngang qua phòng ngủ thấy một đôi nam nữ nằm ôm nhau trên giường tường còn treo ảnh cưới trong phòng rất tối nhưng không ảnh hưởng tới sức nhìn của tôi trong phòng quả thật giống như một môi trường sống lâu dài của cặp vợ chồng sau đó tôi tiến vào bếp cũng chính là nơi có thể nhìn xuống hiện trường vụ án nhìn tấm ni lông che cửa sổ ngửi ngửi cũng không có mùi thuốc súng kiểm tra một lượt trong bếp không có nơi nào đặc biệt gây chú ý dầu mỡ bám cả mảng lớn trên tấm ni lông, nếu như xé ra dán lại ắt sẽ biết. Vì vậy liền lặng lẽ ra khỏi phòng, khép cửa lại, định lên lầu ba xem xét một chút. Ban công lầu ba cũng là một nơi có thể mai phục, mặc dù hiệu quả không được như căn bếp. Vừa cậy cửa phòng trên lầu ba thì đột nhiên có tiếng nói của người già, Huệ Trân, về rồi à. Tôi giữ im tư thế không dám động đậy, tim đập thình thịch. Trong phòng là một loạt đồ gia dụng hồng một kiểu xưa, có vẻ là một người già neo đơn tiếng nói vừa rồi khá hàm hồ tôi cũng không biết là người tỉnh hay nói mớ do dự một hồi tôi vẫn quyết định đi vào ra ban công kiểm tra một lượt cũng không có gì đặc biệt trong phòng ngủ phát ra tiếng ngủ say nghiến răng của ông lão nhưng vừa quay trở vào đột nhiên một bóng người đen sì xuất hiện ở cửa trong tay cầm một vật tách một tiếng ánh sáng flash lóe lên thì ra là một cái điện thoại di động hắn chụp lại cảnh tôi tự ý xông vào nhà dân nhược điểm lớn nhất của động u chi đồng là sợ ánh sáng chói hai mắt tôi hoàn toàn mờ tịt lơ mơ nhìn thấy người kia mặc một bộ áo choàng dài hai tay đút vào túi không nói tiếng nào quay đi tôi vội vàng đuổi theo ra đến cửa khu nhà quan sát xung quanh đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau xin chào tống dương ta là thuần cẩu sư tôi vội quay đầu nhìn một gã đàn ông trung niên đang đứng tựa vào tường miệng ngậm điếu thuốc gương mặt của hắn cực kỳ phổ thông giống như một người bán hàng có thể tùy tiện gặp ở chợ duy chỉ có ánh mắt là rất lạnh lùng tôi không ngờ tới thuần cẩu sư lại khinh địch như vậy dám xuất hiện trước mặt mình liền nói tại sao phải giá họa hoàng tiểu đào thuần cẩu sư cười lạnh ta giá họa cô ta rõ ràng tự cô ta xung động nhất thời giết chết thân chủ của ta ngươi thử nghĩ mà xem sao tự nhiên ta lại đi giết thân chủ của mình như vậy tổn thất biết bao nhiêu tiền lúc nói biểu hiện của hắn vô cùng điềm tĩnh không có dấu hiệu nói dối nhưng tôi lại không cho rằng hắn nói thật tên này hẳn đã trải qua huấn luyện đặc biệt nói dối mà không biến sắc tôi hỏi nói như vậy là ngươi thừa nhận đang ở đây để rửa tội thay cho bốn tên phú nhị đại vừa nói tay tôi vừa thò tay vào túi lén mở ghi âm thuần cẩu sư liếc mắt liền đoán được mánh khóe của tôi tiểu tử vì thưởng thức ngươi mà ta mới đích thân gặp mặt ngươi lại mở ghi âm như vậy quá không có thành ý Tôi thở dài một tiếng, lôi điện thoại ra tắt đi trước mặt hắn. Thuần cẩu sư cười lạnh, vậy còn tạm được. Nói tiếp chuyện vừa rồi. Tôi nghiêm mặt. Xin lỗi, ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Nhưng ta có thể tiết lộ cho ngươi một chuyện, tổ chức giao mệnh lệnh cho ta không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ ngươi, có điều ngươi biết đấy, ta là người trọng nhân tài, nếu ngươi chịu gia nhập tổ chức. Đừng nằm mơ. Không đợi hắn nói hết câu, tôi hét lên. Thuần Cẩu sư đút tay vào túi, nói: "Người trẻ tuổi đừng quá vọng động, gia nhập chúng ta, Hoàng tiểu đào liền có thể vô tội, hơn nữa chuyện này đối với ngươi mà nói, chỉ có lợi." Tôi cười lạnh, nói nghe thử. "Ta đã tốn khá nhiều thời gian để giải quyết ngươi, thậm chí không tiếc vứt bỏ mấy quân cờ." Thuần Cẩu sư tiếp lời. Nghe hắn nói vậy, trong lòng tôi cả kinh, thì ra việc đặng siêu tập kích cũng là do hắn sắp xếp. Thuần Cẩu sư lại nói: "Càng hiểu ngươi, ta lại càng thưởng thức ngươi. Ngươi là một kỳ tài hiếm có, nếu ta nói sẽ cho ngươi tiền tài vật chất thì đồng nghĩa với sỉ nhục ngươi. Thực ra sâu trong nội tâm, ta với ngươi đều là người giống nhau, cả hai đều không chịu sự trói buộc của những quy tắc, khát vọng hắc ám, chỉ có điều chúng ta không chọn cùng một con đường, hiện giờ ngươi làm tất cả cũng chỉ là giúp người khác mặc váy, như vậy có đáng không? Chắc hẳn ngươi đã sớm cảm nhận được sự mềm yếu của luật pháp, chính nghĩa chỉ là tự mình nói dối để an ủi, cái thế giới này cần bàn tay bạo lực sửa chữa. Tôi nghiến răng, tất cái mớ lý thuyết biến thái của ngươi lại, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Thuần Cẩu sư chậm rãi lấy điếu thuốc trong miệng xuống, ngươi có thể dùng thân phận bí mật gia nhập tổ chức, chuyện này sẽ không có người thứ ba biết, ngươi vẫn sẽ là cố vấn hình sự, tổ chức có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều tài nguyên, biến ngươi thành trinh thám xuất sắc nhất lịch sử, án ngươi phá còn nhiều hơn trước gấp bội. Cái quan trọng hơn là Ngươi có thể tự tay nắm giữ vận mệnh người khác trong tay mình, cảm giác của một vị thần đó, trải qua sẽ trở nên nghiện. Trong lòng tôi lửa giận bốc lên nguồn ngục, la lớn, đừng có ở đây khu môi múa mép, trong mắt của ta, các ngươi mới là ung nhọc lớn nhất cõi đời, ta sẽ không bao giờ cùng các ngươi làm bậy. Lời nói này, Tống Gia không phải chỉ có mình ngươi từng nói, ta cho ngươi biết một bí mật, thực ra Tống Gia các ngươi sớm đã có người gia nhập tổ chức, bằng không làm sao Tống Gia tồn tại được tới ngày nay. Thuần Cẩu Sư nở một nụ cười trào phúng. Tôi kích động hết, ngươi nói láo. Tại sao ta phải lừa ngươi chứ, thực ra người đó chính là. Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau bịt lấy miệng tôi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy gương mặt lạnh như băng của tống tinh thần, tôi như bị sét đánh ngang tai, điều này làm sao có thể. Trên tay tống tinh thần có bột miệng, tôi liều mạng giải dụ, biết rằng một khi rơi vào tay Thuần Cẩu Sư sẽ vạn kiếp bất phục. Tống tinh thần lạnh lùng ra lệnh hít vào đi ngươi trúng độc rồi tôi sững sờ hít sâu một hơi một luồng khí mát lạnh xông thẳng lên não lúc này mới ý thức được vừa rồi tinh thần có chút mơ hồ khác thường tống tinh thần đẩy tôi ra sau lưng đường đao bên hông hắn đã rút ra mấy cm nói trong túi hắn có tán hồn hương tôi đã đọc được thứ này trong sách nó là một loại hương không vị không mùi người hít phải tim sẽ đập nhanh hơn tâm tình kích động dẫn tới mất đi lý trí và năng lực phán đoán thuần cẩu sư móc ra một cái ống trúc nhỏ đang tỏa khói trắng cười võ tống nhất mạch quả nhiên danh bất hư truyền sau đó bịt cái ống trúc lại tống tinh thần rút đau ra lạnh như băng nói ta rất bội phục sự dũng cảm của ngươi hy vọng thân thủ của ngươi cũng tốt như vậy thuần cẩu sư lắc lắc ngón tay ngươi không thể giết ta bởi trong tay ta có con tin tôi nói ta không tin thuần cẩu sư mở miệng đếm một hai ba đột nhiên điện thoại của tôi vang lên không phải cuộc gọi thường mà là video cung từ quy quy mở ra xem trên máy là cảnh vương đại lý đang ngủ say một con dao kề vào cổ hắn chỉ cách mấy cm hình ảnh nhảy một cái chiếu tới tôn băng tâm nàng cũng đang ngủ một tia hồng ngoại chiếu thẳng vào trán hình ảnh lại tiếp tục chuyển tới tôn lão hổ ông ta đang ngồi ở bàn làm việc vừa hút thuốc vừa uống trà đặc trên tay là mấy phần tài liệu hoàn toàn không để ý tới điểm sáng hồng ngoại trên Thái Dương. Tôi hít một hơi khí lạnh, người này quả là thâm sâu khó lường. Hắn đoán trước được tôi sẽ tới hiện trường, bố trí tất cả từ trước. Thuần cầu sư đắc ý, biết tại sao những kẻ tự xưng là chính nghĩa đều không đấu lại chúng ta không? Bởi vì các ngươi quá mềm lòng, thực ra ngươi hoàn toàn có thể giết ta ngay tại đây, ba mạng đổi lấy một mạng thuần cầu sư này, cũng coi như xứng đáng. Tôi siết chặt nắm đấm, ngươi muốn dùng tính mạng bạn bè ta để ép ta nhưng ta cảnh cáo ngươi giá trị của những con tin này chỉ có thể sử dụng một lần nếu như họ chết ta sẽ không từ thủ đoạn nào hủy diệt các ngươi thuần cẩu sư cười nói ngươi hiểu lầm rồi ta không phải loại tội phạm cấp thấp như vậy ta có phong cách hành sự của riêng mình hơn nữa như ta đã nói ta rất thưởng thức ngươi hy vọng ngươi gia nhập chúng ta bằng chính ý chí của bản thân tôi không nhịn được nói ta đã nói rồi khả năng đó không thể xảy ra tống dương chi bằng ngươi làm giúp ta một chuyện đi thuần cẩu sư bỗng dưng nói tôi nhíu mày hắn giải thích hiện ta có một khách hàng người này cứ cách bảy ngày nhất định phải gây ra một vụ án ta đã chùi đít cho hắn hết sức rồi tối qua hắn lại ra ngoài tìm thú vui hiện có một thi thể đang nằm trong công viên tụ bảo sơn ta muốn ngươi đi hủy chứng cứ trước cảnh sát để hắn khỏi bị bắt tại sao ta phải đáp ứng tôi cự tuyệt bởi trong ba người bạn của ngươi sẽ chết một người nếu ngươi từ chối ngươi hoàn thành nhiệm vụ thay ta họ sẽ được sống mà ngươi cũng sẽ được nhận thù lao ta cho ngươi một ngày ngoài ra ta đã chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe một tài xế trên xe có dụng cụ ngươi cần dùng còn có cái này thuần cẩu sư bước tới nhét một tấm thẻ phòng khách sạn vào tay tôi vỗ vai đừng để ta thất vọng tống đại thần thám nghe tiếng bước chân hắn xa dần tâm lý tôi vô cùng phức tạp nhưng bây giờ tôi chẳng có đường lựa chọn chỉ có thể đi về hướng bên ngoài khu nhà tống tinh thần ở phía sau la lên ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi biết việc này có ý nghĩa gì không tôi gật đầu nói bằng giọng mất mát biết có nghĩa là ta đã bước vào cạm bẫy của hắn sau khi thuần tổ sư đi khỏi tôi không rời khu nhà ngay mà dùng điện thoại chụp lại dấu chân của hắn dùng găng tay cao su thấm một chút đất mà giày hắn lưu lại tháo ra bỏ vào túi ni lông tôi với tống tinh thần đi ra bên ngoài trông thấy một chiếc mẹt đổ ven đường tài xế bên trong ngồi im như khúc gỗ cũng không có phản ứng gì có lẽ đây cũng là một con chó của thuần cẩu sư tôi định bước vào xe tống tinh thần chụp lấy vai khuyên bảo nghĩ kỹ lại đi tôi thở dài nói nhỏ ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn của mình tôi biết tại sao thuần cẩu sư lại phải ép tôi đi làm công việc này hắn là cao thủ tẩy não tẩy não phải bắt đầu từ hành động khi tôi từng bước tiếp nhận những công việc bẩn thỉu này, dần dần lập trường sẽ bị thay đổi. Hồi còn bé, nghe Kim Tiêu Hoàng Thiên Bá, ban đầu Hoàng Thiên Bá là một hảo hán, nhưng sau khi bị quan phủ bắt được, quan phủ sử dụng chiêu vừa đấm vừa xoa, dục cầm cố túng, dần dần biến Hoàng Thiên Bá trở thành một ưng khuyển của triều đình hai tay dính đầy máu huynh đệ mình. Con người một khi vượt qua ranh giới cuối cùng, sẽ nhanh chóng bị bôi đen, cho nên trong cuộc tỉ thí với thuần cẩu sư tôi luôn phải bảo vệ ranh giới đó, tranh giới cuối cùng của tôi là Lương Tri. Chúng tôi lên xe, tài xế bắt đầu lên đường, đi qua một cửa hàng gần đó, tôi nói, dừng một chút. Tài xế dừng lại, tôi đang định xuống xe thì hắn rút súng ra, chỉ vào tôi, nói, chủ nhân đã lệnh, ngươi không được xuống xe giữa đường. Tống Tinh thần lạnh lùng, muốn ta chém đứt tay ngươi không? Tôi nói, thôi, Tống Tinh thần, ngươi đi lấy dụng cụ cho ta, lát nữa gặp nhau ở công viên tụ bảo sơn vừa nói tôi vừa đưa vật chứng mới thu thập được cho hắn, đồng thời gõ một dòng chữ trên điện thoại cho hắn nhìn, thông báo cho ba người họ, có thể họ sẽ bị ám sát. Tống tinh thần nhận lấy bọc ni lông, không cảm xúc dặn dò, cẩn thận. Rồi xuống xe. Tôi được tài xế chở tới công viên, giờ này còn chưa có ai, sương mù dăng dày đặc. Mở cốp xe, bên trong có xăng, một cái xẻng, nước amin và các công cụ hủy thi diệt tích. Nước amin có thể tẩy xóa vân tay, và là lựa chọn tốt nhất để xóa vết máu. Tôi lấy số dụng cụ, đi vào trong công viên, tài xế luôn bám theo phía sau. Công viên rất rộng, tôi tìm một chỗ cao nhìn xuống, ghi nhớ từng địa điểm có khả năng vứt xác. Tìm một hồi, tôi chợt ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, nhìn kỹ xung quanh thì phát hiện một thi thể dưới gốc cây bị lấp bằng lá rụng. Bới đám lá ra, nạn nhân nhìn qua giống một cô gái trẻ, nhưng xương ít hầu trên cổ họng và hình dáng xương chậu lại là đàn ông chân tay và cổ nạn nhân đều có dấu vết bị trói người mặc váy màu hồng đầu đội tóc giả mặt trang điểm đậm chợt để ý giữa hai chân nạn nhân có vết máu tôi vén váy lên nhìn thì phát hiện bộ phận sinh dục đã bị cắt tận gốc một luồng nhiệt huyết nhất thời vọt lên trong đầu tôi tên hung thủ này chính là kẻ sát nhân xuyên giới tính đã ẩn tích nhiều năm hắn là một tên đồng tính luyến ái đặc biệt chọn những nam thanh niên tương đối điển trai thậm chí là cả thiếu niên mặc đồ phụ nữ vào hãm hiếp rồi sát hại. Mấy năm trước người này gây một vụ án mang rợ, sau đó trốn biệt tâm, không rõ tung tích, nghe nói vụ án nổi tiếng bé trai mặc váy đỏ chính là do hắn gây ra. Ngàn vạn lần tôi cũng không nghĩ tới hắn lại chạy tới Nam Giang, ngông cuồng gây án dưới sự che chở của tổ chức. Hít sâu mấy hơi ép tinh thần tỉnh táo lại, tôi bắt đầu kiểm tra thi thể. Nạn nhân chết được khoảng 4 tiếng, nguyên nhân tử vong là ngạt thở. Hung thủ cố định tư thế nạn nhân một cách đặc biệt, ví như ép chung tay chân ra phía sau, cưỡng ép tạo thành ngạc thở mà chết. Trước khi chết nạn nhân bị hành hạ một thời gian rất dài, bị xâm hại tình dục, từ vết thương cũ nhất cho thấy, có lẽ đã bị giam giữ khoảng 5, 6 tiếng. Cầm nạn nhân có thứ gì đó màu trắng, quệt lên ngửi, là bọt cạo râu. Vén váy lên, bộ phận sinh dục bị cắt mất bê bết máu, mà khiến cho người ta tức ngực đó là, bên trong lại có tinh trùng, xung quanh có mùi rượu, hình như là rượu vang. Chất tannin trong rượu vang có thể làm mạch máu co lại, hiệu quả cầm máu nhất định, xem ra hung thủ đã dùng rượu vang để rửa xung quanh vết thương. Tôi chăm chú khám nghiệm tử thi, bất giác quên đi hoàn cảnh của chính mình. Đột nhiên một cú đá văng vào sườn tôi, tài xế hung tận la lên, đừng có lề mề, thu dọn nhanh lên. Tôi ôm sườn, cắn răng nói, bảo ta tới hủy thu diệt tích thì phải làm theo cách của ta. Tài xế trừng mắt, đừng gạt ta, Ta nhìn thấy ngươi đang kéo dài thời gian thì có, nhanh lên, sắp có người tới đây rồi. Chợt có người đi tới, tài xế lập tức rút súng ra, người kia lại gần mới nhận ra đó là tống tinh thần, hắn ném túi dụng cụ của tôi dưới đất, bất thình lình đấm thẳng vào mặt tài xế. Tài xế dùng bán súng đánh trả, tống tinh thần bẻ quạt tay, dùng lưng hất hắn ngã xuống, tiếp đến đấm liên tiếp vào xương sườn tài xế, khiến hắn khóc thét. Tôi nói, đủ rồi. Tống tinh thần vẫn cố bồi thêm hai cú, Tôi nghe thấy tiếng xương sườn gãy răng rắc, rồi mới đạp tài xế văng qua một bên. Tống tinh thần trừng mắt, chạm vào tiểu thiếu gia một ngón tay nữa, ta sẽ làm thịt ngươi. Tài xế tức giận, giơ súng lên nhắm thẳng vào tống tinh thần, tống tinh thần chẳng hề biến sắc nhìn hắn, cả hai dằn co tới cả phút, tôi không khỏi lo thay cho tống tinh thần. Chợt phía xa vọng tới tiếng nói của mấy ông lão đi tập thể dục buổi sáng, sương mù vẫn còn dày, họ không trông thấy gì nhưng nếu có tiếng súng, tuyệt đối có thể nghe, tài xế lúc này mới thu súng lại tôi dùng xẻng đào một cái hố bỏ thi thể vào đổ nước amin lên cơ thể nạn nhân sau đó lấp đất tỉ mỉ khôi phục nguyên trạng thảm cỏ cuối cùng mở ô nghiệm thi ra xóa sạch dấu chân tôi phủi phủi tay tới gặp hắn đi thuần cẩu sư cho tôi tấm thẻ khách sạn gần đó đây là thẻ nội bộ của nhân viên phòng nào cũng mở được trên đó có một dãy số chúng tôi tới khách sạn lần này tài xế chờ ở bên ngoài Tôi tìm tới căn phòng theo số ghi trên thẻ, mở cửa ra. Một gã đàn ông bên trong hét lên, "A, à, sao các ngươi vào được?" Gã đàn ông nhìn qua chừng hơn 30 tuổi, hai mắt thâm sì, có vẻ như thức trắng cả đêm qua. Trong phòng không có gì đáng chú ý, trên bàn là cái cặp táp, hình như hắn đang đi công tác. Người này nhìn không quá giống hung thủ, trên người không có lệ khí như vậy. "Để khách sáo, tôi dơ giấy chứng nhận ra nói, đừng sợ, tôi là cảnh sát." Gã đàn ông sững sờ, làm sao anh biết? Tôi rõ ràng không báo cảnh sát mà. Cái gì? Lại đến lượt tôi sững sờ. Gã hốt hoảng nói, đồng chí cảnh sát, tôi biết sai, được rồi tôi thừa nhận, tối qua quả thật có nhìn thấy việc không tầm thường. Tôi bước nhanh tới cửa sổ, từ nơi này có thể dễ dàng nhìn xuống hiện trường vụ án, hỏi dò, 2 giờ rạng sáng nay anh không ngủ. Gã đáp, không, không có. Lúc đó tôi nhìn thấy một người đàn ông đang hành hạ một cô gái trong công viên, tôi rất sợ hãi. Tôi thoáng cái liền hiểu ra, thuần cẩu sư bảo tôi tới gặp không phải là hung thủ, mà là nhân chứng, hắn muốn tôi giết người diệt khẩu. Tôi bảo anh ta nói thật chi tiết tình hình cho mình nghe. Anh ta nói, gã đàn ông kia khoảng 4, 50 tuổi, khá cao, tầm 1m8. Lúc đó trong công viên chỉ có đèn đường, nhìn không rõ ràng lắm, đối phương hình như đè một cô gái mặc váy đỏ xuống làm chuyện đồi bại khoảng cách quá xa nên không nghe thấy gì anh ta là người tương đối nhát gan sợ phiền phức nên không báo cảnh sát tự lừa dối mình là tình nhân cãi nhau khoảng hơn một tiếng sau anh ta nhìn qua cửa sổ hai người đó đã không thấy đâu nữa tống tin thần liếc tôi một cái tôi biết chỉ cần mình gật đầu hắn sẽ giết chết người đàn ông này nhưng nếu như vậy thì vĩnh viễn tôi không thể quay đầu im lặng một lát tôi hỏi còn có manh mối gì nữa không? Người đàn ông suy nghĩ, đáp, hình như hắn lái xe tới bởi tôi thấy bên cạnh có chiếc SUV màu đen. Tôi dặn dò, cảm ơn anh đã phối hợp, không cần báo cảnh sát, cũng không cần lộ ra, vụ án này là chúng tôi đang bí mật điều tra, biết chứ? Người đàn ông gật đầu liên tục, thật tốt, tuyệt đối đừng nhắc đến tôi, tôi chỉ là một công chức nhỏ đang đi công tác, không muốn dính vào rắc rối. Tôi với tống tinh thần rời khỏi khách sạn, Câu đầu tiên tài xế nói khi thấy tôi là: "Xử lý xong chưa?" Tôi đáp: "Xong." "Vậy về báo cáo với chủ nhân đi." Tài xế nói xong chuẩn bị lái xe. "Không, ta còn phải tới một nơi." Tôi nói. "Không được, chủ nhân đã dặn không cho phép ngươi làm chuyện dư thừa." Tài xế từ chối. Tôi giải thích: "Vừa nãy tra hỏi tên kia, hắn nói tối qua hắn còn ở chung với một người khác, ta phải giải quyết nốt nếu không thân chủ sẽ không an toàn." tài xế đảo con ngươi một chút nói ta phải xin phép chủ nhân cái đã sau đó lấy điện thoại ra tôi nhanh chóng cho tay vào túi dựa theo động tác hắn bấm số ghi lại số điện thoại của thuần cẩu sư tài xế nói chuyện mấy câu sau đó ngắt máy nói chủ nhân nói có thể tôi cười lạnh đầu óc chó của ngươi cần linh động một chút mới làm vui lòng chủ nhân hiểu không tài xế nói ta một lòng trung thành với chủ nhân không quan tâm báo đáp sau khi lên xe Tôi liếc qua dãy số mình vừa bấm, mắt tôi có thể lưu lại tàn ảnh cho nên liếc một cái, 10 giây sau vẫn có thể đọc được. Tiếp đó tôi mở bản đồ trên điện thoại, tìm kiếm mấy quán rượu quanh đó, bảo tài xế tới một trong số đó. Hung thủ rót một chai rượu vang nho lên người nạn nhân, cho thấy ở hiện trường có rượu, hơn nữa nạn nhân không bị bịt miệng chứng tỏ nơi đó hẳn phải là một nơi cách âm rất tốt, theo tôi nghĩ thì hầm rượu vang là một nơi tương đối phù hợp để gây án hung thủ có thể thuê tổ chức bảo vệ hắn lâu dài, hiển nhiên là phải có tiềm lực kinh tế, hẳn là một chủ cơ sở rượu. Cho tới trưa, chạy tới nhiều quán rượu cũng không tìm được người có đặc điểm phù hợp. Đúng lúc này thì băng tâm gọi điện tới, Tống Dương ca ca, Huynh đang làm gì vậy? Tài xế liếc tôi một cái qua kính chiếu hậu, tôi lập tức nói, không làm gì cả, lang thang trên đường thôi. Băng tâm nói, muội cũng vừa được nghỉ, đi chơi đi, Huynh tới cửa thị cục chờ muội nhé tôi vô cùng khó xử hít hôm nay băng tâm nói ai da huynh nhất định phải tới mà không đưa muội đi chơi huynh sẽ hối hận đấy tôi nghe ra có hàm ý trong lời nói của nàng liền đáp được rồi quá trưa ta sẽ đến tìm muội cúp điện thoại tài xế cảnh cáo đừng có làm trò tôi mắng ngươi là cậu hay hồ ly vậy sao đa nghi thế ta với thanh mai trúc mã đi chơi cũng không được xe dừng Chúng tôi tới một cơ sở rượu đắt tiền có tên là Tụ Phong. Vào trong cửa hàng, nhân viên phục vụ hồ hởi chào đón, "Tôi phủ đầu, hai ngày trước có mua một chai rượu ở đây, cảm giác mùi vị không được bình thường, ta muốn gặp ông chủ." Nhân viên bán hàng ngẩn người một chút, đáp, "Được, để tôi đi gọi ông chủ, anh ngồi chờ một lát." Một lát sau, nhân viên dẫn tới một nam trung niên cao ráo, chừng 50 tuổi. Vừa nhìn thấy gương mặt này, trực giác của tôi mách bảo đây chính là hung thủ để xác nhận tôi dùng động u chi đồng quan sát hắn từ trên xuống dưới quần áo toàn thân hắn đều là mới thay móng tay có bụi bẩn chưa rửa sạch trên mũi giày có cát tinh thần cũng khá tiều tụy giống như chơi bời lâu dài tạo thành còn có một đặc điểm nhỏ không tính là trinh thám đó là cái mũi ưng của hắn trong một cuốn sách về dân tộc học có nói trong số những đồng tính công đa phần có mũi ưng lão yêu không có đặc điểm này theo tôi thì lão yêu là thụ ông chủ ngồi xuống không thoải mái lắm với ánh mắt của tôi hắn cười hỏi khách quan tìm ta có chuyện gì tôi nhỏ giọng thuần cẩu sư bảo tôi tới ông chủ a một tiếng cố ý lớn giọng được rồi ta dẫn cậu đi thăm hầm rượu một chút tài xế nhỏ giọng mắng ngươi gạt ta chẳng phải ngươi nói đi gặp nhân chứng sao tôi đáp ta có cách làm việc của riêng mình một con chó không nên xen vào bốn người chúng tôi đi vào hầm rượu ở đây toàn là thùng lớn rượu nho trụ nho chính hãng này đắt muốn chết, chẳng trách kẻ này có tiền như vậy, lại trả được thù lao cho thuần cẩu sư. Ông chủ cười nói, sao thuần cẩu sư hôm nay không đích thân tới? Chẳng lẽ là rất yêu thích ta, cho nên cố ý đổi tới một tiểu soái ca? Nói xong, hắn không đàng hoàng đưa cánh tay ra, tống tinh thần bẻ ngược ngón tay hắn lại, ông chủ đau đớn kêu lên, tài xế vội nói, không được làm tổn thương thân chủ. Tôi nói, chúng tôi tẩy trắng thay ông, nhưng không cung cấp dịch vụ khác, tốt nhất ông hãy tôn trọng một chút ông chủ luôn miệng xin tha đã hiểu đã hiểu tôi nháy mắt cho tống tinh thần buông tay ra ông chủ chảy nước mắt ôm lấy ngón tay bị đau tôi hỏi xưng hô thế nào ông chủ khôi phục vẻ kiêu ngạo đối với người ngoài ta chỉ là một ông chủ cơ sở rượu còn trong giới ta có một cái tên vang dội dịch trang sát nhân ma tôi cố làm ra vẻ kinh ngạc vụ bé trai mặc váy đỏ năm đó là do ông gây ra hắn lắc đầu không không vụ đó ta không làm có điều thủ pháp gây án của ta là dựa vào đó mà ra phải rồi ngươi xử lý xong thi thể và nhân chứng tối qua chưa tôi đáp làm sạch sẽ rồi cốt 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 hợp tác với các ngươi đúng là yên tâm tiền ta sẽ chuyển vào tài khoản thuần cẩu sư vừa nói hắn vừa lấy một chai rượu nho trên giá xuống ta mời các ngươi uống một ly hy vọng sau này tiếp tục hợp tác vui vẻ tôi xua tay không uống rượu vội Tôi sợ bỏ sót dấu vết, hỏi một câu, nơi này chính là hiện trường gây án. Ông chủ nói, từ. Tôi ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên bụi dưới đất có vết tích dãy dụa, hỏi, người chết là ai? Một soái ca tới mua rượu, ta phải giăng bẫy hắn mấy ngày, cuối cùng mới lừa được hắn tới đây để thịt. Vừa nói hắn vừa cười khoái trá, giọng nói cứ như đang khoe khoang chiến tích bản thân. Tôi gật đầu, thú vui không tệ. Nói ra không sợ làm trò cười, ta có chứng bất lực, chỉ có khoái cảm lúc giết người mới khiến nó cương cứng lên được, cho nên mỗi lần nhìn thấy soái tiểu tử, nội tâm của ta xung động sẽ nảy ra ý đồ xấu, mức độ nghiện ngập này so với thèm rượu còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Hắn giải thích. Tôi cười, ông ngàn vạn lần con mẹ nó đừng có loại xung động này đối với tôi. Hắn cũng cười, không có không có, ta tôn trọng ngươi cũng như tôn trọng thuần cẩu sư, phải rồi còn chưa được biết tên. Tôi không trả lời mà nói, ông từng giết bao nhiêu người rồi không nhiều lắm đại khái là bốn đứa hắn suy nghĩ rồi đáp sau khi giết người vật kỷ niệm mà ông giữ lại đâu tôi rất có hứng thú thưởng thức một chút tôi nói ông chủ liền biến sắc tài xế đứng sau âm u nói rút cuộc ngươi có tính toán gì việc riêng tư của thân chủ chúng ta không hỏi tới ông chủ khôi phục nụ cười rất nhanh không sao không sao có thể hiểu tiểu ca lần đầu làm chuyện này sau này nên chú ý một chút. Tôi hỏi, phải rồi, tính cách âm của nơi này thế nào? Nhân viên phía trên liệu có nghe thấy gì không? Hắn đáp, đại khái ngươi cũng yên tâm đi, hầm này là ta đặc biệt thiết kế, có tới 5, 6 tầng cách âm, cho dù bên trong có lựu đạn nổ, bên ngoài cũng không nghe được. Tôi thu lại nét mặt vui vẻ, lạnh lùng ra lệnh, vậy thật cảm tạ ông, tống tình thần, phế bỏ hắn. Vừa dứt lời, Tống Tinh thần liền đạp gã hung thủ ngã xuống đất, sau đó đá liên tục vào người hắn. Ông chủ bò lê dưới đất, không biết lôi đâu ra một con dao, Tống Tinh thần một cước đá văng đi, rồi cứ nhắm giữa hán của hắn mà đạp túi bụi. Tống Tinh thần ra sức đạp, ông chủ hầm rượu rống lên như heo chọc tiết, tài xế vội kéo tay tôi la lên, dừng tay, mau dừng tay, không được làm bị thương thân chủ. Tôi gật đầu, được. Tống Tinh thần ngưng chân, tên hung thủ không ngừng giải dụa máu chảy ra từ đũng quần, xen lẫn là chất lỏng màu trắng. Hắn trợn ngược hai mắt, miệng sùi bọc mép, thì ra vùng kính bị đạp sẽ khiến người ta ngất xỉu. Nhìn tên biến thái này bị hành hạ, tâm lý tôi bất giác cảm thấy sảng khoái, nói, để hắn cho ta. Tài xế vội móc súng ra, bị tống tinh thần dùng đao đánh bay, sau đó ghi chặt cổ lại. Tôi bước tới chỗ tên hung thủ, vỗ vỗ mặt, ấn huyệt nhân trung cho hắn tỉnh lại. Hắn mở mắt, kêu khóc nói, các ngươi muốn làm gì? Cho ngươi khỏi đi giết người nữa. Tôi cười lạnh, đẩy mí mắt hắn lên, phát động minh vương chi đồng, hung thủ như phát điên, không ngừng giải giụa, la hét ầm ĩ hành hạ hắn chừng nửa phút, cho tới khi hắn không thấy la hét nữa, tôi mới thu hồi, trước mắt biến thành màu đen. Chịu đủ loại tàn phá tinh thần, vẻ mặt tên hung thủ trở nên ngơ ngác. đột nhiên hắn ngồi dậy, cuộn người vào sát thùng rượu phía sau, nói bằng giọng điên dại, các ngươi là ai? Mau cút ra! tôi rút điện thoại của ông chủ ra gọi điện cho bệnh viện tâm thần báo địa chỉ sau đó nói ở đây có một người bị bệnh thần kinh mọi người mau tới đi đầu dây bên kia hỏi tiên sinh có thể để lại cách thức liên lạc và tên họ không tôi cười không cần tôi chỉ là một người dân thôi nói rồi ném điện thoại vào ngực hung thủ phất tay với tống tinh thần rút lui đi sau khi ra ngoài tài xế rất ấm ức vi hiếp tôi sao ngươi dám làm như vậy ta phải báo cáo chủ nhân, ngươi và bạn ngươi nhất định sẽ chết. Tôi ơ hờ, ta đã thay hắn rửa tội, tức là đã hoàn thành nhiệm vụ. Tài xế nghiến răng nghiến lợi, chủ nhân đã dặn, không cho phép ngươi làm việc dư thừa. Tôi cười, đó là hắn nói với ngươi, không phải nói với ta. Ngươi muốn báo cáo thì cứ tùy ý. Tài xế hận không ăn tươi nuốt sống được tôi, liền bấm số gọi cho Thuần Cẩu sư. Nói chuyện với nhau mấy câu, tài xế quay qua tôi chủ nhân nói các ngươi có thể đi ngày mai có nhiệm vụ mới ngài sẽ đến tìm tôi gật đầu với tống tinh thần đi thôi hai chúng tôi bắt taxi tới thị cục băng tâm mặc một chiếc váy xinh xắn đang đứng chờ tôi ở cổng tôi hiếu kỳ hỏi tìm ta có chuyện gì đi dạo phố thôi băng tâm đáp tôi cười muội thật quá vô tâm đi giờ này vẫn có tâm trạng đi chơi băng tâm biểu môi cha cấm muội không được tham gia vụ này có gấp cũng vô ích sau đó kéo tay tôi, đi thôi, chúng ta đi dạo. Tôi tự nhủ, chẳng lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, băng tâm tìm mình chỉ đơn thuần là đi chơi. Đúng lúc này thì nàng chợt lục túi, rồi cố tình giả bộ nói, ai da, muội quên đem tiền, chờ chút để muội đi xin cha. Vừa nói vừa nháy mắt. Tôi hiểu ý, quả nhiên đi dạo chỉ là ngụy trang, liền bảo tống tinh thần chờ bên ngoài. Hai chúng tôi lên phòng làm việc của tôn lão hổ, cửa đang khép hờ, băng tâm vào trong, giả vờ nói, cô, cha muội không ở đây. Chỉ thấy trên bàn làm việc có mấy tập hồ sơ, thì ra là hai cha con họ thông đồng với nhau, dùng cách này để giúp tôi, dĩ nhiên là tôi không thách khí, đóng cửa lại bắt đầu xem tài liệu. Trong đó là báo cáo khám nghiệm tử thi, báo cáo giám định đầu đạn cùng với mấy lời khai. Báo cáo khám nghiệm tử thi chứng thực, người chết tần ngạo nam là bị đạn bắn xuyên đầu, nhưng có một điểm khả nghi, đó là trước khi chết điện thoại của hắn vẫn đang trong trạng thái kết nối với một số nào đó, nhưng đã bị mã hóa nên không tra được số người gọi cũng như nội dung cuộc nói chuyện. Lời khai của Vương Học Binh thì là ông ta bị bệnh tim, do chạy quá nhanh, tim đập mạnh dẫn tới ngã ra đất, sau đó nghe thấy tiếng súng, ngẩng đầu nhìn thì thấy tiểu đào đang có động tác ngắm bắn, còn Tần ngạo nam ngã ra đất. Vương Học Binh và tiểu đào trước đó chỉ gặp nhau một lần, tên nàng ông ta cũng không biết lại có mặt ở hiện trường cho nên phần lớn lời khai cũng giống như của tôi. Vương Học Binh đã bị tạm giam với tội danh giết người không thành. Giám định đầu đạn lại càng bất lợi hơn đối với tiểu đào, phản ứng với thuốc súng trên tay chứng minh nàng có nổ súng, mặc dù nàng khai rằng mình bắn chỉ thiên, nhưng đầu đạn không tìm thấy. Mà giám định vết rảnh nòng súng trên đầu đạn bắn tầng ngạo nam chỉ ra là từ nòng súng của tiểu đào bắn, trên lý thuyết kỹ thuật thì cái này không thể làm giả dưới cuối báo cáo có một chữ ký viết giám định viên lê dũng cương tôi hỏi người làm giám định này tay nghề thế nào băng tâm cố giả vờ kinh ngạc á à, huynh dám nhìn trộm tài liệu của cha muội tôi cười mắng còn diễn kịch nói đi lúc này băng tâm mới nói giáo sư lê là chuyên gia đạn đạo nổi tiếng toàn tỉnh giám định do ông ta làm không bao giờ sai gần đây ông ta có đi du lịch bên ngoài hoặc đi nghỉ dưỡng không tôi hỏi cái này muội không biết. Băng tâm lắc đầu. Tôi tin tiểu đào không giết người, cho nên nhất định có một khâu nào đó là sai lệch, bao gồm cả chuyên gia giám định này, rất có thể cũng là thủ hạ của thuần cẩu sư. Tôi lấy ảnh tần ngạo nam ra xem, phát hiện có điểm khả nghi, con mắt tần ngạo nam liếc sang trái, theo như lẽ thường, đối mặt với bi hiếp tính mạng, đáng lẽ hắn phải nhìn thẳng vào người cầm súng chứ. Lúc đó bên trái hắn là ai? Chính là người đuổi giết hắn, Vương Học Binh. Tôi nghĩ tới một khả năng thứ hai đó là Vương Học Binh đang nói láo, nhưng một cựu chiến binh 60 tuổi, con gái lại bị giết, chỉ hận không được uống mau hung thủ, tại sao phải nói láo? Tình thế trước mắt cực kỳ bất lợi đối với tiểu đào, cộng thêm đối thủ là thuần cẩu sư, tôi phải nghi ngờ tất cả. Tôi thở dài, nếu có thể tra ra Vương Học Binh này thì tốt quá, xem ông ta có phải cha của nạn nhân thật không? Lời này dĩ nhiên là nói cho băng tâm nghe, nàng là tiểu gián điệp liên lạc giữa tôi và tôn lão hổ tôn băng tâm thúc giục tống dương ca ca đã xem xong chưa cha muội mà quay về sẽ mắng chết đấy tôi nói xong rồi xong rồi mau chuồng thôi cất tài liệu trở lại ra ngoài băng tâm đề nghị chúng ta đi uống sinh tố đi tôi đoán nàng lại có hoa chiêu gì liền gật đầu ba người chúng tôi vào một quán nước ở một bàn trong góc khuất đã có vương đại lý và vương nguyên thạch đợi sẵn tôi ngồi xuống cười, anh em lại đụng đầu. Vương Đại Lý hỏi, Dương Tử, sáng nay Tống Tinh Thần bảo ta, có người muốn giết bọn ta, là thật sao? Thật. Tôi gật đầu. Trong bàn tất cả đều là người không được tham gia vụ án, chúng tôi trao đổi tin tức cho nhau, việc thuần tổ sư sai tôi đi tẩy trắng cho hung thủ tôi không nói thẳng ra, chỉ nói là đang cùng hắn hoãn binh. Băng tâm nhận được vết đất trên đế giày, đang nghĩ cách xét nghiệm vương nguyên thạch thì hôm qua tìm đủ mọi cách để gặp tiểu đào tinh thần nàng vẫn còn khá qua mấy lần thẩm vẫn vẫn giữ nguyên lời khai rằng mình không bắn tần ngạo nam tôi hỏi lúc đó tiểu đào có để ý được chuyện gì khác thường không vương nguyên thạch suy nghĩ một chút nói hiện trường không có gì đặc biệt cô ta chỉ nói lúc đuổi theo có một người đeo khẩu trang va phải mình lúc đó tình thế khẩn cấp nên cũng không suy nghĩ nhiều nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha